Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 56. Mộng, ngốc, điên, chết lặng, như bị sét đánh. Tiêu Liệt Quân, Khương Dã, Hồng Thanh Thương bọn người đứng tại chỗ, còn như cái xác không hồn. Ầm ầm, trong đầu của bọn hắn một mực ông ông rung động. Giờ khắc này, thật là sấm sét giữa trời quang. Mỗi người đều bị oanh đến thương tích đầy mình tình trạng. Tào Chí Quốc phát hiện dị thường là đúng. Minh Tà Thần bọn hắn nhiều lần kiên trì đều là đúng. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ngay từ đầu dự đoán đều là đúng. Không có chút nào sai lầm. Hắn chủ trương hộ quốc tường thành càng là đối với. Nếu như lúc trước mọi người nghe hắn, hiện tại đại hạ đường ven biển bên trên đã sớm cấu trúc lên 300 mét hộ quốc tường thành. Đem những cái này cự hình sinh vật toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Bọn hắn nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền đăng lục rồi. Không có khả năng sự tình. Lại không tốt. Bọn hắn chế tạo ra trên 100 cái an toàn đảo ra tới, đủ để sơ tán phần lớn người. Còn nữa nói, tuyến phòng ngự còn ở đó, không bằng hộ quốc tường thành, có thể tạm thời hoàn toàn có thể ngăn cản được. Không đến mức giống bây giờ như vậy bị động. Hết thảy đều là vấn đề của bọn hắn. Chấm. Người ta đều kiên trì như vậy, nhưng bọn hắn nhất định phải lấy trong mắt nhìn thấy làm lý do, nhao nhao cự tuyệt. Lục Hùng bảo tính tình đi lên, ta cứ nói đi. Phải tin tưởng Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, hắn một lần kia sai lầm qua, chuyện này liền trách các ngươi, hết thảy trách nhiệm các ngươi đến gánh. Hiện tại xảy ra vấn đề, không phải nghiêm trọng hơn sao? Trước kia là tổn thất quá lớn vấn đề, hiện tại thế nào? Là đại hạ tồn vong vấn đề. Ta muốn hỏi dưới, cái kia có thể gánh trách nhiệm. Đối mặt Lục Hùng chất vấn, tất cả mọi người cúi đầu, căn bản không dám lên tiếng. Dù là Tiêu Liệt Quân để bọn hắn cũng ngoan ngoãn im lặng. Một câu không nói. Nếu như lúc ấy Nhất Tự Tịnh Kiên Vương bọn hắn kiên trì dưới, có lẽ. Lúc này đột nhiên có một người nhỏ giọng nói. Lục Hùng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, cái gì? Kiên trì hạ, các ngươi cho cơ hội sao? Đừng nói Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, chính là ta cùng Lão Tào các ngươi cho cơ hội sao? Chúng ta một mực đang kiên trì, các ngươi đâu? Động một chút thì là bỏ phiếu biểu quyết. Thế nhưng là chân lý thường thường đều nắm giữ tại số ít nhân thủ bên trong. Còn nữa nói có tổn thất to lớn, chúng ta có thể chậm rãi khôi phục a, không phải đợi đến hiện ở loại tình huống này, tất cả mọi người vô kế khả thi bó tay hết cách sao. Ba ba ba, Tiêu Liệt Quân trực tiếp rút mình mấy cái tát. Đều là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi của ta, ta là đại hạ tội nhân a. Những người khác cũng đều hối hận, vô cùng hối hận. Kia hối hận ruột đều muốn thanh. Có lẽ Nhất Tự Tịnh Kiên Vương căn bản không phải bế quan, hắn là bị các ngươi cho khí chạy. Lục Hùng hô lớn. Hồng Thanh Thương, Khương Dã mấy người hối hận đều muốn khóc lên. Ta sai. Là lỗi của ta. Ta hối hận, ta hướng Nhất Tự Tịnh Kiên Vương xin lỗi. Ta hướng tất cả mọi người xin lỗi. Chấm. Tốt, đều đừng hô, hiện tại chúng ta cần phải làm là nhanh chi viện, nhanh bố phòng tiến hành phòng thủ cùng phản kích. Nhanh nhanh nhanh, đều cho ta hành động. Nếu là đại hạ thật xảy ra vấn đề, ta xem các ngươi ai còn có mặt còn sống. Chấm. Lần này, Viêm Long vệ khởi động cấp bậc cao nhất khẩn cấp tương ứng. Đem triệu tập đến chiến sĩ toàn bộ triệu tập ra tới. Lúc này, cũng không che giấu. Vũ khí gì bài tẩy gì toàn bộ đều lấy ra. Cùng loại Côn Luân công nghiệp mấy cái cự đầu, cũng nhao nhao ra tay viện trợ. Đem mình có thể lấy ra toàn bộ lấy ra. Tiêu Liệt Quân trực tiếp mang theo đội cảm tử cùng cơ giáp quân đoàn cùng đại lượng cao thủ tiến về một tuyến. Tiêu Liệt Quân dẫn đầu xem như nhanh chóng phản ứng chiến đội, lấy tốc độ nhanh nhất trước mặt tuyến tiếp xúc đến, từ đó bóp chặt ở thế cục. Khương Dã dẫn đầu đội dự bị cùng Lâm Thu gom góp đến số lớn nhân mã lao tới tiền tuyến, đem từng cái chiến đội điều động đến địa phương cần, đến bố trí phòng ngự trận địa. Khương Dã đội ngũ là chiến lực mạnh nhất, số người nhiều nhất. Có thể hay không phòng được. Liền nhìn hắn có thể hay không đem tất cả mọi người vũ khí lợi dụng, bố trí tốt. Tiêu Liệt Quân đội ngũ đều là vì cho hắn thắng được thời gian. Về phần Hồng Thanh Thương thì là khởi động đại hạ bên trong tất cả trạm gác ngầm ngầm tổ, một phương diện đối tiền tuyến tiến hành chi viện trợ giúp, một mặt là siêu tập tình báo thăm dò rõ ràng địch nhân tình huống. Một phương diện khác chính là phòng ngừa địch nhân từ nội bộ đánh lén. Cuối cùng là Lục Hùng nhiệm vụ, trình độ lớn nhất sơ tán quần chúng. Để bọn hắn khỏi bị hãm hại. Cứ việc an toàn đảo xây một nửa liền ngưng.
Chẳng qua Thánh Kinh tổ chức bọn hắn thế nhưng là tiếp tục xây. Chí ít có 20-30 cái. Lại tìm cái khác địa phương an toàn. Hẳn là ứng phó một trận. Không nói đem toàn bộ người sơ tán thành công. Nhưng chí ít có thể ẩn nấp một điểm, còn lại đều muốn chỗ đất liền thành trì. Kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Còn phải xem phía trước tác chiến tình trạng. Càng cảm nhận được độ khó, Lục Hùng liền càng vang lên trước đó Diệp Quân Lâm tiên đoán. Nếu là có hậu quốc tường thành tốt biết bao nhiêu. Nếu là có trên 100 cái an toàn đảo hẳn là thiếu. Như thế sẽ giảm bớt bao nhiêu tổn thất. Sẽ có bao nhiêu vì vậy mà sống sót, mà không bị tổn thương. Nhưng bây giờ nói hết thảy đều không dùng. Hết thảy đều là phí công. Chỉ có thể tận khả năng đi làm. Có thể giảm bớt bao nhiêu liền giảm bớt bao nhiêu. Trừ an toàn đảo nhiệm vụ bên ngoài, Lục Hùng còn phụ trách liên lạc Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc. Cùng với khác các thế lực lớn. Tận khả năng nhiều liên hệ. Ví dụ như Thánh Kinh tổ chức A, Mã Nhã công nghiệp A. Chờ chút. Cũng có thể liên hệ. Lục Hùng rất nhanh liền đem tin tức truyền lại cho Thiên Sách Phủ, Bảo Long nhất tộc cùng Côn Luân học viện. Sau đó hắn liên hệ Thánh Kinh tổ chức Minh Tà Thần bọn người. Lại phát hiện căn bản không liên lạc được. Đám người này mất đi liên hệ. Làm sao đều không liên lạc được. Bọn hắn ở nơi nào a? Lục Hùng đều gấp đến đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không có những cái này cường đại trợ lực, như vậy đại hạ thua không nghi ngờ. Sự trợ giúp của bọn họ là rất có cần thiết. Chấm. Chẳng qua giờ phút này, không đơn thuần là hắn không liên lạc được Minh Tà Thần. Những người khác cũng tìm không thấy. Chấm. Không tốt, không tốt. Thánh Kinh tổ chức cùng Mã Nhã công nghiệp tất cả mọi người thân ảnh không gặp. Số 76 cấm địa thần làm gì chứ? Làm sao đột nhiên biến mất? Bọn hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta dự phán sai rồi? Chấm. Lúc này, chư thần phòng thí nghiệm thám tử đột nhiên phát hiện Thánh Kinh tổ chức đám người này biến mất. Tại bọn hắn giám thị bên trong đột nhiên không có. Lúc đầu đều là lao tới tại đại hạ trên đường tới. Đột nhiên biến mất. Cái này chư thần phòng thí nghiệm rất nhiều người đều hù đến. Kế hoạch bên ngoài, vậy liền phiền phức. Thượng đế chi não làm hết thảy đều vô dụng. Dù sao giai đoạn trước Leviathan tiến công đến nói, căn bản không trọng yếu. Hậu kỳ mới là màn quan trọng. Nếu như Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức những cái này không tham dự, vậy liền ra đại sự. Trong lúc nhất thời, Lucifer, thằng hề đại đế bọn hắn đều hoảng. Đây là một cái cực kỳ tin tức xấu. Tranh thủ thời gian tra, cha bọn hắn đi đâu rồi? Đám người gấp, lập tức muốn phái người đi thăm dò. Thế tất yếu điều tra ra. Không có việc gì, bọn hắn lúc này biến mất ngược lại là chuyện tốt. Tiên sinh ra vẻ thần bí nói. Những người khác sửng sốt, khó mà tin nổi nghe được, a. Chuyện tốt, làm sao có thể? Hiện tại đại hạ ở vào trong nước sôi lửa bỏng, toàn bộ vội vàng ứng phó Leviathan. Nếu là số 76 cấm địa đám người kia đột nhiên từ một nơi nào đó xuất hiện, lôi đình một kích. Đại hạ phải tổn thất bao nhiêu? Ví dụ như nơi này là đại hạ trung tâm kinh thành đâu? Nghe xong tiên sinh nói như vậy. Tất cả mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như tiếp xuống số 76 cấm địa thần tiến công chính là đại hạ kinh thành lời nói, như vậy đại hạ sập bàn khả năng cũng quá lớn. Khả năng số 76 cấm địa động thủ thời điểm, đại hạ kinh thành đã thủ vệ thư giãn, toàn thành đỉnh cấp cường giả đều điều động đến tiền tuyến đi. Đến lúc đó kinh thành chính là không người trông coi trạng thái. Số 76 cấm địa nếu là công phá kinh thành, công phá Viêm Long vệ, như vậy đại hạ liền thua một nửa. Mọi người nhao nhao nói. Lucifer mặt mũi tràn đầy kinh hãi, diệu a, một chiêu này thật sự là tuyệt. Ngay cả chúng ta cũng không biết bọn hắn biến mất tại nơi nào, đại hạ càng sẽ không biết bọn hắn ở đâu. Cho nên các ngươi lo lắng cái gì? Nên lo lắng chính là đại hạ a. Bọn hắn biến mất là chuyện tốt, chờ bọn hắn lần nữa hiện thân thời điểm, chính là đại hạ tận thế. Tiên sinh đã phi thường chờ mong. Chấm. Đại hạ gặp nạn tin tức truyền đến Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc sau. Cũng gây nên đại loạn. Đồng thời Thiên Cơ Các đã biết đại khái tin tức, chi chiêu cho Thiên Sách Phủ như thế nào đối phó loại này cự hình sinh vật. Thiên Sách Phủ cơ hồ là toàn thể xuất động. Bảo Long nhất tộc cũng xuất động một nửa lực lượng. Bảo Long nhất tộc cũng không dám toàn thể xuất động. Mặc dù xưng Bảo Long nhất tộc, nhưng trên thực tế Bảo Long nhất tộc thế nhưng là mấy cái chi nhánh, mỗi một mạch bên trong đều nắm giữ lấy một cái đại hạ trung cực bí mật.
Bí mật này là phân tán ra, để mỗi một mạch thủ hộ một điểm. Hợp lại mới là trung cực bí mật. Đây là bảo long nhất tộc từ trước sứ mệnh. Cùng bảo hộ đại hạ đồng dạng trọng yếu. Bởi vậy bọn hắn còn muốn thủ hộ bí mật này. Không thể phái ra tất cả lực lượng. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, chuyện này cũng không bằng bảo hộ trung cực bí mật trọng yếu. Phái ra một nửa đã là rất cho lực. Thậm chí bọn hắn đem thiên tài kế hoạch những thiên tài kia, bao quát nữ võ thần, song tử tinh, phó giai ninh y nguyên bọn người toàn bộ phái ra ngoài. Chẳng qua thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc lực lượng trừ nhanh chóng phản ứng, đi thẳng đến tiền tuyến chi viện. Sau đó trọng yếu lực lượng muốn nghe tổng chỉ huy thu xếp. Dạng này mới có thể phát huy lớn nhất giá trị ra tới. Cho nên đám người này thẳng đến Côn Luân học viện. Bọn hắn muốn tìm thiên sách thần soái. Để thiên sách thần soái chủ trì đại cục. Côn Luân học viện tin tức ngăn chặn. Khi biết được xảy ra chuyện lớn như vậy. Tất cả mọi người giật nảy mình. Ta tuyên bố, từ lúc khoảnh khắc, tất cả học viên cũng phải lao tới chiến trường. Đại triển thân thủ, mấy tháng này các ngươi học được cho ta dùng tới. Dùng trận này thực chiến đến kiểm nghiệm các ngươi. Diệp Khuynh Thiên lấy đạo viên thân phận, đem tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Nói cho bọn hắn tất cả mọi người muốn lao tới chiến trường quyết định. Đây đối với mọi người tới nói quả thực là cơ hội cực tốt. Có thể để bọn hắn biểu hiện ra thân thủ. Từng cái chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn ngao ngao gọi. Chẳng những đối với người bình thường học viên đến nói là dạng này. Cho dù là đối chư thần phòng thí nghiệm đám kia thám tử cũng là đáng hưng phấn sự tình. Bọn hắn có thể tiếp tục lập công a. Giấu ở bọn này cường đại trong đội ngũ, tùy thời tùy chỗ báo cáo động tĩnh cùng nhân số phối trí những thứ này. Chấm. Diệp Khuynh Thiên còn cố ý dặn dò, đương nhiên trừ nhất tự Tịnh Kiên Vương môn hạ học viên bên ngoài. Bọn hắn tiếp tục lưu lại học viện, mọi người cũng không cần đi quấy rầy hắn. Còn lại, có một cái tính một cái, toàn bộ đi với ta. Nghe xong về sau, tất cả mọi người cười. Xem đi, phế vật đạo sư mang một đám phế vật học viên, thời khắc mấu chốt đều không phát huy được tác dụng. Thật sự là chết cười ta, luyện cái kia có làm được cái gì, làm đại hạ chân chính cần ngươi thời điểm đều không phát huy được tác dụng. Ngươi để bọn hắn đi cũng vô dụng thôi, tất cả đều là pháo hôi a. Chấm. Tại biết đám người này không đi về sau, từng đạo trào phúng chửi rủa thanh âm nổi lên bốn phía. Lý Tử Nhiễm trong lòng bọn họ càng phát ra áy náy. Diệp Quân Lâm đem đám người này đích thật là chậm trễ. Đang lúc phát huy được tác dụng thời điểm, lại không năng lực đi. Quả thực bi ai? Còn có Diệp Quân Lâm đi đâu rồi? Người làm sao còn không tìm không đến? Đúng rồi, thiên sách thần soái đâu? Người đâu? Hắn làm sao cũng không thấy rồi. Tranh thủ thời gian tìm tới hắn a. Thiên sách phủ đại bộ đội tập kết. Kết quả phát hiện thiên sách thần soái không gặp. Hắn không tại không thể được a. Hắn muốn chủ trì đại cục a, chỉ có hắn khả năng hoàn toàn chi phối bất luận kẻ nào. Đổi lại những người khác, sẽ không phục chúng. Chấm. Đám người nhao nhao bắt đầu tìm kiếm thiên sách thần soái. Một bên khác, trước Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ đem thiên sách thần soái đưa đến phần mộ trước. Đại đồ đệ là vừa khóc vừa gào. Thiên sách thần soái đều có chút không biết làm sao. Tốt, xem hết mẫu thân ngươi, ta cũng nên trở về. Thiên sách thần soái quay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là đại đồ đệ ôm thật chặt lấy chân của hắn, nhìn thấy cái này, ngươi còn có thể bình yên vô sự trở về. Ngươi không nghĩ báo thù sao? Ngươi còn muốn cùng ta giết mẫu cửu nhân hợp tác? Chấm. Trước Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ là lại nhao nhao lại náo. Mạnh mẽ đem thiên sách thần soái ngăn chặn. Làm thiên sách phủ một đám người tiếp vào xảy ra chuyện tin tức sau. Ngay lập tức đi tìm thiên sách thần soái để hắn chủ trì đại cục. Thế nhưng là thiên sách thần soái người không gặp. Cùng trước đó Diệp Quân Lâm đồng dạng, không biết đi nơi nào. Tìm một vòng căn bản không ai. Liên hệ a, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp liên hệ hắn a. Nhanh nhanh nhanh, vô luận dùng biện pháp gì tranh thủ thời gian tìm tới thần soái a. Chấm. Gấp. Tất cả mọi người sốt ruột. Điên cuồng tìm kiếm thiên sách thần soái. Cuối cùng thiên sách phủ mấy đại thần tướng vẫn là liên hệ đến thiên sách thần soái. Cái này sự tình thiên sách phủ nội bộ chuyên môn thông tin phương thức, khác biệt với hiện đại khoa học kỹ thuật. Tựa như là một loại cổ xưa bí thuật pháp môn. Thiên sách phủ thành viên ở giữa, có thể bí mật đến liên hệ truyền lại tin tức vân vân. Dùng loại bí thuật này pháp môn rốt cục liên hệ với thiên sách thần soái.
Thiên Sách Thần Soái còn rất buồn bực. Dù sao loại này thuật pháp là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể dùng. Hiện tại dùng, đoán chừng muốn xảy ra chuyện. Thiên Sách Thần Soái nghi ngờ hỏi, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Thần Soái việc lớn không tốt, xảy ra chuyện, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương tiên đoán đều thành thật. Đại hạ ngay tại gặp trước nay chưa từng có công kích. Ngài ở đâu, mời nhanh chóng trở về duy trì đại cục. Đại hạ loạn, khắp nơi đều loạn. Nhanh lên đi, muộn một chút, thật liền ra đại sự. Ngài huống chi vẫn là tuyệt đỉnh chiến lực. Chấm. Bên cạnh Diệp Chiến Thiên mấy thanh âm của người truyền đến, thần soái. Diệp tiên sinh đã không gặp, không thể liền ngươi cũng cùng một chỗ biến mất ha. Mau lại đây, đại hạ cần ngươi. Lần này cự hình sinh vật quá khủng bố, căn bản đánh không chết a. Ngươi muốn tới a? Ta tin tưởng bọn họ còn có bước kế tiếp kế hoạch. Không có ngươi thật không được. Chấm. Nghe được đối diện nóng nảy ngữ khí, Thiên Sách Thần Soái ý thức được xảy ra chuyện, liền mấy vị này đều như thế yếu thế, kia tin tưởng tình huống thật nghiêm trọng. Cúp máy liên hệ sau, Thiên Sách Thần Soái liền muốn rời khỏi. Chẳng qua Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ lại ngăn lại hắn, người muốn đi đâu? Đại hạ xảy ra chuyện, ta muốn rời khỏi. Thiên Sách Thần Soái căn bản không nhiều giải thích, liền muốn rời khỏi. Không được, ta nhìn ngươi chính là muốn tìm lấy cớ rời đi, nàng đều xé, liền không thể lại nhiều bồi bồi nàng sao? Đại đồ đệ gắt gao ngăn ở Thiên Sách Thần Soái trước người. Nhìn xem hắn, Thiên Sách Thần Soái đột nhiên thân thể run lên, minh bạch thứ gì? Ngươi chẳng lẽ ngươi sớm liền biết a? Ngươi là cố ý đem ta dẫn đến nơi đây, đúng hay không? Chấm. Thiên Sách Thần Soái bỗng nhiên hết thảy đều hiểu rõ ra. Diệp Quân Lâm đang bế quan trước còn nhắc nhở qua hắn. Muốn dự phòng lấy tiểu tử này. Diệp Quân Lâm hẳn là đã sớm biết tiểu tử này là chư thần phòng thí nghiệm gian tế. Mình bởi vì hắn là mình tự mình cốt nhục, mặc dù một mực đang phòng bị, nhưng cũng không thể không gặp a. Lần này hắn càng là đưa ra lấy nhìn mẫu thân làm lý do, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Không ngờ cái này căn bản là cái âm mưu. Chính là vì đem hắn dẫn xuất đại hạ. Để hắn không cách nào khắp nơi đại hạ gặp nạn thời điểm, kịp thời tiếp viện. Tốt một tay âm mưu. Đúng, không sai, chính là nhằm vào âm mưu của ngươi. Ta vì chính là đem ngươi dẫn xuất đại hạ đến. Ngươi cùng ta giết mẫu cửu nhân làm bạn, ta làm sao có thể chịu đựng. Ngươi không cách nào thay ta mẫu thân báo thù, vậy ta chỉ có thể mượn nhờ nó tay người khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại đồ đệ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thiên Sách Thần Soái sắc mặt biến đổi, hắn có chút đau lòng. Ta không phải sớm nói qua cho ngươi, từ bỏ báo thù hy vọng sao? Thực lực của hắn ngươi không cách nào tưởng tượng, bất luận kẻ nào đều báo không được thù. Thiên Sách Thần Soái hô lớn. Đây chính là Diệp Quân Lâm a. Không, chư thần phòng thí nghiệm có thể, bọn hắn có thể giúp ta báo thù. Đại đồ đệ hô lớn. Tốt, đừng làm rộn, ta về đại hạ. Thiên Sách Thần Soái không còn cùng hắn nói nhảm, quay người rời đi. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ, ngươi là không trở về được đại hạ, bọn hắn sẽ không để cho ngươi trở về. Ha ha. Đại đồ đệ đột nhiên cười to nói. Cái gì? Thiên Sách Thần Soái sắc mặt đại biến. Đúng a, đã đem hắn dẫn xuất đại hạ, tuyệt đối là không thể nào để hắn trở về. Thiên Sách Thần Soái liền lưu tại nơi này đi. Lúc này, đột nhiên lại vang lên một thanh âm. Thiên Sách Thần Soái xoay người nhìn lại, sau lưng đã nhiều hai người. Lại mình tự mình cốt nhục đã bị khống chế lại. Thiên Sách Thần Soái không nghĩ mình tự mình xương cốt chết, liền ngoan ngoãn ở lại đây, cái kia cũng không muốn đi. Đương nhiên, ngươi nếu là không coi hắn làm lời của con, ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Vũ khí của hai người đã giá tại đại đồ đệ bên trên cổ. Chỉ cần bọn hắn hơi dùng sức, Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ lập tức liền sẽ chết. Trước Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ nhìn xem Thiên Sách Thần Soái, lộ ra nụ cười như ý. Hắn dường như rất tình nguyện nhìn thấy Thiên Sách Thần Soái này tấm dáng vẻ quẫn bách. Tại đại hạ cùng mình tự mình cốt nhục ở giữa làm lựa chọn, là một kiện chuyện kích thích. Lần này hắn ngược lại là muốn nhìn Thiên Sách Thần Soái làm sao chọn. Các ngươi hèn hạ. Thiên Sách Thần Soái nghiến răng nghiến lợi. Hắn căn bản không có dự liệu được loại cục diện này xuất hiện. Chọn đại hạ đi, ta chết không trọng yếu. Ta một đầu thiện mệnh đối với ngươi mà nói cùng ven đường chó hoang không có gì khác biệt.
ngươi hẳn là đi cứu vớt đại hạ ngàn vạn sinh mệnh a. Không cần thiết hao tổn tại ta chỗ này a. Chấm. Không chỉ như thế. Hắc ám thượng đế đại đồ đệ bắt đầu dùng ngôn ngữ kích động thiên sách thần soái. Thiên sách thần soái sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên nội tâm cùng với dãy giụa. Hắn khẳng định là nghĩ nhanh chóng trở lại đại hạ, cứu vãn đại hạ tại trong nước lửa. Nhưng bên này là tự mình cốt nhục, mình cho tới nay thua thiệt. Thật nhiều khó chọn chọn. Chấm. Hắc ám thượng đế đại đồ đệ một mực đang kích động, hắn liền nghĩ nhìn thấy thiên sách thần soái dãy giụa thần sắc. Kích động càng ngày càng lợi hại. Lúc này bắt hắn hai người nhìn không được. Vạn nhất thật cho thiên sách thần soái kích động đến, hắn đi thẳng một mạch làm sao bây giờ? Cái này não tàn còn ở lại chỗ này hung hăng kích thích. Phốc phốc. Bọn hắn cũng nhìn không được nữa, trực tiếp cho hắn một đao. Máu tươi vẩy ra. Ngậm miệng đi, đừng mẹ hắn lại bá bá. Vội vàng không kịp chuẩn bị một đao, để hắc ám thượng đế đại đồ đệ trực tiếp sửng sốt. Đối diện thiên sách thần soái càng là mắt trợn tròn. Cứ việc một đao kia không có đâm vào bộ vị yếu hại. Có thể nói rõ một vấn đề bọn hắn là dám động thủ. Thiên sách thần soái, ngươi nếu là lại tiến lên một bước. Ta trực tiếp giết hắn. Người kia nói. Lần này, hắc ám thượng đế đại đồ đệ không nói lời nào. Thiên sách thần soái cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, không dám đi lại. Hắn chẳng khác gì là bị buộc chết rồi. Vừa mới hắn còn muốn đi thẳng một mạch, coi là trước mắt mấy người đang diễn trò. Nhưng nhìn đến thật động thủ về sau. Mới hiểu được, không phải diễn kịch. Mình đi, bọn hắn thực sẽ giết người. Trong lúc nhất thời cứng đờ. Hắn xem như triệt để bị khống chế lại. Đây chính là tiên sinh mưu kế. Lợi dụng tâm lý của hai người, nhẹ nhõm đem cao thủ mạnh nhất cho khóa lại, không cách nào chi viện. Chấm. Thiên sách thần soái bên kia tạm thời bị khống chế lại. Hắn hẳn là tại đại hạ hủy diệt trước là về không được. Lúc này tin tức đã truyền đến chư thần phòng thí nghiệm nơi này. Thật sự là quá tốt. Một lớn tuyệt đỉnh chiến lực ít, đại hạ nguy cơ đến rồi. Là thời điểm khởi động chúng ta tản mát tại đại hạ các nơi tử sĩ. Ra lệnh một tiếng. Đại hạ các nơi đều có tử sĩ xông ra. Vậy chúng ta thì sao? Khi nào hành động? Lucifer thằng hề đại đế bọn người đã sớm ngứa tay. Không nóng nảy a, trước chờ số 76 cấm địa thần ra tới, chúng ta lại tính toán sau a. Ghi nhớ, đối thủ của chúng ta hoặc là lưỡng bại câu thương sau đại hạ cùng số 76 cấm địa. Hoặc là chính là đại hạ kia hai loại tồn tại, trước đó căn bản không dùng đến chúng ta ra tay. Dù là các ngươi ngứa tay cũng không có cách nào. Tiên sinh dặn dò. Địa ngục ma nữ không khỏi mở miệng hỏi, tiên sinh một mực nghe ngươi nói đại hạ kia hai loại tồn tại. Đến cùng là kia hai loại tồn tại a, thật lợi hại như vậy a, để chủ thần ti đều kiêng kỵ như vậy. Tiên sinh cười cười, kỳ thật cái này hai loại thật có hay không tại đều là một chuyện khác. Bọn hắn là sống trong truyền thuyết, ta cũng chỉ là nghe nghe đồn, cụ thể cái dạng gì ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là chủ thần ti cho tới nay không ra mặt, chính là kiêng kỵ cái này hai loại tồn tại. Cho dù là truyền thuyết, nhưng vạn nhất chân thực tồn tại đâu, một trận chiến này cũng là nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn bước đi ra a. Nếu như không có, sẽ tốt hơn. Mọi người nghe đến mê mẩn. Cũng âm thầm hy vọng không có, vẻn vẹn truyền thuyết tốt nhất. Tốt, tiếp xuống ta cho các ngươi giảng một chút đại hạ truyền thuyết này bên trong hai loại tồn tại đi. Chấm. Làm chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm chính chờ đợi thời điểm. Đại hạ loạn hơn. Sau đó đại hạ mỗi cái địa phương đều xuất hiện một nhóm lớn tử sĩ. Bắt đầu phát động các loại tập kích cùng phá hư. Cùng lúc đó, tiến về một tuyến đi chi viện chiến đội cũng lọt vào số lớn tử sĩ tập kích cùng quấy rối. Để bọn hắn rất khó nhanh chóng tiến lên. Khắp nơi đều có chuyện nhờ cứu cùng cầu chi viện tín hiệu phát tới. Một chi lại một chi chiến đội phát tới tín hiệu. Xưng bọn hắn gặp được địch nhân tập kích, không cách nào tiến lên. Nhất là Khương Dã dẫn đầu đại bộ đội đụng phải trở ngại rõ ràng nhất. Lão Hồng. Những vấn đề này giao cho ngươi, lợi dụng trạm gác ngầm cùng ngầm tổ đem những này quấy rầy địch nhân toàn bộ diệt đi. Không phải ta đại bộ đội không cách nào tiến về một tuyến chi viện a. Khương Dã tự mình cùng Hồng Thanh Thương trò chuyện. Đây chính là hắn nhiệm vụ. Nhất định phải giải quyết. Tốt, ta nhanh lên đi. Hồng Thanh Thương cũng không thể cam đoan. Chủ yếu là loạn. Khắp nơi đều loạn. Phía ngoài phòng tuyến đều bị đột phá, từng cái căn cứ đều thất thủ.
Mấu chốt hiện tại liền Đại Hạ nội bộ thành thị căn cứ cũng toàn bộ loạn cả một đoàn. Đầu đuôi không thể nhìn nhau. Còn có một điểm đáng sợ là đối phương dường như biết bọn hắn tất cả bố trí, tiến hành tính nhắm vào tập kích hoặc là phá hư. Giống như căn cứ phía trước tin tức truyền đến, những cái này cự hình nhóm sinh vật cũng dường như biết bọn hắn hỏa lực phối trí, bao quát những cái kia căn cứ cất giữ những vũ khí kia cùng các loại cơ mật đều biết. Bọn chúng sẽ tương ứng đi tiến công địa phương trọng yếu. Bọn hắn đã minh bạch trước đó kia một đợt cự hình sinh vật tiến công, chính là bom khói. Đem Đại Hạ hết thảy bố trí đều thăm dò ra tới. Tương đương hết thảy vũ khí bí mật trụ sở bí mật đối bọn hắn đến nói là trong suốt. Đây là phi thường bất lợi tình huống. Tin dữ. Một cái tiếp theo một cái. Thiên sách thần soái không tại. Thiên sách phủ bảo long nhất tộc rắn mất đầu. Nội bộ lại xuất hiện náo động. Hết thảy đều đại loạn. Lúc này, Tiêu Liệt quân dẫn đầu đội cảm tử, công kích đội, cơ giáp quân đoàn những cái này đã đi tới tuyến đầu. Thế nhưng là tiền tuyến đã cách đường ven biển đã rất rất xa. Vậy nói rõ một phiến lớn địa phương đã bị công hãm chiếm lĩnh. Tất cả kiến trúc đều bị san bằng, hết thảy đều trở nên bừa bộn. Nhìn trước mắt như địa ngục tràng cảnh. Tiêu Liệt quân bọn hắn đều chấn kinh. Cả người hắn đều muốn điên. Mình tới chỗ làm ra một cái gì quyết định a? Tổn thất này. Cái này biên toàn đảo phần lớn. Đến. Không chờ bọn hắn nhiều chấn kinh. Leviathan nhóm đánh tới. Hối hận a. Tiêu Liệt quân nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, thật đều muốn khóc lên. Cái này cùng hắn là thoát không ra liên quan. Thậm chí trực tiếp có thể vấn tội đến hắn. Trước đó hắn một mực kiên trì suy đoán không nhất định phát sinh, không có chứng cứ chứng minh tuyệt không xuất thủ nguyên tắc. Vô luận như thế nào hắn đều cảm thấy mình là đúng. Nhưng bây giờ hắn sai. Có đôi khi thật sự phải tin tưởng kia một phần nhỏ người. Bọn hắn mới là chân lý trưởng khống giả. Không tin người thật đúng là không có cách nào. Không tin, sẽ dùng một cái đẫm máu hiện thực đến đánh người mặt. T. Nhìn thấy cách đó không xa bừa bãi tàn phá mà đến Leviathan. Hắn mạnh mẽ hút miệng khí lạnh. Cái này cùng Diệp Quân Lâm miêu tả thật sự là không sai biệt lắm. Nhất là cao độ phương diện cũng liền 100 mét. Vừa vặn 300 mét hộ quốc tường thành có thể ngăn cản. Hình thể, thậm chí bộ dáng đều đại khái giống nhau. Bọn chúng uy vũ bá khí, trên thân lân phiến chít xạ ra tia sáng, chiếu sáng người mắt mở không ra. Mà lại liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây là viễn cổ sinh vật cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp thể. Bọn chúng trên thân dường như có các loại trang bị cùng vũ khí. Cái này cùng Diệp Quân Lâm nói càng là không sai biệt lắm. Không kịp Tiêu Liệt quân bọn hắn nhiều hối hận. Từng cái Leviathan liền đánh tới. Tạo dựng trận địa, chuẩn bị chiến đấu. Đội cảm tử chuẩn bị, cơ giáp quân đoàn trước phái ra cỡ trung tiểu cơ giáp tiến hành thăm dò. Tiêu Liệt quân ra lệnh một tiếng. Trên 100 cái trung tiểu hình cơ giáp liền xông ra ngoài. Chẳng qua dù là cỡ nhỏ cơ giáp cũng kém không nhiều có 4-50 mét cao độ, cỡ trung cơ giáp cũng kém không nhiều có 7-80 mét cao độ. Trên thể hình cơ hồ là có thể cùng Leviathan sánh ngang. Trước đó cùng đám kia cự hình sinh vật một trận chiến bên trong, những cơ giáp này đều lập xuống công lao hãn mã. Một đối một tình huống dưới không rơi vào thế yếu, thậm chí còn có thể phản sát. Hiện tại không mò ra những cái này cự hình sinh vật tình huống dưới, chỉ có thể trước từ cơ giáp đi thăm dò. Nhóm cơ giáp tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền cùng mấy chục con Leviathan gặp phải. Bên này Tiêu Liệt quân bọn hắn sốt ruột cùng đợi. Bọn hắn hy vọng bọn này cự hình sinh vật cùng lần trước gặp phải đồng dạng yếu. Oanh! Oanh! Chấm! Rất nhanh nhóm cơ giáp liền phát động công kích, muốn đem Leviathan toàn bộ tiêu diệt tư thế. Thế nhưng là mọi người kinh ngạc phát hiện, tất cả công kích đối Leviathan vô dụng. Liền bọn chúng một khối lân phiến đều phá không xuống. Chớ nói chi là làm bị thương bọn chúng. Công kích vô dụng. Quả nhiên cùng trước đó nhận được tin tức là đồng dạng. Trước mắt bọn này cự hình sinh vật là vượt xa trước đó. Không đợi nhóm cơ giáp làm ra phản ứng, Leviathan nhóm liền nhào tới. Bọn chúng trực tiếp đem cơ giáp lăng không dơ lên, xé rách thành mảnh vỡ. Cỡ nhỏ cơ giáp càng là một chân dẫm nát. Nhóm cơ giáp tại bọn chúng trước mặt không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Rất nhanh trên 100 con cơ giáp thành một đống sắt vụn. Dòng điện còn tại tư tư rung động. Mắt trợn tròn. Tiêu Liệt quân bọn hắn triệt để mắt trợn tròn.
Những cơ giáp này thế nhưng là áp dụng tiên tiến nhất hàng không vũ trụ cấp tài liệu khác, từ Côn Luân công nghiệp các loại lớn khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu phát minh. Có thể nói là kiên cố nhất kim loại. Thế nhưng là tại bọn này cự hình sinh vật trước mặt, bị tùy tiện xé nát. Liền cùng xé nát trang giấy đồng dạng nhẹ nhõm. Dạng này lời nói, lực chiến đấu của bọn nó phải mạnh đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người bị tưới một chậu nước lạnh. Mỗi người thân thể đều đang run rẩy. Mọi người đều tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Huyết dịch khắp người đều muốn bị đông kết. Bọn hắn rốt cuộc muốn đối mặt cái gì a? Trước đó đội cảm tử mỗi người đều tại ngao ngao gọi, không sợ chết không sợ khó khăn. Nhưng tại cụ thể nhìn thấy Leviathan cường đại về sau, bọn hắn sinh ra biến hóa. Từng cái vậy mà đều đang run rẩy. Oanh! Oanh! Chấm! Leviathan nhóm động tác tuyệt không dừng lại, bọn chúng trên người vũ khí trực tiếp phát xạ. Hướng phía trước trận địa oanh kích. Ầm ầm! Ầm ầm! Tại một trận long trời lở đất thanh âm bên trong. Lâm thời tổ kiến tốt trận địa, lại bị đánh nát. Thương vong cũng là không nhỏ. Tiêu Liệt Quân bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Mạnh như vậy, còn chưa tới cùng phản ứng, trước mắt rất nhiều Leviathan xung kích đi vào. Đằng sau còn có càng nhiều. Đây là một tuyến bên trong Leviathan nhiều nhất địa phương. Không sai biệt lắm phải có 700-800 con. Đây là chư thần phòng thí nghiệm trọng điểm công thành mục tiêu. Bởi vậy phái số lượng nhiều nhất Leviathan ở đây, xem như một cái chủ yếu chiến trường. Còn lại Leviathan đều đắp lên 100 con một tổ phân phối mở. Đi công kích đại hạ các đại thành chỉ cùng căn cứ. Giờ phút này, đến từ các nơi trên thế giới Leviathan đã tụ tập hoàn tất. Toàn bộ leo lên đại hạ thổ địa. Nhìn xem lít nha lít nhít Leviathan, che khuất bầu trời mà tới. Tiêu Liệt Quân bọn hắn thật hoảng. Lần nữa cấu trúc trận địa. Tiếp theo, tất cả hỏa lực yểm hộ, hô cầu không trung chi viện. Lại đem phía sau quần chúng toàn bộ sơ tán, càng xa càng tốt. Chúng ta nhất định phải thủ vững ở đầu này phòng tuyến. Tại đại bộ đội không tới trước khi đến tuyệt không thể thất thủ. Một khi chúng ta nơi này thất thủ, tương đương với đem toàn bộ đại hạ đều rộng mở. Bọn hắn có thể bắc thượng trực đảo kinh thành, có thể xuôi nam. Phía sau trăm cây số chỗ lần nữa cấu tạo trận địa. Đó là chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chấm. Biết mình thủ vững cái này một khối tầm quan trọng. Bởi vậy, Tiêu Liệt Quân muốn tổ chức người liều mạng. Oanh! 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 Chấm. Lần này, hắn đem tất cả vũ khí gần như đều dùng tới. Trên không trung ngàn chiếc chiến cơ cũng xuất động. Các loại đạn dược chút xuống. Điệu bộ này không thua gì lần thứ nhất đường ven biển bên trên bao trùm thức oanh tạc. Muốn đem phiến khu vực này san thành bình địa. Bọn hắn muốn tranh thủ cơ hội, đến cấu trúc trận địa. Vô số đạn dược đánh về phía Leviathan nhóm. Đều là vũ khí hạng nặng, uy lực khủng bố đến cực hạn. Ong ong ong. Nhìn xem chút xuống mà đến hỏa lực, bọn này Leviathan thân thể tầng ngoài vậy mà xuất hiện một tầng năng lượng vòng bảo hộ, tản mát ra ánh sáng mãnh liệt sóng. Oanh! Oanh! Chấm! Chút xuống mà đến hỏa lực chỉ có thể đánh vào năng lượng vòng bảo hộ bên trên, toàn bộ bị ngăn lại. Căn bản là không đả thương được Leviathan mảy may. Không nói đến bọn chúng tự thân lân phiến có bao nhiêu cứng rắn, chính là cái này vòng bảo hộ đều không thể đột phá. Bao trùm thức oanh tạc vậy mà không đả thương được mảy may. Đáng sợ nhất chính là bọn này Leviathan bọn hắn vậy mà tụ tập lại một chỗ, cộng đồng chống lên vòng phòng hộ tới. Dạng này liền càng không thể làm bị thương bọn chúng. Đây chính là lúc trước đại hạ các hạng hỏa lực cùng vũ khí bí mật lộ ra ánh sáng sau hậu quả. Chính là bởi vì lộ ra ánh sáng. Chư thần phòng thí nghiệm mới có thể đi tính nhắm vào phòng ngự thiết trí. Đến mức hủy đi mấy tòa thành hỏa lực giờ phút này hoàn toàn vô dụng. Bởi vậy bao trùm thức oanh tạc tuyệt không đối Leviathan nhóm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, bọn chúng còn tại tiến lên. Tại hỏa lực không ngớt bên trong còn tại tiến lên, cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng ít. Cái này, nhìn thấy bao trùm thức hỏa lực vô dụng. Lần này mọi người thật sợ hãi. Diệp Quân Lâm nói không sai a. Đây chính là tai nạn. Chính là không ai cản nổi a. Nhưng bọn hắn không phải là không tin. Còn nói loại này cự hình sinh vật, cơ giáp của bọn họ liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Nhưng sự thật đâu? Trước mắt xem ra, loại này cự hình sinh vật không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thủ lĩnh,
căn bản ngăn không được a, cách chúng ta không đến 1000 mét. Bọn thủ hạ đều gấp. Nếu không để chúng ta đội cảm tử lên đi, chúng ta có thể kéo dài một chút thời gian. Đội cảm tử đội trưởng thỉnh cầu nói. Không được, các ngươi phải đằng sau khả năng lên, chờ phát hiện bọn chúng sơ hở, các ngươi mới có phát huy giá trị cơ hội. Hiện tại bên trên, tất cả đều là lãng phí. Tiêu Liệt quân hô, mệnh lệnh, cơ giáp quân đoàn toàn thể xuất động, các phương phối hợp cơ giáp quân đoàn. Chúng ta nhất định phải chống đỡ, muốn chống đến đại bộ đội đến, muốn chống đến thiên sách phủ bảo long nhất tộc cường giả đến. Tiêu Liệt quân mệnh lệnh dưới. Cơ giáp quân đoàn toàn bộ lao tới đến phía trước nhất. Lần này đều là cỡ lớn cơ giáp cùng máy móc chiến thú. Cao độ có 200 mét. Còn lại đều là 100 mét trở lên. So trước đó tiểu trung hình cơ giáp còn mạnh hơn nhiều. Bọn chúng nhào tới về sau. Cùng Leviathan nhóm chiến làm một đoàn. Còn lại các bộ đều tại phối hợp cơ giáp quân đoàn. Lần này tốt xấu là tạm thời có thể cùng Leviathan cầm cự được. Không giống như là trước đó như vậy chật vật, đi lên liền bị xé nứt. Cỡ lớn cơ giáp cùng máy móc chiến thú vẫn là có một chút dùng. Lại thêm các bộ quấy rối cùng phối hợp. Trong lúc nhất thời thật trở ngại Leviathan nhóm tiến lên. Nhưng là mọi người minh bạch ngăn cản không được bao dài thời gian. Rất nhanh vẫn là sẽ bị công hãm. Thừa dịp thời gian này, mọi người nhanh chóng hành động. Đem chân chính trận địa tạo dựng lên. Nhanh nhanh nhanh, nắm chặt cơ hội a. Tiêu Liệt quân tự mình đốc công, bắt đầu tạo dựng căn cứ. Đây là cơ hội duy nhất. Nhất định phải nắm chặt. Không hổ là nhanh chóng phản ứng chiến đội. Tại loại này trong lúc mấu chốt, thật tạo dựng lên một đạo trận địa lên. Cái này cũng không giống như là vừa vặn bị đánh nát lâm thời trận địa. Là vận dụng thiết bị cùng trang bị xây dựng trận địa. Là chân chính phòng tuyến thép. Có thể dùng để chống đỡ. Nửa giờ thời gian. Phòng tuyến thép đúc tốt. Rút về, để cơ giáp quân đoàn rút về đến. Tiêu Liệt quân lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, cơ giáp quân đoàn rút về. Thế nhưng là rút sau khi trở về, mọi người càng thêm mắt trợn tròn. 1/4. Thời gian ngắn ngủi, cơ giáp quân đoàn liền rút về đến 1/4. Mặt khác 3/4 toàn bộ bàn giao. Vô luận mạnh cỡ nào cơ giáp cùng máy móc chiến thú, cũng đỡ không nổi Leviathan. Toàn bộ biến thành sắt vụn. Dù là trở về 1/4, cũng là tổn thương thảm trọng. Đây là tại các bộ phối hợp với nhau tình huống dưới, bằng không, cơ giáp quân đoàn phải toàn quân bị diệt. Nhìn ra, cơ giáp của chúng ta cùng máy móc chiến thú căn bản cùng cự hình sinh vật không phải một cái cấp bậc. Bọn chúng không có chút nào sơ hở. Cơ giáp của chúng ta quân đoàn chỉ có thể trì hoãn bọn chúng bước chân tiến tới, lại không cách nào cho bọn chúng tổn thương. Chớ nói chi là hủy diệt. Chấm. Đối mặt như thế tình huống, Tiêu Liệt quân đã đang bốc lên mồ hôi lạnh. Tiêu thủ lĩnh, đoán chừng vũ khí của chúng ta cùng các phương diện bố trí, địch nhân đã sớm biết phải rõ rõ ràng ràng. Lần trước bom khói, đem chúng ta hết thảy đều dò xét ra đến rồi. Cho nên vũ khí của chúng ta cùng các loại tiến công thủ đoạn đối bọn hắn đều là vô hiệu. Thủ hạ có người nói, Tiêu Liệt quân nơi nào không rõ vấn đề này. Hiện tại bọn hắn hết thảy đối với chư thần phòng thí nghiệm đều là trong suốt. Người ta đã sớm đem vũ khí của ngươi những cái này nghiên cứu triệt để. Đối ngươi bố phòng cũng biết phải rõ rõ ràng ràng. Nhất định phải lấy ra bí mật, trước kia chưa hề xuất hiện qua mới có thể. Đem chúng ta tất cả vũ khí bí mật hoặc là uy lực lớn nhất vũ khí toàn bộ lôi ra đến. Các bộ lẫn nhau hợp tác, muốn đem địch nhân ngăn tại 500 mét khoảng cách, kiên quyết không thể để cho bọn chúng vượt qua đến. Tiêu Liệt quân hạ lệnh. Các ngươi tổ, phải tất yếu đối cái này vẽ vật thực vật tiến hành toàn phương vị quét hình, làm rõ ràng bọn chúng kết cấu. Tìm ra khuyết điểm của bọn nó đến. Tiêu Liệt quân lại đối trong phòng chỉ huy cái khác khoa học kỹ thuật nhân viên nói. Lập tức, từng cái lớn nhỏ như con ruồi phi hành khí che ngập bầu trời bay ra. Khoảng cách gần đối Leviathan tiến hành toàn phương vị quét hình. Cái khác các loại dụng cụ cũng nhao nhao bắt đầu quét hình. Cố gắng nhanh nhất quét hình rõ ràng Leviathan, từ đó tìm ra khuyết điểm tới. Chính diện, phòng ngự trận địa kiểu mới vũ khí lấy ra về sau, liền đối phía trước bắt đầu công kích. Những vũ khí này quả nhiên có hiệu quả. Mặc dù không đủ để đối Leviathan tạo thành bao lớn đả kích, nhưng gắt gao ngăn lại đường đi của bọn nó. Thậm chí vòng phòng hộ một cái tiếp một cái đều bị đánh rụng.
liền Leviathan trên người lân phiến đều có chỗ hư hại. Nhìn thấy có hiệu quả, tất cả mọi người thở dài một hơi. Sau đó liền dựa vào những cái này nghiên cứu khoa học thiên tài, đem Leviathan phân tích ra được, đem khuyết điểm tìm ra. Đôi bên có thể ở vào rằng có giai đoạn. Tiêu Liệt Quân mệnh lệnh địa phương khác đều dựa theo loại biện pháp này tới. Muốn tại đại bộ đội trước khi đến, đem Leviathan nhóm ngăn tại bên ngoài. Chẳng qua mỗi một khu vực đều là huyết chiến, tử thương vô số. Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc vẫn là ở vào rắn mất đầu trạng thái. Không có một cái chân chính người chỉ huy. Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Chiến Thiên ngược lại là có thể, chẳng qua bọn hắn cuối cùng là Diệp thị cổ tộc. Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc loại này quân chính quy làm sao có thể nghe bọn hắn. Cho nên mọi người trên cơ bản đều là tách ra hành động. Diệp thị cổ tộc cùng đông đảo giang hồ thế lực vì một đội. Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc bọn hắn là một tổ. Côn Luân học viện những cái này ngược lại là đi theo Thiên Sách Phủ. Ngay từ đầu tất cả mọi người cùng lúc xuất phát. Nhưng đến cuối cùng bởi vì không có người tổ chức nguyên nhân đều tách ra. Chư thần phòng thí nghiệm đám thám tử đều đang cực lực thuyết phục mọi người muốn đoàn kết, muốn tụ thành một cỗ lực lượng, uy lực mới có thể lớn nhất. Tách ra tuyệt đối không được. Nhưng kỳ thật bọn hắn mục đích là vì thời khắc báo cáo mọi người tung tích cho chư thần phòng thí nghiệm. Nếu là tách ra, cái khác đội ngũ tung tích bọn hắn không cách nào biết được a. Bọn hắn chỉ có thể tại Côn Luân học viện trong đội ngũ. Lại không thể tại cái khác trong đội ngũ. Thiên Sách Phủ mấy đại thần tướng còn có mấy vị lão tổ tông thái độ rất cường ngạnh, các ngươi Diệp thị cổ tộc còn có cái khác cổ tộc thế lực đều muốn nghe chúng ta. Không phải chớ cùng chúng ta cùng một chỗ. Diệp Khuynh Thiên, Diệp Chiến Thiên đám người bạo tính tình cũng tới đến. Đi một bên đi, liền các ngươi cũng xứng sao. Không có các ngươi, chúng ta như thường có thể. Chúng ta liền so một lần ai giết cự hình sinh vật nhiều. Đôi bên là triệt để đòn khiêng bên trên. Cuối cùng. Chia hai chi đội ngũ, từ hai cái phương hướng hướng phía trước chi viện. Chư thần phòng thí nghiệm đám thám tử phiền muộn. Chiếu dạng này lời nói. Bọn hắn chỉ có thể kịp thời gửi đi một đội ngũ hành tung. Còn lại Diệp thị cổ tộc bên này hành tung liền không có cách nào. Nếu là hai chi đội ngũ đều đi cùng nhau lời nói. Chư thần phòng thí nghiệm có thể đem hai phe này một mẻ hốt gọn. Chẳng qua bây giờ có thể cắt giảm một điểm là một điểm đi. Đám thám tử dùng đủ loại phương thức, đem hành tung toàn bộ truyền cho chư thần phòng thí nghiệm. Một bên khác, tiên sinh bọn hắn rất nhanh liền thu được tin tức. Tốt, lần này Thiên Sách Phủ bọn hắn cũng toàn bộ điều động. Nghe đám thám tử nói Diệp thị cổ tộc cùng Đại Hạ Minh nhóm thế lực cùng Thiên Sách Phủ mỗi người đi một ngả. Cái này nhà chúng ta thám tử buồn bực. Nghe đến đó, ha 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 ha, tất cả mọi người cười. Diệp thị cổ tộc những cái này khẳng định phải mỗi người đi một ngả a. Bởi vì bọn hắn căn bản chính là số 76 cấm địa a. Đại Hạ Minh những thế lực này càng là thánh kinh tổ chức. Bọn hắn làm sao có thể cùng Thiên Sách Phủ những cái này cùng đi chi viện a? Mục tiêu của bọn hắn cũng là Đại Hạ a. Chuẩn bị tùy thời cho Đại Hạ một kích chí mạng. Ha ha ha, tình thế đối với chúng ta đến nói quá có lợi. Số 76 cấm địa lập tức liền phải động thủ. Truyền lệnh xuống, để Leviathan toàn diện tiến công, đem Đại Hạ nhanh chóng phản ứng chiến đội phòng tuyến phá tan. Chỉ có phá tan, số 76 cấm địa mới có thể tiến công. Tiếp theo, triệu tập chúng ta tử sĩ, còn có phái ra phòng thí nghiệm một bộ phận người đi mai phục, chuẩn bị phục kích Thiên Sách Phủ viện quân. Không cầu đem bọn hắn tiêu diệt, đem bọn hắn vây khốn là được. Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc cao thủ nhiều như mây, không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta cần tăng thêm lực lượng, trừ giữ lại nhằm vào Đại Hạ kia hai loại tồn tại thế lực, còn lại toàn bộ điều động. Thế tất yếu đem bọn hắn chặn đường tại vị trí này. Lợi dụng thám tử của chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định phải thành công. Tiên sinh bắt đầu bài binh bố trận. Minh Bạch, Leviathan ngay lập tức đem biểu hiện ra bọn chúng chân chính cường đại một mặt ra tới. Trước đó đều là món ăn khai vị, hiện tại mới thật sự là tiến công một mặt. Chư thần phòng thí nghiệm lập tức mở ra các phương diện kế hoạch. Chấm. Lúc này tiền tuyến trong phòng chỉ huy. Tiêu thủ lĩnh không tốt, việc lớn không tốt. Trong phòng chỉ huy đột nhiên truyền đến tin dữ. Làm sao rồi? Tiêu Liệt Quân cũng là hoảng. Vừa mới chúng ta đối những sinh vật này tiến hành toàn phương vị quét hình. Phát hiện bọn chúng không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói.
toàn thân trên dưới tìm không ra yếu kém địa phương, cũng rất giống là đối phương cố ý, đã sớm phát giác được chúng ta đối với cái này quét hình. Bởi vậy không có nhược điểm. Chẳng qua chúng ta phát hiện, những cái này cự hình sinh vật đều tồn tại một cái hạch tâm. Mà hạch tâm hẳn là loại sinh vật này đại não, cũng là năng lượng nơi phát ra, ngay tại bọn chúng thân thể ở giữa nhất. Nhưng cũng là toàn thân khó khăn nhất công kích đến địa phương. Toàn thân tất cả lân phiến hộ thuẫn đánh vỡ về sau khả năng tiếp xúc đến hạch tâm. Đoán chừng là đối phương cố ý đem hạch tâm giấu ở khó khăn nhất công kích đến địa phương. Bởi vậy có thể nói như vậy, bọn chúng không có chút nào khuyết điểm có thể nói. Công nghệ cao người tài bắt đầu giải thích. Vậy chúng ta hiện hữu vũ khí là không có thể thương tổn được bọn chúng hạch tâm. Tất cả vũ khí phối trí. Tiêu Liệt Quân còn bổ sung một câu. Khó, gần như không có khả năng. Chúng ta kho vũ khí khó mà làm bị thương hạch tâm. Nói câu không dễ nghe, chờ chúng ta có thể thương tổn được bọn chúng hạch tâm thời điểm, đoán chừng chúng ta đã toàn quân bị diệt. Mấy người lời nói, làm cho cả phòng chỉ huy trời u ám, mỗi người sắc mặt âm trầm. Tốt, ta biết, đi theo ta đi. Tiêu Liệt Quân mang theo đám người rời đi trong phòng chỉ huy. Lúc này lại có người nói, còn có đáng sợ một điểm dù là tổn thương đến thân thể của bọn họ, cũng căn bản vô dụng. Bởi vì bọn chúng hạch tâm có thần kỳ chữa trị năng lực khôi phục. Bọn chúng trên thân còn có rất nhiều chúng ta chưa bao giờ thấy qua vật liệu. Đoán chừng là khôi phục nguyên nhân. Chẳng qua nói đến đây, đã không có người nghe được. Ta vẫn là thử xem đi. Đi vào bên ngoài về sau, Tiêu Liệt Quân mặt âm trầm. Mặc dù là tin tức xấu, nhưng cũng là tin tức tốt. Tối thiểu biết như thế nào hủy đi những cái này cự hình sinh vật. Dù là gần như không có khả năng. Các ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta trước dùng tất cả hỏa lực, đưa chúng nó vòng phòng hộ toàn bộ đánh dụng. Tốt nhất có thể đem bọn chúng bên ngoài thân lân phiến đánh dụng hoặc là đánh lỏng, dù là tổn thương đến một chút cũng đi. Sau đó chúng ta dùng ra các loại nhỏ bé máy móc thiếp thân oanh tạc. Lại phái ra đội cảm tử thay nhau oanh tạc, ta lại không được không thể dung chuyển bọn chúng. Tiêu Liệt Quân về sau nhìn thoáng qua nói, nếu là thiên sách phủ loại này cường giả tại liền tốt, phối hợp phương án của ta, có thể. Có điều, hiện tại chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Chấm. Phía trước Leviathan đã phát động lần lượt công kích, chẳng qua đều bị kiên cố trận địa chỗ ngăn lại. Cái này còn hơi có thể để cho Tiêu Liệt Quân vui mừng điểm. Chúng ta có thể kế hoạch một chút, an bài tốt đội cảm tử đi xung kích, hiện tại trận địa coi như ổn, chúng ta vẫn là có thời gian. Đội cảm tử đội trưởng nói đến. Ngay tại lúc này, phía trước Leviathan nhóm đột nhiên không tiến công. Bọn chúng bắt đầu bày trận sắp xếp thành một cái chiến đội. 100 con Leviathan một tổ, tổng cộng 8 tổ toàn bộ đứng vững. Ong ong ong. Bỗng nhiên từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Thiên địa rung động. Mọi người đều bị lắc lư phải thất điên bát đảo. Phảng phất động đất cấp 10 đến đồng dạng. Chỉ thấy từng cái Leviathan trên thân chùm sáng màu xanh lam năng lượng hội tụ, vậy mà một con truyền một con. Cuối cùng đều truyền đến phía trước nhất Leviathan trên thân. Tương đương một con Leviathan đồng thời có được 8 con năng lượng sóng ánh sáng. Phía trước nhất 100 con góp nhặt 800 con năng lượng sóng ánh sáng, trong lúc nhất thời phát ra đất rung núi chuyển tràng cảnh. Oanh, 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 chấm. Phía trước 100 con Leviathan cùng một chỗ bắn ra năng lượng sóng xung kích. Ầm ầm, ầm ầm. Tại đáng sợ sóng năng lượng phía trước, căn cứ trong khoảnh khắc bị phá hủy. Vô số vũ khí chiến xa toàn bộ sụp đổ. Tại loại này thế công dưới, bất luận cái gì phòng ngự cũng đỡ không nổi. Liền Tiêu Liệt Quân bọn hắn đều lâm vào trong biển lửa. Lần này tiến công, trực tiếp đem trận địa đánh xuyên qua. Tử thương vô số. Nhanh cứu Tiêu thủ lĩnh. Đám người từ trong biển lửa cứu ra Tiêu Liệt Quân. Rút, mau bỏ đi. Tiêu Liệt Quân hô lớn. Ong ong ong. Quả nhiên Leviathan đợt công kích thứ hai lại tới. Vẫn là phương thức giống nhau. Ầm ầm. Tại lúc đầu cơ sở bên trên lại tới một đợt công kích mạnh nhất. Trực tiếp đem tòa thành này chấn từ mặt đất san bằng, một cái hố cực lớn huyệt xuất hiện ở trước mắt. Tổn thất càng lớn. Rút. Rút. Tiêu Liệt Quân bọn hắn vội vàng rút lui. Chẳng qua cái này một đợt tổn thất nặng nề, là không cách nào dự đoán tổn thất. Tiêu Liệt Quân đều muốn khóc. Không chỉ là bọn hắn thủ vững cái này trận địa, vẫn là cùng một trận chiến tuyến bên trên cái khác trận địa,
cũng đều gặp phải Leviathan công kích giống nhau. Toàn bộ đều bị công phá. Leviathan chân chính cường đại thể hiện ra tới. Cái này một đạo phòng tuyến bị đánh vỡ sau. Tương đương là chân chính mở ra đại hạ quốc cửa. Sau đó hết thảy đều trở nên đơn giản. Leviathan nhóm có thể bắc thượng, cũng có thể xuôi nam. Cũng có thể song song đẩy tới. Chỗ đến, chắc chắn sinh linh đổ thán. Trọng yếu nhất một quan thất thủ. Là ta vô dụng, hết thảy đều là lỗi của ta. Trọng yếu nhất một quan thất thủ. Tiêu Liệt Quân khó từ tội lỗi. Hắn trực tiếp khóc. Không có người nào so hắn càng hiểu tiếp xuống ý vị như thế nào. Bọn này Leviathan hoành hành không sợ, có thể trực tiếp ép đến kinh thành đi. Kinh thành nếu là thất thủ. Kia vấn đề coi như lớn. Chi viện, thỉnh cầu chi viện. Tiêu Liệt Quân như bị điên. Tiếp tục, tiếp tục. Chư thần phòng thí nghiệm tại biết kết quả về sau, tiếp tục để Leviathan để lên đi. Đây chính là Hắc Ám Bác Sĩ tác phẩm đắc ý, lại dung nhập rất nhiều chư thần phòng thí nghiệm siêu nhiên tại thế giới khoa học kỹ thuật. Quả thực không có khuyết điểm. Bị chư thần phòng thí nghiệm gọi đùa là hình lục giác cự thú. Ngụ ý mỗi một phương diện đều là vô địch. Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức bên kia có tin tức sao? Tiên sinh hỏi. Vẫn là vô dụng, theo lý mà nói bọn hắn cũng đã đến, nhưng bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng đâu. Những người khác trả lời. Như vậy, càng là có thể nói rõ suy đoán của chúng ta. Bọn hắn nhất định phải đối đại hạ khởi xướng tiến công. Tiên sinh rất yên tâm. Nhân viên tình báo hỏi, đúng, chúng ta người không sai biệt lắm triệu tập chỉnh tề. Đại hạ những trụ sở khác bí mật cường giả đều hội tụ đến Thiên Sách phủ viện quân phải qua đường. Phải chăng hành động? Tiên sinh mấy người nhìn xem địa đồ, cuối cùng xác định rõ vị trí, ngay tại bắc cảnh Lang Gia Sơn ngắm bắn Thiên Sách phủ viện quân. Chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ không đơn giản chỉ có kinh thành một cái căn cứ, tại bắc cảnh, tây cảnh, nam cảnh, thậm chí nam cảnh hải vực đều có căn cứ. Tất cả căn cứ cộng lại khoảng chừng 7 cái. Chẳng qua để Diệp Quân Lâm không nghĩ tới chính là chủ thần ti cũng không tại kinh thành căn cứ bên trong. Mà là tại địa phương khác. Cứ việc kinh thành căn cứ mới là tổng bộ. Hiện tại vì ngắm bắn Thiên Sách phủ Bảo Long nhất tộc viện quân, bọn hắn đem chư thần phòng thí nghiệm những trụ sở khác cường giả triệu tập rất nhiều. Lúc đầu không nên ra mặt. Chẳng qua vì hiệu quả tối đại hóa. Vẫn là dùng bên trên. Hiện tại bắc cảnh Lang Gia Sơn đầy khắp núi đồi tất cả đều là chư thần phòng thí nghiệm cường giả cùng bồi dưỡng tử sĩ. Liền đợi đến Thiên Sách phủ viện quân tới đây. Bọn hắn không đơn giản muốn ngăn cản, tận khả năng đi tiêu diệt. Một trận huyết chiến bắt buộc phải làm. Giờ phút này, bị khốn trụ Thiên Sách thần soái còn tại rằng co. Đầu óc của hắn vẫn còn đang suy tư người. Mà trước mắt Hắc Ám thượng đế đại đồ đệ trên thân đã không biết có bao nhiêu đạo vết thương. Hiển nhiên đôi bên đều là trải qua dẫy giụa, Thiên Sách thần soái từng có đi suy nghĩ. Bởi vậy bọn hắn mới có thể từng đao đâm về hắn tự mình cốt nhục. Hắc Ám thượng đế đại đồ đệ cười thảm nói, người đi đi. Lại đến một đao ta sẽ chết. Không sai. Chỉ cần một đao. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dẫy giụa. Thiên Sách thần soái tại mãnh liệt dẫy giụa. Đi vẫn là không đi. Đi, còn có thể cứu vãn đại hạ. Thế nhưng là mình tự mình cốt nhục hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người này thủ đoạn độc ác, tuyệt đối sẽ giết. Vừa mới hắn nhìn tận mắt đám người kia đâm đại đồ đệ mười mấy đao. Không muốn giết hắn, ta không rời đi. Thiên Sách thần soái thật sắp điên. Chấm. Hết thảy đều dựa theo chư thần phòng thí nghiệm dự tính phát triển. Thậm chí tình thế càng tốt hơn. Lúc này toàn các nơi trên thế giới đều không khác mấy biết cự hình sinh vật tiến đánh đại hạ tin tức. Toàn thế giới xôn xao. Dù sao phía trước mấy ngày, toàn thế giới các nơi đều đụng phải cự hình sinh vật công kích. Bây giờ nghe đại hạ lần nữa bị công kích, lại là cường đại như vậy thời điểm. Toàn thế giới đều chấn kinh xấu. Khắp nơi đều tại bối rối. Thậm chí lâm vào trong khủng hoảng. Dù sao lần này cự hình sinh vật thật đáng sợ. Liền đại hạ cũng đỡ không nổi, liên tục bại lui. Hiện tại tổn thất quá lớn. Cái khác các quốc gia sao có thể không sợ đâu. Hắc ưng đặc công đã bị hộ tống đến chiến ưng quốc. Tại tiên sinh xem ra hắn đã không có uy hiếp. Có thể thả đi. Trở lại thiên thuẫn cục về sau. Hắc ưng đặc công không nghĩ tới thiên thuẫn cục lão đại Smith tìm tới hắn. Không có việc gì, để bọn hắn tự giết lẫn nhau đi. Hắc ưng đặc công kinh ngạc.
Xem ra Thiên Thuẫn Cục đã biết hắn vì chư thần phòng thí nghiệm sử dụng quyền hạn, đem Leviathan giấu ở nguồn năng lượng trạm phát điện chuyện kế tiếp. Nhìn thấy Hắc Ưng Đặc Công kinh ngạc, Thiên Thuẫn Cục cục thủ nói ra, người bí mật cùng chư thần phòng thí nghiệm liên hệ sự tình chúng ta đều biết. Bao quát người lần trước bắt Diệp Quân Lâm trở về, chúng ta đều là biết đến, người đều là vì chư thần phòng thí nghiệm. Nghe xong về sau, Hắc Ưng Đặc Công thật dài thở dài một hơi. Thiên Thuẫn Cục cao tầng quả nhiên đều biết mình cùng chư thần phòng thí nghiệm bí mật liên hệ. Càng là sớm biết chư thần phòng thí nghiệm tồn tại. Chẳng qua nghe lời âm là không biết Diệp Quân Lâm thực lực chân thật. Cho nên Hắc Ưng Đặc Công cố ý để ý. Chỉ nói là chư thần phòng thí nghiệm sự tình, cái khác nhất là Diệp Quân Lâm sự tình đều không nói. Dù sao nói càng nhiều, khả năng chết càng nhanh. Còn có chính là có thể đem Diệp Quân Lâm bí mật coi như bảo mệnh kỹ năng. Dù sao toàn thế giới biết Diệp Quân Lâm thực lực chân chính người không nhiều lắm đâu. Thậm chí liền 2-3 cái thôi. Cái này tương đương với chính là trưởng khống một cái thế gian đại bí mật. Thời điểm then chốt thật có thể bảo mệnh dùng. Bởi vậy, Hắc Ưng Đặc Công mới không nói ra. Dù là đối phương là Thiên Thuẫn Cục cục thủ. Cho nên a, người không cần lo lắng, đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt a. Để bọn hắn lưỡng bại câu thương mới tốt. Cục thủ Smith nói. Hắc Ưng Đặc Công mím môi một cái, thế nhưng là tình huống trước mắt đến xem, đại hạ chính là bị tàn ngược một phương. Đến lúc đó chúng ta muốn đối mặt cường đại đến địch nhân đáng sợ chư thần phòng thí nghiệm. Vậy nhưng so đại hạ uy hiếp lớn nhiều. Bỗng nhiên, cục thủ Smith cười thần bí, kia trong mắt người chúng ta chiến ưng quốc liền so chư thần phòng thí nghiệm yếu rồi. Cảm thấy lấy trước chúng ta đều dựa vào lấy chư thần phòng thí nghiệm mới có phát triển. Cảm thấy chúng ta mặc dù là hợp tác, nhưng từ đầu đến cuối thấp chư thần phòng thí nghiệm một đầu. Cục thủ Smith nói như vậy. Để Hắc Ưng Đặc Công sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Chư thần phòng thí nghiệm mạnh không phải hẳn là sao? Chiến ưng quốc hữu địa vị bây giờ, chư thần phòng thí nghiệm công lao hàng đầu a. Chẳng lẽ? Bỗng nhiên một cái rung động trọng đại ý nghĩ từ Hắc Ưng Đặc Công trong đầu hiện lên. Đem hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Cục thủ Smith cười cười nói, kỳ thật ngươi cùng chư thần phòng thí nghiệm trước kia hợp tác, mở ra quyền hạn đều là chúng ta biết đến. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải chúng ta cố ý cho phép, quyền hạn của ngươi đủ để có thể nhẹ nhõm mở ra tất cả nguồn năng lượng trạm phát điện sao? Nghe đến đó, Hắc Ưng Đặc Công minh bạch. Mình quyền hạn kỳ thật vẫn là không đủ, đây hết thảy đều là Thiên Thuẫn Cục thậm chí chiến ưng quốc đô cho phép. Là bọn hắn cố ý. Vì chư thần phòng thí nghiệm trải đường, để bọn hắn nổi lên mặt nước tới đối phó đại hạ. Kỳ thật Thiên Thuẫn Cục mới thật sự là phía sau màn hắc thủ. Đoán chừng liền chư thần phòng thí nghiệm chính mình cũng không nghĩ tới. Sẽ là cục diện như vậy. Hắc Ưng Đặc Công nhìn xem cục thủ Smith mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ là... Đúng, không sai là như ngươi nghĩ. Kỳ thật từ chư thần phòng thí nghiệm ngay từ đầu biến mất, chúng ta liền biết. Mấy năm này bên trong dung chuyển đều là bọn hắn làm ra đến. Không có phát hiện mấy năm này chúng ta chiến ưng quốc đô rất điệu thấp sao. Đều không tham dự bất cứ chuyện gì sao. Giống như ngăn cách. Nghe được cục thủ Smith nói như vậy. Bóng đen Đặc Công kịp phản ứng. Xác thực như thế. Đó là chúng ta một bên tại bản thân phát triển, một bên lại nhìn một chút chư thần phòng thí nghiệm đến cùng muốn làm gì. Một mực chờ đợi bọn hắn. Hắc Ưng Đặc Công trùng điệp gật đầu, minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Sẽ nói cho người biết một cái bí mật chúng ta chiến ưng việc lớn quốc gia. Cục thủ Smith tiến đến Hắc Ưng Đặc Công bên tai lặng lẽ nói. Cái gì? Hắc Ưng Đặc Công sắc mặt đại biến. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Dù là cục thủ Smith nói xong. Hắn đều kinh ngạc cực kỳ lâu. Thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Chẳng qua biết chuyện này sau. Hắn càng phát ra may mắn không có đem Diệp Quân Lâm thực lực chân thật sự tình nói ra. Cái này tại về sau, rất có thể sẽ trở thành hắn một cái lợi khí. Hiện tại chúng ta chỉ cần tọa sơn xem hổ đấu là được. Cục thủ Smith cười rất âm hiểm. Chấm. Một bên khác, Tiêu Liệt Quân chờ đợi đại bộ đội chậm chạp đều không có tới đến. Đó là bởi vì bọn hắn đều bị ngăn cản ở. Không cách nào bình thường tiến lên. Thậm chí liền không trung chi viện cũng thu được quấy nhiễu cùng tập kích. Khương Giã đại bộ đội gặp được một điểm quấy rối, lập tức liền bắt đầu đường vòng. Cứ như vậy, đi lộ trình cũng quá xa. Đến mức hiện tại cũng đều đuổi không đến.
Mấu chốt là bọn này tử sĩ giống như con ruồi một loại vung đi không được. Đi tới chỗ nào đều có. Quét ngang ra ngoài đi. Người ta lại không có mấy cái. Người còn không biết ở nơi nào. Căn bản không có cách nào. Tiến lên tốc độ cùng với chậm. Nhiều lắm là cũng chính là không trung chi viện, chuyển vận đại bộ đội đến một điểm. Nhưng đó căn bản không giải khát. Tiêu Liệt Quân đám người này đã lùi giữ đến trước đó trăm cây số bên ngoài trận địa. Nơi này trước đó vừa lúc là Nam Cảnh chiến khu tổng căn cứ. Phối trí hết thảy đều tại. Lại có thiên nhiên ưu thế. Hết thảy đều là có sẵn. Có thể đỡ một chút. Chẳng qua phía trước dễ dàng nhất một quan đã phá. Nơi này trận địa chỉ có thể ngăn trở bọn chúng tiếp tục bắc thượng. Nhưng xuôi nam liền không có cách nào. Bởi vậy, Tiêu Liệt Quân phát ra thỉnh cầu là cái khác viện quân đến chi viện mặt phía nam phòng tuyến. Ý tứ chính là có thể chi viện tới người toàn bộ đi về phía nam tuyến tụ tập. Dù sao nam tuyến là quan khẩu mở rộng. Căn bản không có người phòng ngự A. Bắc thượng cái này một khối bọn hắn muốn gắt gao trông coi. Các huynh đệ đây là bắc thượng duy nhất quan khẩu. Chúng ta không thể lại lui. Sợ rằng chúng ta toàn chết ở chỗ này, cũng không thể lại lui. Tất cả chúng ta đều muốn đóng đinh chết ở đây. Tiêu Liệt Quân đã sớm cho mọi người làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Ôm lấy toàn quân bị diệt ý nghĩ. Trừ phi bọn hắn chết rồi. Không phải Leviathan một con cũng đừng nghĩ đi qua. Tiêu Liệt Quân xuất đội liều chết phòng thủ sự tình truyền đến chư thần phòng thí nghiệm bên này. Chư thần phòng thí nghiệm sách lược là 800 con Leviathan tiếp tục bắc thượng, trực đảo Hoàng Long. Hiện tại Tiêu Liệt Quân liều chết đánh cược một lần tất nhiên sẽ hình thành trở ngại to lớn. Số 76 cấm địa làm sao còn không có ra tay? Chẳng lẽ còn tại quan sát? Chẳng lẽ bọn hắn cũng tại kiêng kỵ đại hạ có hậu chiêu gì cùng át chủ bài? Xem ra chúng ta kích động còn chưa đủ. Chỉ có đem Tiêu Liệt Quân cửa này triệt để công phá, đại hạ mới có thể triệt để sụp đổ, đến lúc đó số 76 cấm địa cũng sẽ ra tay. Tiên sinh suy nghĩ một chút nói. Là thời điểm khởi động chúng ta thu xếp tại đại hạ nội ứng, từ phía sau cho Tiêu Liệt Quân đến cái trong ngoài giáp công. Không sai. Chư thần phòng thí nghiệm còn có nội ứng tại đại hạ. Không phải chư thần phòng thí nghiệm cũng không có khả năng đem căn cứ xây dựng ở đại hạ. Không có người tại nội bộ tiếp ứng. Chư thần phòng thí nghiệm là không cách nào tại đại hạ đặt chân. Còn nhiều như vậy căn cứ. Nội ứng, chư thần phòng thí nghiệm một mực giữ lại vô dụng. Hiện tại rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Đây là Tiêu Liệt Quân không cách nào tưởng tượng. Hắn biết nội bộ có người quấy rối chi viện. Thật không nghĩ đến lại có nội ứng, vẫn là tại sau lưng mình. Đây là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Một trận đại chiến sắp tới. Chấm. Giang Bắc. Một chỗ bí mật trong trang viên. Trang viên này còn khoảng cách Diệp Quân Lâm biệt thự có chút gần. Rất nhiều người ở đây lặng lẽ hội tụ. Chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ nội ứng. Rất nhanh trong trang viên tụ tập hơn vạn người. Không đơn thuần là trang viên này. Còn có địa phương khác. Tổng cộng hội tụ mấy vạn người. Còn mang theo vũ khí hạng nặng. Cứ việc lực lượng không phải rất mạnh, nhưng là muốn đột nhiên tập kích Tiêu Liệt Quân bộ phía sau, cái kia cũng thế tất trở thành đả kích nghiêm trọng. Đạt tới trong ngoài giáp công cục diện. Lúc đầu tác dụng của bọn họ chính là tập kích bất ngờ. Đây là một chi không thể coi thường lực lượng. Đám người này toàn bộ mang theo mặt nạ, tụ tập cùng một chỗ họp. Vừa mới nhận được mệnh lệnh, tiếp xuống chúng ta đem tập kích Nam Cảnh chiến khu phòng tuyến. Từ phía sau lưng đem Tiêu Liệt Quân bộ triệt để đánh tan. Chư thần phòng thí nghiệm thắng đại hạ về sau, chúng ta chính là công thần. Mảnh đất này để cho chúng ta tới trưởng khống. Thắng lợi, chấm. Một đám người phấn khởi không thôi. Mỗi người đôi mắt bên trong toát ra cực hạn điên cuồng đến. Rất hiển nhiên bọn này những kẻ phản bội đều đang đợi một ngày này đến. Nhưng mà này một đám những kẻ phản bội, kỳ thật cũng không phải là đại hạ người. Chỉ là sinh hoạt tại đại hạ người ngoại bang. Từng cái dụng ý khó dò. Lấy oán trả ơn. Đại hạ cho bọn hắn cung cấp hết thảy. Cho bọn hắn cái nhà thứ hai. Không nghĩ tới từng cái liền đợi đến phản đồ, tại thời khắc mấu chốt, cho đại hạ hung hăng một đao. Bọn hắn thời thời khắc khắc nghĩ lật tung nơi này, trở thành mảnh đất này chủ nhân. Thật sao? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Tất cả mọi người sửng sốt. Lúc nào có người xuất hiện? Đây là ai? Không biết. Các ngươi quấy rầy đến ta tu luyện.
Người tới không nói nhảm. Trực tiếp mở giết. Oanh! Hắn vung ra vẻn vẹn một quyền. Một quyền này long trời lở đất. Thần quỷ kinh hãi. Thiên địa kêu rên. Rất có phá thiên chi thế. Một quyền chi uy khủng bố như vậy. Lấy dễ như trở bàn tay thế thái trực tiếp đem tòa trang viên này san thành bình địa. Càng đem hơn vạn người trực tiếp quét ngang. Hơn vạn người tử thương thảm trọng, tiếng kêu rên không ngừng. Nhưng rất nhanh, liền một thanh âm nào đều không có. Chỉ có thây chất thành núi máu chảy thành sông tràng cảnh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới người tới một quyền đem bọn hắn tất cả mọi người cho tiêu diệt. Một cái đều không có lưu lại. Đều bị giết. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Rất nhanh, đại hạ nội ứng nhóm cái khác mấy cái bí mật căn cứ, đều thảm tao đổ sát. Cái cuối cùng đều không có còn lại. Mà lại phương thức đều là giống nhau. Người thần bí xuất hiện về sau. Một quyền oanh sát. Loại phương thức này bọn hắn chưa từng nghe thấy. Thời gian ngắn đến bọn hắn liền bất kỳ phản ứng nào đều làm không được, càng không cách nào đem tin tức truyền đi. Dù sao người ta đến chính là một quyền phá hủy tính oanh sát. Cùng hủy diệt tính vũ khí đồng dạng. Bọn hắn nơi nào có thể đem tin tức truyền đi. Cái này người giết hết những cái này nội ứng về sau. Liền lặng yên rời đi. Trở lại Diệp Quân Lâm trước đó ở lại biệt thự về sau, tiếp tục bế quan tu luyện. Hỏa vân tà thần. Không sai. Thời gian này điểm hắn vừa vặn giai đoạn thứ nhất bế quan kết thúc. Cả người đột nhiên tăng mạnh, phát sinh chất biến. Cái này cửa công pháp cơ bản từ Diệp Quân Lâm về sau, hắn là cái thứ nhất chân chính thâu được ích lợi. Cái thứ nhất chân chính đem hiệu quả luyện ra. Đây cũng là ngày đó tại Hắc Ám Lao Lung, nhìn thấy Diệp Quân Lâm lột xác có quan hệ. Để hắn hăng hái. Lúc đầu hỏa vân tà thần chính là rất có thiên phú người. Bằng không thì cũng sẽ không bị Diệp Quân Lâm tiện nghi sư phụ chọn chúng, truyền thụ một chút đồ vật. Tăng thêm hắn một mực đang luyện cái này cửa công pháp cơ bản. Bởi vậy rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, hỏa vân tà thần thế tất sẽ có làm. Lần này luyện lớn thời gian nửa năm. Hỏa vân tà thần phát sinh chất biến. Cứ việc không có Diệp Quân Lâm biến thái như vậy đến cực hạn. Hắn hiện tại chính là tiểu Diệp Quân Lâm cảm giác. Nếu như nói Diệp Quân Lâm là trên 9 tầng trời thần. Như vậy hắn chính là lên núi người, mà lại đã nhanh đến đỉnh núi người. Không biết mạnh hơn bao nhiêu người. Bế quan kết thúc sau. Hỏa vân tà thần vừa vặn muốn thử xem mình mạnh bao nhiêu. Bản thân cảm giác, mặc dù mở không ra ngày đó Hắc Ám Lao Lung. Nhưng tại phía trên lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, là không thành vấn đề. Vừa vặn Diệp Quân Lâm đã thông báo. Có bọn này nội ứng xuất hiện. Hỏa vân tà thần vừa vặn tiểu thí ngưu đao. Hắn trời sinh tính liền tàn bạo một điểm. Xuống tay so với Diệp Quân Lâm ác hơn. Đấm ra một quyền, không có để lại bất kỳ người sống nào. Hắn hiện tại cũng là không sai biệt lắm toàn lực. Bởi vậy uy lực mới có thể khủng bố như vậy. Nhẹ nhõm đem tất cả nội ứng giải quyết. Còn không có để bọn hắn phát ra cái gì tin tức. Đây mới là kinh khủng nhất. Nhất là chư thần phòng thí nghiệm hiện tại còn không biết nội ứng nhóm đã toàn quân bị diệt. Bọn hắn đang chờ đợi nội ứng đúng chỗ, cùng chính diện Leviathan cùng một thời gian khởi xướng tiến công. Leviathan hiện tại cũng là chờ đợi trạng thái. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới nội ứng nhóm đã đều bị tiêu diệt. Để chư thần phòng thí nghiệm cùng tiên sinh bọn hắn càng không cách nào tưởng tượng sự tình đến đại hạ muốn bắt đầu phản kích. Bắc cảnh lang gia sơn. Chư thần phòng thí nghiệm đại quân đã sớm mai phục chờ đợi. Căn cứ đám thám tử truyền về tình báo. Thiên sách phủ chi viện đại bộ đội sẽ tại sau 10 phút đến nơi này. Tất cả mọi người chú ý. Sau 10 phút khởi xướng tiến công. Bọn hắn ngay tại chậm rãi chờ đợi. Sau đó không lâu. Thiên sách phủ đại quân toàn bộ đi vào. Ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Đang lúc chư thần phòng thí nghiệm mai phục muốn động thủ thời điểm. Đột nhiên thiên sách phủ chi viện đại quân thay đổi tuyến đường. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Chư thần phòng thí nghiệm cường giả cùng các tử sĩ đều mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên thay đổi tuyến đường rồi. Bọn hắn từ bên cạnh một đầu con đường vắng vẻ thông qua. Chẳng khác gì là đem Bắc cảnh lang gia sơn cho đi vòng qua. Hoàn toàn không có tiến vào bọn hắn vòng mai phục. Làm sao rồi? Đều thời khắc thế này. Xuất hiện dạng này sự tình, mọi người thật sâu không hiểu. Nhất là Côn Luân học viện trong đội ngũ đám thám tử càng mộng. Bọn hắn một mực đang gửi đi tín hiệu.
vừa muốn tiến vào vòng mai phục thời điểm, đột nhiên thay đổi tuyến đường rồi. Cái này vì cái gì? Cố gắng của bọn hắn không phải uổng phí rồi. Vì cái gì a? Làm sao đột nhiên thay đổi tuyến đường rồi? Đám thám tử không bình tĩnh. Nhất là Ân Chính Bình, Phiền Chí Thắng bọn người. Bọn hắn từng cái đều nhảy ra ngoài. Đều đang gọi tại sao phải thay đổi tuyến đường. Không từ Lang Gia Sơn đi, kia thời gian của chúng ta sẽ gia tăng chỉ ít một lần. Chúng ta lúc đầu đã tốc độ rất chậm, chậm từng giây từng phút tiền tuyến phải hy sinh bao nhiêu. Thời gian chính là sinh mệnh a, ta không đồng ý đường vòng, ta đề nghị từ Lang Gia Sơn thông qua. Chấm. Có mấy người chủ trương về sau, rất nhiều người đều đứng dậy. Nhao nhao duy trì Ân Chính Bình bọn hắn ngôn luận. Cảm thấy đi vòng, quá lãng phí thời gian. Hiện tại bọn hắn đều là khẩn cấp đi chi viện. Không thể lãng phí mỗi một giây thời gian. Ân Chính Bình, Phiền Chí Thắng nhìn thấy có hiệu quả, lập tức tiếp tục kích động. Kết quả cứ như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy đường vòng không hợp lý. Thậm chí Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc cao tầng đều cảm thấy không hợp lý. Quá lãng phí thời gian. Bắt đầu chất vấn mấy đại thần tướng. Trong này khả năng gặp nguy hiểm. Đầu rồng thần tướng lạnh lùng nói. Làm sao có thể, phải có nguy hiểm, chúng ta trước phái một phần nhỏ người đi thăm dò nhìn một chút. Xác định không có nguy hiểm về sau mọi người lại thông qua. Có người đề nghị. Rất nhiều người đều cảm thấy loại phương thức này không sai, đường vòng thật giá quá lớn. Bởi vậy, mọi người càng có khuynh hướng đi Lang Gia Sơn. Rút ngắn một nửa thời gian. Chỉ là đầu rồng thần tướng mấy người đột nhiên cười. Cái này khiến Ân Chính Bình, Phiền Chí Thắng trở thám tử không khỏi toàn thân rét run. Phát giác được một tia không tầm thường. Chẳng lẽ nói bọn hắn. Một cái không tốt ý nghĩ tại trong đầu của bọn họ toát ra. Những người khác càng thêm nghi hoặc. Bọn hắn đang cười cái gì? Các ngươi nói tại Lang Gia Sơn đi à? Vậy các ngươi biết Lang Gia Sơn đầy khắp núi đồi đều là mai phục địch nhân sao? Đúng, khả năng rất lớn đem chúng ta một hơi nuốt mất địch nhân. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này mới ra. Những người khác dọa sợ. Mà chấn động nhất thì là tiềm phục tại Côn Luân Học Viện đám thám tử. Giật mình. Rung động. Cái gì? Thiên Sách Phủ biết Lang Gia Sơn có mai phục rồi. Cái này sao có thể? Bọn hắn là làm thế nào biết? Đây là chuyện không thể xảy ra à? Không nghĩ ra. Trong lúc nhất thời mọi người thật sự là không nghĩ ra. Cho tới nay, Thiên Sách Phủ viện quân đều là bình thường trạng thái. Làm sao lại như thế? Đại đa số người vẫn là chưa tin, à, đầu rồng thần tướng các ngươi là làm thế nào biết Lang Gia Sơn có mai phục địch nhân? Đúng lúc này đợi, Ân Chính Bình cùng Phiền Chí Thắng bọn người cảm nhận được có người nhìn lại. Đầu rồng thần tướng mấy người cười nói, cái này muốn nhìn bọn hắn. Ánh mắt của mọi người khóa chặt tại những thám tử này trên thân. À, mọi người càng phát nghi hoặc, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Dù sao từ đầu tới đuôi, bọn hắn đối với thám tử những cái này sự tình là hoàn toàn không biết. Lý Tử Nhiễm bọn hắn há to mồm. Nhao nhao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Nguyên lai ngay từ đầu liền có gian tế tồn tại. Trời ạ! À, kỳ thật từ Côn Luân Học Viện xây viện đến nay, trong chúng ta liền lẫn vào địch nhân gian tế. Ngày đó trộm đi thần khí cũng không phải là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, mà là những thám tử này. Bọn hắn giá họa cho Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Chấm! Nghe xong lời này, đám thám tử tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xem ra bọn hắn thật sớm liền bị phát hiện. Những người khác thì là rung động. Nguyên lai Diệp Quân Lâm là bị oan uổng. Bao nhiêu tại nhục mạ hắn trào phúng hắn. Vì thế, hắn chịu đựng biết bao nhiêu. Lý Tử Nhiễm bọn hắn đều cảm giác áy náy, dù sao lúc ấy bởi vì chuyện này, bọn hắn đều cùng Diệp Quân Lâm nổi giận. Nguyên lai hắn là bị oan uổng. Đầu rồng thần tướng nhìn chằm chằm Ân Chính Bình nói, Ân Chính Bình ngươi bại lộ sớm nhất. Ngươi quá muốn tiếp xúc đến viện trưởng cùng phó viện trưởng. Lập tức thoát ly khỏi Nhất Tự Tịnh Kiên Vương môn hạ. Dù sao tại các ngươi xem ra Nhất Tự Tịnh Kiên Vương môn hạ là khó nhất tiếp xúc đến viện trưởng cùng phó viện trưởng. Chấm. Nghe đến đó, Ân Chính Bình mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nguyên lai trước kia liền bại lộ. Còn có các ngươi những người khác chúng ta đều biết, Phiền Chí Thắng, Khương Tư Sâm. Đầu rồng thần tướng đem bọn này thám tử từng cái điểm danh.
Cùng lúc đó, Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc cường giả lập tức đem cái này mấy chục tên thám tử toàn bộ khống chế lại. Để phòng ngừa bọn hắn chạy trốn hoặc là phát ra ngoài tin tức. Nguyên lai chúng ta trước kia liền bị phát hiện, một mực đang các ngươi trong khống chế. Khương Tư Sâm bọn hắn đều dọa sợ. Nơi nào muốn lấy được đại hạ còn có ngón này. Tính toán tại chư thần phòng thí nghiệm phía trước. Đương nhiên, hoặc là nói thành lập Côn Luân Học Viện một cái rất trọng yếu mục đích, chính là vì các ngươi. Đầu rồng thần tướng cười. Cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta tiếp xuống làm hết thảy đều là các ngươi cố ý cho phép? Đều là tại các ngươi kế hoạch ở trong. Mọi người thật muốn dọa nước tiểu. Đây mới là rất sâu tâm cơ. Đúng, các ngươi đang tra chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng đang tra các ngươi. Lần theo các ngươi tìm tới một chút manh mối. Nghe xong về sau, mọi người kém chút ngất đi. Cho nên từ chúng ta một xuất phát, chúng ta thời gian thực gửi đi hành tung sự tình các ngươi cũng biết. Khương Tư Sâm bọn người tiếp tục hỏi. Đương nhiên biết, không phải chúng ta làm sao biết Lang Gia Sơn có đầy khắp núi đổi địch nhân a? Đầu rồng thần tướng cười nói. Các ngươi, Khương Tư Sâm bọn hắn đều muốn tức điên. Loại cảm giác này quá cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ nói ngay từ đầu các ngươi cùng Diệp thị cổ tộc cãi nhau, kỳ thật cũng là cố ý. Phiền Chí Thắng hỏi. Hắn đã nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, quốc nạn vào đầu, còn phân cái gì lẫn nhau. Ai chỉ huy không phải đồng dạng. Không như vậy, làm sao lừa dối các ngươi. Làm sao để các ngươi mai phục nhiều như vậy người tại Lang Gia Sơn đâu? Nghe xong lời này, mọi người mới ý thức tới bên trên làm. Nhìn như là bọn hắn tại mai phục Thiên Sách Phủ, trên thực tế là Thiên Sách Phủ tại mai phục bọn hắn. Như vậy Diệp thị cổ tộc những cường giả kia đâu? Ân Chính Bình hỏi một câu. Đầu rồng thần tướng nhìn thoáng qua phương xa, nếu như không có ra vấn đề, bọn hắn hẳn là ở vào Lang Gia Sơn mặt phía bắc. Oanh! Khương Tư Sâm bọn người muốn nổ tung. Đây hết thảy đều là người ta mưu kế. Thiên Sách Phủ lợi dụng bọn hắn thả ra hành tung, lựa chọn tại Lang Gia Sơn mai phục tập kích. Nhưng nơi nào muốn lấy được, hết thảy nhưng thật ra là người ta mưu kế. Người ta là muốn tại Lang Gia Sơn một hơi đem bọn hắn người nuốt mất. Còn cố ý cùng Diệp thị cổ tộc cãi nhau tách ra, hết thảy đều là tại diễn tập. Nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch đây hết thảy quá muộn. Phát tin tức cũng không phát ra được đi. Cái gì khác đều làm không được. Báo cáo đầu rồng thần tướng, Diệp thị cổ tộc phát tới tin tức, bọn hắn đã tới Lang Gia Sơn mặt phía bắc. Tùy thời có thể bắt đầu. Lúc này thủ hạ truyền đến tin tức. Tốt, mọi người chuẩn bị. 5 phút đồng hồ về sau khởi xướng tổng tiến công. Biết sau đó phải phát sinh hết thảy. Khương Tư Sâm bọn hắn đều gấp đến muốn khóc. Hết thảy đều là bọn hắn hại. Bọn hắn sắp dẫn đến tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Giờ phút này, mai phục tại Lang Gia Sơn các cường giả cũng tại buồn bực đâu. Vì sao Thiên Sách Phủ các viện quân đột nhiên thay đổi tuyến đường rồi? Đây không có khả năng a. Nhưng bọn hắn còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn phải chờ đợi đám thám tử gửi tới tin tức. Chờ một chút đi, chờ đợi sau 10 phút, không có tin tức, chúng ta liền chủ động xuất kích. Tất cả mọi người an ổn xuống. Lặng lặng chờ đợi. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Chấm. 5 phút đồng hồ. Hiu hiu hiu. Đột nhiên từng phát đạn tín hiệu lên không, tại không trung óng ánh nổ tung. Giết a. Ầm ầm. Ngay sau đó chính là đầy khắp núi đồi tiếng la giết cùng đại địa rung động, ngọn núi lắc lư động tĩnh truyền đến. Trong mắt bọn họ mặt phía nam cùng mặt phía bắc xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Chính hướng nơi này đánh tới. Trong bọn họ mai phục. Bọn hắn bị làm sủi cảo. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Tình huống như thế nào? Làm sao rồi? Lang Gia Sơn thế núi rất hiểm trở. Đồ vật là quá hẹp lối ra. Hiện tại đồ vật lối ra sớm đã bị phá hỏng. Nam Bắc hai mặt lại là Thiên Sách Phủ các viện quân đánh tới. Bọn hắn căn bản không có địa phương đi. Chỉ có thể phản kháng. Thế nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời tổn thương vô số. Cái này lại không phải Tiêu Liệt Quân dẫn đầu cơ giới hóa chiến đội. Đây chính là thực sự tất cả đều là siêu cấp cường giả. Trong đó vẫn là Diệp Khuynh Thiên, Diệp Chiến Thiên bọn hắn mang đội. Mạnh đáng sợ. Trong lúc nhất thời gào thét âm thanh chấn thiên, máu me đầm đìa, thây chất thành núi.
Chư thần phòng thí nghiệm mai phục tại Lang Gia Sơn đội ngũ toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Một bên khác, chư thần phòng thí nghiệm đã vừa mới thông chi, thần ở Tiêu Liệt quân bộ phía sau nội ứng các đại quân. Nghe hắn bên này tiến công tín hiệu, lại phát động công kích. Đương nhiên bọn hắn làm sao biết những cái này nội ứng đại quân toàn bộ bị tiêu diệt trấn áp. Để Leviathan nhóm bắt đầu tiến công đi. Ra lệnh một tiếng. Leviathan nhóm bắt đầu hướng Tiêu Liệt quân chiến trường khởi xướng công kích. Tiêu Liệt quân bộ mỗi người đều thấy chết không sờn. Làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Nghĩ xông qua nơi này, hỏi qua ta sao? Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Bao quát Hạ Liệt quân bộ tất cả mọi người. Đều mộng. Biết có viện quân tới. Không nghĩ tới liền một người. Đây là vị kia. Nhưng khi người này sau khi hạ xuống. Mọi người thấy rõ ràng. Thiên sách thiếu soái. Nguy nan lúc, hắn không thể không xuất quan. Chẳng qua vừa vặn hắn cũng bế quan hoàn thành. Đối với hắn giai đoạn hiện tại đến nói. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 9 là không thể nào. Hắn chỉ có thể đem tầng thứ 8 vững chắc tại đơn thuần cảnh giới, vậy liền coi là thành công. Hiện tại hắn đã sơ bộ đạt thành sư phụ cho hắn nhiệm vụ. Đại hạ lại là cần hắn thời điểm. Thiên sách thiếu soái đến rồi. Toàn trường một mảnh tiếng hoan hô. Cứ việc chỉ có thiên sách thiếu soái một người, nhưng mọi người cùng ăn thuốc an thần giống như. Ong ong ong. Giữa thiên địa truyền đến trận trận thanh âm rung động. Sinh ra đáng sợ chấn động. Vậy mà trong lúc nhất thời để Leviathan nhóm đều dừng lại. Chỉ thấy thiên sách thiếu soái toàn thân biến thành màu vàng, càng là xuất hiện tám đạo như có như không vòng sáng. Kim cương bất hoại thần công. Tầng thứ 8. Đây là chí cao vô thượng cảnh giới. Nơi nào có người tới cảnh giới này đâu. Thấy đám người liên tục phát ra tiếng thán phục tới. Điều này cũng làm cho mọi người lòng tin 10 phần. Thiên sách thiếu soái đơn thương độc mã trực tiếp thẳng hướng Leviathan quần thể bên trong. Leviathan nhóm cũng bắt đầu công kích thiên sách thiếu soái, to lớn lợi chảo ầm vang rơi xuống. Trước đó Tiêu Liệt quân cơ giáp quân đoàn căn bản tiếp nhận không được dạng này một kích. Thế nhưng là làm đánh vào thiên sách thiếu soái trên thân lúc. Chỉ là phát ra âm vang một tiếng. Tuyệt không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Leviathan nhóm vốn chính là trí năng sinh vật, có bản thân ý thức. Nhìn thấy không đối thiên sách thiếu soái tạo thành tổn thương, bọn chúng cũng rất kinh ngạc. Ngược lại thiên sách thiếu soái trên thân bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, vậy mà mạnh mẽ đem một con Leviathan lật tung. Đây là chuyện chưa từng có. Oanh! Oanh! Chấm! Leviathan nhóm bắt đầu nổi điên công kích thiên sách thiếu soái, dùng hết các loại thủ đoạn, các loại vũ khí. Thậm chí năng lượng trùm sáng từng vòng tiếp lấy oanh kích. Chỉ là thiên sách thiếu soái có tầng thứ 8 kim cương bất hoại thể, căn bản không sợ bọn chúng công kích. Một người vậy mà tạm thời ngăn trở Leviathan nhóm thế công. Chủ yếu là Leviathan nhóm căn bản là không có cách công phá hắn kim cương bất hoại chi thể. Chẳng qua vấn đề cũng xuất hiện. Thiên sách thiếu soái cũng vô pháp chân chính làm bị thương Leviathan. Chớ nói chi là hủy diệt Leviathan. Bọn chúng quá kiên cố. Liền tựa như bọn chúng cũng có được kim cương bất hoại chi thể đồng dạng. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm nhìn xem tình huống bên này cũng đặc biệt sốt ruột, nếu là Leviathan tiến công không thuận lợi. Phía sau nội ứng đại quân cũng vô pháp tiến công. Số 76 cấm địa cũng không cách nào hành động. Đều đang đợi cái này một đợt. Không có việc gì, hắn một người lợi hại hơn nữa cũng nhìn không được bao lâu. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8, lực phòng ngự kinh người, Leviathan đối với hắn không thể làm gì. Thế nhưng là hắn cũng không đả thương được Leviathan. Hắn ngăn không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ bị công hãm. Để Leviathan nhanh lên tiến công, đồng thời để nội ứng nhóm từ phía sau phát động công kích. Tiên sinh ngược lại là rất bình tĩnh. Chẳng qua hắn nói không sai. Thiên sách thiếu soái chỉ là bằng vào một thế cương mãnh, tạm thời ngăn lại Leviathan. Nhưng hắn cuối cùng sẽ không đối Leviathan tạo thành chí mạng tổn thương. Tăng thêm Leviathan số lượng thực sự nhiều lắm. Trọn vẹn 800 con. Một cái cá thể hình cao lớn. Thiên sách thiếu soái thật ngăn không được bao lâu. Rất nhanh Leviathan liền xông qua thiên sách thiếu soái phòng ngự. Hắn thực sự một lần tính ngăn không được nhiều như vậy. Khai hỏa. Có điều, thiên sách thiếu soái lập tức phát tín hiệu cho Tiêu Liệt quân bọn hắn. Sau đó bất kể như thế nào vũ khí cường độ,
đều không đả thương được hắn kim cương bất hoại chi thể. Cho nên có thể yên tâm tiến hành bao trùm thức hỏa lực oanh tạc. Mà Thiên Sách thiếu soái tận cố gắng lớn nhất đến cản bọn họ lại. Rầm rầm rầm, Tiêu Liệt Quân ra lệnh một tiếng. Vô số vũ khí toàn bộ khai hỏa. Dù sao nơi này là Nam Cảnh căn cứ, đều chuẩn bị kỹ càng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi thứ đều là nguyên bộ, vũ khí trang bị đều là thành thục. So phía trước tạo dựng trận địa mạnh không biết bao nhiêu. Bởi vậy các loại vũ khí tề xuất, còn có thể phối hợp với nhau, hình thành một đạo lại một đạo hỏa lực tuyến. Đối Leviathan tiến hành bao trùm thức oanh tạc. Đây cũng là mãnh liệt nhất một lần oanh kích. Leviathan quả nhiên bị ngăn trở. Tại loại này hỏa lực dưới, thậm chí Leviathan nhóm lân phiến bao nhiêu nhận điểm tổn thương. Đem đại hạ căn cứ toàn bộ đánh dụng, một cái đều đừng lưu. Tiên sinh giận, trực tiếp hạ lệnh. Tại trước đó, bọn hắn là thăm dò rõ ràng đại hạ tất cả bố trí phối trí. Ví dụ như các lớn căn cứ, các loại sân bay A, tất cả bọn hắn trong khống chế. Hiện tại Nam Cảnh chiến khu hết thảy bố trí đối bọn hắn đến nói chính là trong suốt. Ví dụ như vũ khí gì ở vị trí kia, thậm chí phòng chỉ huy những cái này đều biết. Bởi vậy, tiên sinh hiện tại liền phải để Nam Cảnh chiến khu hết thảy căn cứ lâm vào tê liệt, đến lúc đó Tiêu Liệt quân bộ nhất là dựa vào vũ khí liền tương đương với mất đi hiệu lực hơn phân nửa. Bọn hắn am hiểu nhất hệ thống vũ khí liền không phát huy được tác dụng. Rầm rầm rầm, Leviathan nhóm bắt đầu phản kích. Đáng sợ sóng năng lượng bắt đầu oanh kích phá hủy căn cứ. Rất nhiều hệ thống vũ khí từng cái đều bị phá hủy. Tiêu Liệt quân bên này tổn thất nặng nề. Đội cảm tử một mực đang nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn vẫn nghĩ đi lên đại triển thân thủ. Thế nhưng là đều không có cơ hội. Tiêu Liệt quân mặt mũi tràn đầy đau khổ. Nhìn thấy căn cứ bị phá hủy một nửa. Tiên sinh viễn trình chỉ huy, nhanh nhanh nhanh, để nội ứng các đại quân bắt đầu từ phía sau công kích. Trong đầu hắn ngay tại mặc sức tưởng tượng lấy số 76 cấm địa thần lập tức ra sân hình tượng. Đúng lúc này đợi, Lucifer truyền đến tin tức, tiên sinh giống như có chút không thích hợp. Vừa mới liên hệ phía sau nội ứng, vậy mà liên lạc không được. Đúng, tất cả nội ứng đều mất đi liên hệ, mất liên lạc. Một cái tin dữ truyền đến. À, tình huống như thế nào? Mất liên lạc rồi, phía trước không phải còn tại liên hệ sao? Làm sao đột nhiên liền mất đi liên hệ rồi? Tình huống như thế nào? Tiên sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Đây là muốn xảy ra chuyện A. Nhanh cha, nhanh đi cha cho ta. Muốn xảy ra chuyện A. Tiên sinh sắc mặt đại biến. Đúng rồi, Lang Gia Sơn một trận chiến như thế nào rồi? Tiến hành đến giai đoạn gì rồi? Tiên sinh hỏi. Hắn cảm thấy có thể muốn xảy ra chuyện. Mỗi một phương diện đều muốn xảy ra chuyện. Đúng vậy A. Chúng ta tại Côn Luân Học Viện bên trong thám tử thời gian thật dài không đến tin tức. Đến cùng tình huống như thế nào? Không chỉ như thế, liền Lang Gia Sơn mai phục đại quân cũng không có tin tức, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Tất cả mọi người trong lòng đều tại hốt hoảng. Cha! Cho ta tranh thủ thời gian cha ra bạch, vạn nhất xảy ra chuyện coi như phiền phức. Chấm! Vẻ lo lắng bao phủ tại chư thần phòng thí nghiệm đám người ở giữa. Kỳ thật bọn hắn bây giờ đang ở kinh thành căn cứ. Một mực chờ đợi. Không có kết quả trước bọn hắn không thể đi ra ngoài. Nhưng bây giờ tất cả mọi người có loại đi ra xúc động. Chấm. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau. Đột nhiên long trời lở đất tiếng hò hét truyền đến. Nam Cảnh chiến khu căn cứ phía sau. Đến số lớn nhân mã. Khương Giã xuất lĩnh đại bộ đội đến rồi. Ngay từ đầu bọn hắn gặp phải một cỗ tập kích. Bất đắc dĩ thay đổi tuyến đường lại thay đổi tuyến đường. Thế nhưng là về sau, bọn này các tử sĩ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cả đám đều biến mất. Ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng Hồng Thanh Thương xuất lĩnh ám bộ giải quyết. Thế nhưng là Hồng Thanh Thương cũng buồn bực, hắn cùng ám bộ nhiều lắm là giải quyết 1/3. Phần lớn vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn cũng rất nghi hoặc. Nhiều như vậy tử sĩ làm sao bỗng nhiên liền biến mất. Khương Giã xuất lĩnh đại bộ đội cũng không kịp nghĩ nhiều, nóng lòng hướng Nam chi viện. Không phải sao, đã đến. Làm xem đến phần sau xuất hiện cũng không phải là nội ứng đại quân, mà là đại hạ chi viện đại quân. Chư thần phòng thí nghiệm triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Không phải phái ra nhiều như vậy tử sĩ đi quấy rối sao?
Bọn hắn làm sao còn có thể tới đây? Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Vấn đề xuất hiện ở nơi nào rồi? Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tiên sinh liên tục đặt câu hỏi. Chỉ là không có người hồi phục. Tất cả mọi người ở vào trầm mặc ở trong. Đại hạ lại có trái lại tình thế. Cho dù là bọn họ viện quân đến thì đã có sao? Có thể ngăn cản Leviathan sao? Phát động tất cả Leviathan cho ta điên cuồng công kích. Tiên sinh hô lớn. Vâng, minh bạch. Leviathan nhóm lập tức phát động là cường liệt nhất công kích. Đem một chút chưa hề sử dụng thủ đoạn công kích toàn bộ dùng ra. Cứ việc đại hạ viện quân đã đến. Nhưng tổn thất tương đương thảm thiết. Loại này chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn công kích, để đại hạ phương diện căn bản là không có cách phòng ngự. Leviathan nhóm ngay tại nhanh chóng đẩy tới. Ngược lại so trước đó càng nhanh. Đây cũng là chư thần phòng thí nghiệm mưu kế. Tại không nhìn thấy đại bộ đội tình huống dưới, là tuyệt đối không cần Leviathan chân chính thủ đoạn lợi hại. Hiện tại gặp được đại bộ đội. Lập tức vận dụng Leviathan hủy diệt tính thủ đoạn. Tiến hành đáng sợ đả kích. Đến mức Leviathan toàn tuyến đè lên. Tiêu liệt quân bộ cùng Khương Giã bộ tụ hợp, ngược lại bị đánh cho quân lính tan rã. Không cách nào tưởng tượng. Đúng rồi, Lang Gia Sơn phương diện đâu? Tình huống như thế nào rồi? Tiên sinh nhìn thấy bên này công kích có hiệu quả. Lập tức hỏi thăm Lang Gia Sơn tình hình chiến đấu. Còn không có tin tức, nhưng là cũng đã là giao thủ. Đoán chừng hoàn mỹ đáp lại chúng ta. Đúng, đại khái suất như thế. Chấm. Lang Gia Sơn một trận chiến này tương đương thảm thiết. Trừ tử sĩ bên ngoài, còn có chư thần phòng thí nghiệm các lớn căn cứ các cường giả tham dự. Nhưng bọn hắn là bị bao sủi cảo. Tử thương vô số. Sau mấy tiếng, toàn quân bị diệt. Chẳng qua Thiên Sách Phủ, Diệp thị cổ tộc bọn hắn cũng tổn thương thảm trọng. Cứ việc lại là tập kích, đối phương thế nhưng là chư thần phòng thí nghiệm cường giả, mặc dù không phải chủ lực, thế nhưng siêu cấp mạnh. Một trận chiến này đánh xuống. Liền Diệp Khuynh Thiên, Diệp Chiến Thiên Chi Lưu cũng bị thương. Cái khác chớ nói chi là. Thậm chí để Côn Luân học viện các học viên đều có chút buồn bực. Vốn cho là bọn họ trải qua mấy tháng ma luyện về sau, thực lực tăng nhiều, lại đến đi ra bên ngoài, nhất định là đại sát tứ phương. Nhưng gặp phải chư thần phòng thí nghiệm các cường giả, mỗi người đều thụ thương, thậm chí phí sức. Nếu không phải tại Thiên Sách Phủ những cái này đỉnh cấp các cường giả ở đây. Sợ là bọn hắn từng cái toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Chẳng qua bọn hắn vẫn hữu dụng, cống hiến cực lớn lực lượng. Thụ thương về sau, mỗi người đều là một mặt phiền muộn. Mình thực lực yếu như vậy. Bọn hắn làm sao biết, vừa ra tới liền gặp khó khăn nhất cấp những địch nhân khác. Bọn hắn đã biểu hiện rất ưu tú. Thậm chí có thể nói, tại đám người này trong tay bọn hắn có thể còn sống sót. Đã là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Ân chính mình bọn hắn dọa sợ. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem mai phục đại quân bị giết sạch. Tốt, hiện tại chúng ta chi viện đến tiền tuyến đi. Nhanh nhanh nhanh. Kiểm kê tốt thương vong về sau, tất cả nhân mã không ngừng vó đến tiền tuyến tiến đến. Chư thần phòng thí nghiệm bên này. Rất nhanh liền tiếp vào Lang Gia Sơn bên này tin tức. Đại sự không ổn, Lang Gia Sơn truyền đến tin tức, thỉnh cầu chi viện. Bọn hắn gặp phải Thiên Sách Phủ đại quân cùng Diệp thị cổ tộc hai mặt giáp công. Tử thương thảm trọng. Lang Gia Sơn đại quân sắp toàn quân bị diệt. Chấm. Lúc này, bọn hắn mới thu được từng đầu tin tức khẩn cấp. Nhưng mà đây đều là chỉ ít nửa giờ trước. Vậy nói rõ giờ phút này Lang Gia Sơn mai phục đại quân đã toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người mặt trầm như nước. Làm sao đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Mình vậy mà tại người ta trong khống chế. Quả thực sỉ nhục. Tin dữ càng ngày càng nhiều. Tiên sinh đều muốn điên. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm hết thảy cố gắng đều phế rồi. Lang Gia Sơn chuyện gì xảy ra? Làm sao liền toàn quân bị diệt rồi? Không nên a. Không có khả năng a. Đám kia đám thám tử một mực đang báo cáo hành tung. Bọn hắn lại phái ra chư thần phòng thí nghiệm cường giả, mặc dù đều là biên giới. Nhưng đó cũng là tương đương cường hãn. Làm sao liền toàn quân bị diệt rồi? Không nghĩ ra. Căn bản không nghĩ ra. Bây giờ xem ra, đại hạ phương diện là có chuẩn bị. Nhất là Thiên Sách Phủ phương diện, bọn hắn đoán chừng sớm biết bọn này thám tử, cố ý lợi dụng bọn hắn đến phát hiện chúng ta. Ta suy đoán Lang Gia Sơn mai phục trước thời gian bại lộ. Bị người ta tập kích,
Đúng, còn có Diệp thị cổ tộc không phải sớm cùng bọn hắn tách ra sao? Theo lý mà nói đã sớm đến chi viện, thế nhưng là chậm chạp không có. Đó chỉ có thể nói một vấn đề Diệp thị cổ tộc cùng Thiên Sách phủ đang diễn trò, bọn hắn cố ý tách ra, tạo thành biểu hiện giả dối, trên thực tế là muốn nhằm vào Lang Gia Sơn chúng ta mai phục. Hiện tại tình huống này tuyệt đối là bị hai phe này cho diệt. Chấm. Rất nhanh, tất cả mọi người phân tích ra được. Sự tình đại khái chính là như vậy. Tiên sinh đều tức điên, đáng ghét a. Đại hạ lại có chuẩn bị. Đây hết thảy quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cho tới bây giờ, Thượng Đế chi não làm được mô hình đã hoàn toàn không đúng. Vừa mới tiếp vào tin tức, chúng ta thu xếp tại Tiêu Liệt quân bộ phía sau nội ứng đại quân toàn quân bị diệt. Tổng cộng 7 chỗ cứ điểm, toàn bộ chết thảm, không ai sống sót. Từ hiện trường vết tích đến xem, hoặc là đại hạ vận dụng hủy diệt tính vũ khí cho phá hủy tính đả kích dẫn đến toàn quân bị diệt. Hoặc là chính là xuất hiện siêu cấp cường giả một kích hủy diệt tất cả. Trước mắt đến xem, càng có khuynh hướng đằng sau loại tình huống này. Dù sao tuyệt không có hủy diệt tính vũ khí khởi động vết tích. Chấm. Nghe đến đó, mọi người nhao nhao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật đáng sợ. Lại là một cái tin xấu. Có phải hay không là đại hạ kia hai loại tồn tại? Lucifer hỏi. Hẳn là không đến mức, chẳng qua không bài trừ khả năng này. Tiên sinh sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân đang run rẩy. Phía sau bọn hắn bố cục đã toàn bộ bị diệt mất. Lần này xong đời. Làm sao bây giờ? Thực sự không được, chúng ta ra mặt a, đem đại hạ một hơi nuốt vào. Thằng hề đại đế, Lucifer bọn người ma quyền sát trưởng, kích động. Bọn hắn đã sớm muốn đi ra ngoài một trận chiến. Chỉ là khổ vì không có cơ hội. Đúng a, chúng ta bây giờ ở vào kinh thành. Nếu không phải trực tiếp ra tay, đem trống rỗng kinh thành cầm xuống. Hải ma nói. Không được, càng như vậy, chúng ta càng không thể đi ra ngoài. Đại hạ hiện tại có chút cảm giác sâu không lường được. Không biết bọn hắn còn có cái gì át chủ bài tại. Huống chi chúng ta cầm xuống kinh thành vô dụng, đến lúc đó tất cả hỏa lực đều sẽ hấp dẫn đến trên người chúng ta. Cầm xuống kinh thành chuyện này hẳn là giao cho số 76 cấm địa. Chúng ta tại bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, mới phải ra tới thu hoạch. Tiên sinh đem ý nghĩ của mọi người bóp chết. Để bọn hắn đều thành thành thật thật ở lại. Cho đến nay, chúng ta bố cục bên trong, chỉ có Thiên Sách thần soái bị dẫn xuất đi điểm này phát huy được tác dụng. Tiên sinh bắt đầu cảm thán. Hạnh khổ bố cục lâu như vậy. Cuối cùng vậy mà là kết cục này. Chẳng qua cũng may là chúng ta có được vô địch Leviathan đại quân. Cho đến trước mắt, đại hạ còn không có biện pháp gì. Tiếp xuống để Leviathan triệt để điên cuồng lên đi. Phát động trước nay chưa từng có công kích. Chấm. Tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Leviathan càng ngày càng nhiều ẩn tàng kỹ năng phóng thích. Đại hạ bên này tổn thất nặng nề. Mắt thấy nam cảnh chiến khu căn cứ thủ không được. Tất cả mọi người gần như đều là đang liều mạng chống cự. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Leviathan mới thật sự là Leviathan, tiến công thủ đoạn kéo căng. Cho dù là có được kim cương bất hoại chi thể Thiên Sách thiếu soái đều bị đánh cho liên tục bại lui. Leviathan nhóm trang bị chư thần phòng thí nghiệm kiểu mới vũ khí. Khủng bố tuyệt luân. Chấm. Đúng lúc này đợi. Báo cáo, chúng ta phát hiện số 76 cấm địa tung tích. Bọn hắn rốt cục xuất hiện, mà lại trực tiếp xuất hiện tại đại hạ Nam Cảnh. Chư thần phòng thí nghiệm tiếp vào tin tức. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tất cả mọi người nghe được số 76 cấm địa thần xuất hiện, tất cả mọi người điên cuồng. Rốt cục chờ đến giờ phút này. Bọn hắn biến mất lâu như vậy, thật xuất hiện. Nghĩ đến Mã Nhã Công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức một bộ phận tại Nam Cảnh, một bộ phận tại Kinh Thành. Nghe được đám người này xuất hiện, tiên sinh mới an tâm một điểm. Tốt, thông báo Hắc Ám bác sĩ cùng hắn quân đoàn chuẩn bị. Số 76 thần xuất hiện. Thần sao, nếu như các ngươi thiên địch khắc tinh là người bình thường đâu? Không biết các ngươi biết về sau có thể hay không sụp đổ. Tiên sinh cười cười nói. Chẳng qua chúng ta xem trước một chút số 76 cấm địa thần biểu diễn a. Bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện tại Tiêu Liệt quân bộ cùng Khương Giã bộ đằng sau. Chư thần phòng thí nghiệm đám người 10 phần khẳng định. Dù sao tại dự đoán của bọn hắn bên trong, số 76 cấm địa thần hội lấy tập kích bất ngờ phương thức xuất hiện tại đại hạ sau lưng. Một mặt là kinh thành,
một mặt khác là chính là ngay tại tiến lên đại quân. Tuyệt đối, bọn hắn đều đang đợi lấy. Đúng rồi, số 76 cấm địa thần cụ thể phương vị đâu? Tiên sinh dò hỏi, nhân viên tình báo vừa muốn định vị. Lúc này đột nhiên tình huống phát hiện. Leviathan đại quân lưng về sau, đột nhiên xuất hiện từng đạo bàng bạc thân ảnh. Bọn hắn giống như từng cái siêu anh hùng. Trống rỗng mà hàng. Trong tay bọn họ đều nắm lấy từng thanh thần khí. Minh tà thần dẫn đầu thánh kinh tổ chức cùng Diệp vô đạo bọn hắn dẫn đầu mã nhã công nghiệp đại quân xuất hiện. Biến mất đã hơn nửa ngày, đột nhiên xuất hiện, vậy mà là tại Leviathan đại quân lưng sau. Một màn này trận, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Minh tà thần bọn hắn đem tất cả thần khí toàn bộ mang ra ngoài. Trừ Diệp Quân Lâm tự mình luyện chế thần khí bên ngoài, còn có hậu kỳ bọn hắn lợi dụng tiên tiến kỹ thuật luyện chế thần khí toàn bộ đem ra. Đây chính là số 76 cấm địa các loại tài nguyên luyện chế ra đến thần khí. Cùng lúc ấy số 76 cấm địa đám kia thần dùng chính là giống nhau như đúc. Uy lực to lớn, thần khí ra, phá thương khung. Minh tà thần bọn người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp sử dụng thần khí. Từng đạo cường đại công kích, bắt đầu từ sau oanh kích những cái này Leviathan. Xoẹt, răng rắc, lạch cạch, chấm. Tại thần khí cường đại uy lực dưới, Leviathan trên người lân phiến bị cắt ra, hoặc là tại cường đại uy lực hạ sụp đổ ra. Lân phiến phía dưới thân thể cũng bị trên phạm vi lớn tổn thương. Không ít Leviathan gặp phải công kích về sau, phát ra trận trận tiếng gào thét. Ầm ầm. Không ít Leviathan còn trực tiếp đổ xuống. Còn có một số bị cường đại thần khí trực tiếp đánh rụng đầu, hoặc là đánh rụng tứ chi. Tóm lại tại cường đại công kích đến. Leviathan nhóm tổn thất nặng nề. Đây cũng là trước nay chưa từng có. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây là trước nay chưa từng có. Tiêu Liệt Quân bọn hắn hưng phấn. Cùng Leviathan run rẩy đã hơn nửa ngày. Trừ đánh dụng vòng phòng hộ cùng trở ngại bọn chúng gian nan tiến lên bên ngoài, căn bản không tạo được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng hôm nay, viện quân vừa xuất hiện, vậy mà đối Leviathan tạo thành như vậy đã kích nặng nề. Ngàn vạn các chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua Leviathan trên thân lân phiến bị cắt ra hình tượng. Rốt cục nhìn thấy lân phiến phía dưới là cái gì? Trước đó căn bản liền không có bất cứ cơ hội nào a. Hưng phấn. Quá hưng phấn. Nhìn thấy Leviathan như vậy chật vật, cả đám đều quát to lên. Trái lại chư thần phòng thí nghiệm bên này. Cả đám đều ngốc rơi. Trong mắt bọn họ số 76 cấm địa đám kia thần xuất hiện. Thế nhưng là kết quả tuyệt không dựa theo bọn hắn nghĩ như vậy, đám người này xuất hiện tại đại hạ phía sau đi tập kích. Mà là xuất hiện ở bọn hắn Leviathan phía sau đi tập kích, tạo thành tổn thất thật lớn. Trong lúc nhất thời, cả đám đều sửng sốt. Không biết làm sao. Nhất là tiên sinh cả người như gặp phải sấm sét giữa trời quang, đứng ở nơi đó, tựa như cái xác không hồn. Vì cái gì? Đây hết thảy đến cùng vì cái gì? Không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Vì cái gì a? Số 76 cấm địa bọn này thần không nên muốn một hơi nuốt mất đại hạ sao? Không nên vào lúc này đối đại hạ phát động công kích sao? Vì cái gì ngược lại là đối Leviathan xuống tay rồi? Đây đối với số 76 cấm địa đám người kia đến nói, không phải là ngàn năm một thuở cơ hội tốt sao? Bọn hắn làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ cùng đại hạ quan hệ mật thiết rồi? Không có khả năng. Quan hệ mật thiết, còn tổ kiến ra thánh kinh tổ chức lặng lẽ mở rộng thế lực, tại đại hạ còn bồi dưỡng mình hạt giống. Mấu chốt chư thần phòng thí nghiệm có đầy đủ chứng cứ. Chứng minh số 76 cấm địa thần tồn tại cùng bọn hắn một hơi nuốt mất đại hạ động cơ. Hết thảy đều là có chứng có cứ. Nhưng hiện chuyện đang xảy ra, không đúng lẽ thường. Để bọn hắn không nghĩ ra. Một đám người nhìn xem truyền về thời gian thực hình tượng đều ở vào mơ hồ trạng thái. Thật lâu không thể kịp phản ứng. Chiến trường bên trong. Đột nhiên xuất hiện viện quân cho Leviathan đả kích nặng nề, gần như tất cả Leviathan trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tổn thương. Cơ hội đến rồi. Tiêu Liệt Quân đôi mắt bên trong sáng lên. Đội cảm tử nghe ta mệnh lệnh xông đi lên, đem các ngươi tất cả vũ khí khoảng cách gần hướng bọn chúng trên vết thương làm. Ghi nhớ, tận lực giảm bớt thương vong. Không phải vạn bất đắc dĩ, tiến về không muốn lựa chọn cùng đến chỗ chết phương thức. Hiện tại chúng ta phần thắng rất lớn. Chấm. Các huynh đệ xông lên a.
Chúng ta lập công thời điểm đến. Đội cảm tử ngàn vạn người một mạch, toàn bộ xông tới. Cùng hồng thủy mãnh thú. Cái khác các bộ bắt đầu yểm hộ, đừng để Leviathan có cơ hội phản kích. Tiêu Liệt quân cùng Khương Giã tổ chức đại bộ đội bắt đầu yểm hộ. Lại phái ra một số người máy. Đi theo đội cảm tử cùng một chỗ hành động. Đội cảm tử đi vào về sau, bọn hắn liều mạng tiếp xúc gần gũi đến Leviathan thân thể trước. Đem sớm trang bị tốt hủy diệt tính vũ khí hết thảy ném vào, hoặc là buộc chặt tại Leviathan nhóm trên vết thương. Oanh! Ầm! Chấm! Sau đó rộng lớn trên chiến trường, các loại bạo tạc nổi lên bốn phía. Từng cái Leviathan tổn hại nghiêm trọng. Mà đại hạ bên này người máy, trực tiếp bám vào Leviathan phía trên, những cái này cỡ nhỏ máy móc đều tự mang tiêu hủy bạo tạc trang bị. Trực tiếp nổ tung lên. Lại là một đợt tổn thất. Tại đội cảm tử cùng Thánh Kinh tổ chức đợi viện quân phối hợp phía dưới. Leviathan đại quân tổn thương quá thảm trọng. Bị đánh tới không có chút nào sức chống cự. Đương nhiên phải nhờ vào thần khí uy lực mạnh. Không phải đại hạ đối mặt Leviathan là không có biện pháp gì. Cho dù là thiên sách thần soái dạng này cường giả, cũng vô pháp làm bị thương Leviathan chút nào. Thế nhưng là minh tà thần bọn hắn liền không giống. Đầu tiên bọn hắn uống qua đám kia thần huyết dịch, thể chất cùng lực lượng các phương diện thay đổi. Tiếp theo chính là cái này cường đại thần khí, quả thực khủng bố tuyệt luân, cái gì đều có thể mở ra. Căn bản không sợ Leviathan phòng ngự. Mấu chốt nhất chính là thần khí. Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên tay cầm thần khí, quả thực đánh đâu thắng đó, đè ép Leviathan đánh. Lang Gia Sơn một trận chiến bên trong, Côn Luân Học Viện không phải có một kiện thần khí sao? Món kia thần khí cho Côn Luân Học Viện mang đến to lớn sức chiến đấu. Bắn giết quá nhiều chư thần phòng thí nghiệm cường giả. Không tính là thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Nhưng tối thiểu có thể chiếm được 1/5 tác dụng. Nguyên bản tại chư thần phòng thí nghiệm suy xét bên trong, những cái này thần khí sẽ trở thành chu sát đại hạ mấu chốt. Không nghĩ tới dùng trên người bọn hắn. Các vị huynh đệ, những cái này cự hình sinh vật khuyết điểm ở chỗ bọn chúng có cái năng lượng hạch, ngay tại bọn chúng thân thể nhất vị trí giữa. Tiêu diệt năng lượng hạch, khả năng chân chính tiêu diệt bọn chúng. Tiêu Liệt quân bọn người lập tức nhắc nhở. Tất cả mọi người nghe được không? Đánh xuyên qua đến năng lượng hạch. Sau đó, mọi người cùng nhau cố gắng, tranh thủ đem Leviathan thân thể cho đánh xuyên qua, tranh thủ đem năng lượng hạch đánh dụng. Chẳng qua lúc này Leviathan cũng bắt đầu phản kích. Đại hạ bên này cũng tổn thương nghiêm trọng. Chẳng qua tối thiểu nhất là ở vào thượng phong một phương. Cùng lúc đó, cái khác hơn 2,200 chỉ Leviathan lấy 100 vì một tiểu tổ, tại đại hạ từng cái địa phương bừa bãi tàn phá. Mặc dù không có một lần tính tụ tập nhiều như vậy. Thế nhưng là 100 con cũng đối phó tốn sức. Đại hạ các nơi đều tổn thương thảm trọng. Bị công phá một đạo lại một đạo phòng tuyến. Chẳng qua rất nhanh thiên sách phủ cùng Diệp thị cổ tộc các viện quân đi vào. Bọn hắn cũng đều phân tán ra đến, phối hợp hồng thanh thương ám bộ cùng những cường giả khác tiến hành phòng ngự chặn đánh. Ngay tại Leviathan nhóm phát động mãnh liệt nhất thời điểm tiến công. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng hò hét. Ngay sau đó hạng nặng hỏa lực đi vào, bắt đầu từ phía sau oanh kích Leviathan nhóm. Phía sau người càng ngày càng nhiều, các loại chiến cơ, các loại máy móc cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại cờ xí tung bay. Từ cờ xí đến xem. Có tinh quốc, chủ yếu là Lý Thành Mẫn dẫn đầu tam tinh tập đoàn cùng các thế lực lớn. Có đông đảo, các loại cường giả tề xuất. Có cự tượng quốc. Có chiến hùng quốc. Có chiến báo quốc. Chấm. Một cái tiếp một cái nước ngoài viện quân đến. Bọn hắn cũng đều lấy ra át chủ bài cùng cường giả đến chi viện đại hạ. Cứ việc Leviathan cường đại. Nhưng viện quân số lượng nhiều, lại vũ khí phức tạp, rất nhiều đều là chư thần phòng thí nghiệm không biết. Trình độ nhất định có thể uy hiếp được Leviathan. Mắt trợn tròn. Triệt để mắt trợn tròn. Đại hạ bên này cũng đều mộng. Lúc nào nước ngoài viện quân đều đến rồi. Nhất là nhìn thấy tinh quốc, đông đảo những cái này, càng là mắt trợn tròn. Những cái này luôn luôn cùng đại hạ trở mặt. Tại đại hạ thời khắc nguy nan, không sau lưng sau đâm một đao được rồi, còn có thể đến chi viện. Xưa nay chưa thấy đầu một lần. Bởi vậy, bọn hắn đều mắt trợn tròn. Nhìn xem phía sau càng ngày càng nhiều viện quân, bọn hắn đều muốn điên. Liên chiến ưng quốc đô phái người đến. Cái này tình huống như thế nào? Đây là toàn thế giới đều đến đi.
Bọn hắn tại sao chạy tới chi viện rồi? Không thể tưởng tượng nổi a. Không có bất kỳ cái gì lý do a. Một bên khác, chư thần phòng thí nghiệm còn không có từ thánh kinh tổ chức đột nhiên tiến công Leviathan sự tình bên trong kịp phản ứng. Hiện tại lại một cái tin dữ truyền đến. Toàn thế giới các nước đều liên hợp lại cùng nhau, bắt đầu chi viện đại hạ. Vô luận là cùng đại hạ giao hảo, vẫn là trở mặt, dù là luôn luôn có cửu hận chiến ưng quốc đô đến chi viện. Không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng. Toàn thế giới chi viện đại quân đi vào sau. Cho Leviathan đả kích nặng nề, trong lúc nhất thời đem tất cả Leviathan trấn áp lại. Tiêu liệt quân bộ càng đem Leviathan hạch tâm nhược điểm báo cho xuống tới. Hiện tại mọi người phát điên bắt đầu công kích Leviathan. Muốn đem Leviathan hủy diệt đi. Leviathan lâm vào bị vây quanh hoàn cảnh. Phốc! Lửa công tâm tiên sinh cũng nhịn không được nữa, một hơi hiến máu phun tới. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Hoàn toàn phản đi qua. Bọn hắn bắt đầu phản kích. Đây là chư thần phòng thí nghiệm vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Leviathan thất bại. Như vậy phía sau bọn họ kế hoạch như thế nào tiến hành? Mỗi người thân thể đều đang run rẩy. Kế hoạch lâu như vậy. Không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Ai cũng không nghĩ tiếp nhận. Điên. Quả thực tất cả mọi người sắp điên. Tiên sinh sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Cái này với hắn mà nói cũng đã là bại. Bại rối tinh rối mù. Nếu như là đại hạ cái kia trong truyền thuyết hai loại tồn tại xuất hiện, cho bọn hắn như vậy đả kích. Bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ đây hết thảy đều không thể nào tiếp thu được. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lucifer mấy người bắt đầu hỏi. Thứ nhất, đem chuyện này lập tức nói cho chủ thần ti. Thứ hai, để tất cả Leviathan rút lui, tại đại hải vị trí này tập kết. Thứ ba, chúng ta toàn thể xuất động, dám chi viện đại hạ, ta để các ngươi biết cái gì gọi là đồ sát. Tiên sinh triệt để giận. Hắn dẫn theo chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm thành viên, trừ chủ thần ti, bắt đầu từ kinh thành trụ sở bí mật ra tới. Cũng chính là Viêm Long vệ phía dưới. Nhưng lúc này lại có một thanh âm truyền đến, rốt cục ra tới, chờ các ngươi rất lâu. Không sai. Phát ra âm thanh chính là Diệp Quân Lâm. Khoảng thời gian này hắn làm gì đi? Là đang bế quan không sai. Chẳng qua hắn bế quan địa điểm rất giảng cứu, ngay tại chư thần phòng thí nghiệm căn cứ lân cận. Viêm Long vệ căn cứ phía dưới. Bây giờ Diệp Quân Lâm đối cái này cửa công pháp cơ bản đã qua mặt ngoài quyền cước cấp độ, đã tiến một bước xâm nhập đến ý niệm cảnh giới. Bởi vậy hắn sẽ không phát ra cái gì động tĩnh, người khác không cách nào phát hiện hắn. Thế nhưng là trái lại, nếu là chư thần phòng thí nghiệm có động tĩnh gì, hắn còn có thể phát hiện. Dù sao cho tới nay, hắn cho mình an bài công dụng chính là nhìn chòng chọc vào chư thần phòng thí nghiệm. Đem mình hết thảy lực lượng dùng tại đối phó chủ thần ti trên thân. Hắn thấy, chủ thần ti tuyệt đối tại kinh thành cái trụ sở này bên trong. Bởi vậy hắn đem cái khác đều thu xếp cho những người khác, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm kinh thành căn cứ là đủ. Bởi vậy, hắn mới ở chỗ này bế quan. Cho nên không có người tìm được Diệp Quân Lâm. Nếu có thể tìm tới Diệp Quân Lâm bế quan địa điểm, như vậy cũng liền sớm tìm tới chư thần phòng thí nghiệm căn cứ chỗ. Đây thật ra là một kiện siêu cấp khó khăn sự tình. Xảy ra chuyện về sau. Thiên sách thần soái cũng không tìm tới. Trước khi bế quan hắn giao phó xong hết thảy. Nhưng hắn nơi nào muốn lấy được, chư thần phòng thí nghiệm vẻn vẹn một đợt thăm dò, liền xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. An toàn đảo ngừng. Tuyến phòng ngự rút đi. Toàn bộ đại hạ còn thư giãn, đem hắn trước đó cùng căn dặn coi như gió bên tai. Dẫn đến hiện tại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng có dự tính thất bại thời điểm. Lúc đầu chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch là thời gian 3 tháng, hắn đem thời gian sớm đến 2 tháng. Tại kế hoạch của hắn bên trong, lại thế nào nhanh cũng sẽ không vượt qua 2 tháng. Nhưng nơi nào muốn lấy được hắc ám bác sĩ khủng bố tuyệt luân. Vượt qua tất cả mọi người dự đoán, dù là chủ thần ti. Vậy mà sớm đến nửa tháng còn muốn hướng phía trước. Tại nửa tháng lúc mở ra kế hoạch. Kỳ thật làm Leviathan nhóm trắng trợn thời điểm tiến công, Diệp Quân Lâm liền cảm nhận được. Hắn tỉnh. Bế quan kết thúc. Từ cái thời khắc kia bắt đầu, là hắn biết mình thất sách. Đối phương kế hoạch sớm. Chẳng qua tại hắn tưởng tượng bên trong, an toàn đảo liền xem như toàn bộ không có xây xong, cũng 7-8 phần. Cái khác phòng ngự cũng chuẩn bị không sai biệt lắm,
Thế nhưng là hắn tra một cái, phát hiện mình 10 phần sai. Đại hạ toàn lộn xộn. Những cái kia khổng lồ toàn bộ công sát tiến đến. Mà an toàn đảo đã sớm dừng lại. Tra một cái Diệp Quân Lâm hết thảy tình huống đều biết. Cũng biết Hắc Ưng đặc công mất đi liên hệ. Chẳng qua hắn lúc này biết đến quá muộn. Từ hắn phát giác được khổng lồ thời điểm, kia đã là đánh vào đại hạ lúc. Hắn có thể làm chính là tận khả năng đi bổ cứu. Chẳng qua người hắn đã tại chư thần phòng thí nghiệm tổng căn cứ nơi này, hắn không thể rời đi. Hắn muốn nhìn chằm chằm chư thần phòng thí nghiệm lực lượng chân chính. Bởi vậy hắn chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Minh tà thần, Diệp vô đạo những cái này hắn đã không liên lạc được. Chẳng qua hắn có thể liên hệ vẫn là có. Hoặc là nói hắn có thể điều khiển. Biến chủng số 13 cái này 13 cái, còn có tứ đại kim cương. Cứ việc tất cả đều không có cùng một chỗ. Thế nhưng là kim cương số 1 cùng biến chủng số 1 trước đó bởi vì giả trang phó viện trưởng, vừa vặn ngay tại đại hạ. Bởi vậy mọi người buồn bực những cái kia quấy rầy tử sĩ là ai giải quyết hết. Hồng Thanh Thương ám bộ mới giải quyết một điểm. Đương nhiên là kim cương số 1 cùng biến chủng số 1. Hai cái này thế nhưng là siêu cấp cường giả phạm trù. Thần không biết quỷ không hay xử lý một chút tử sĩ thám tử quả thực không đáng kể. Thậm chí không có người phát hiện, dù là chư thần phòng thí nghiệm. Dù sao vốn chính là dùng để đối phó chư thần phòng thí nghiệm. Về phần tại Giang Bắc tụ tập nội ứng đại quân, kia là bế quan trước Diệp Quân Lâm liền đã thông báo Hỏa Vân Tà Thần. Một khi gặp nguy hiểm, có thể thích hợp ra tay giải quyết một cái. Vừa vặn bọn này nội ứng tại Giang Bắc tập hợp, Hỏa Vân Tà Thần liền ra tay toàn bộ giải quyết. Về phần Thánh Kinh tổ chức cùng Mã Nhã công nghiệp chờ một chút chi viện là bình thường. Diệp Quân Lâm bế quan trước bàn giao rất rõ ràng. Chính là muốn bọn hắn dốc hết toàn lực tới đối phó trận này tai nạn. Đem nên dùng át chủ bài toàn bộ dùng tới. Diệp thị cổ tộc cùng Thiên Sách phủ bên này cũng là bình thường, bao vây tiêu diệt quân địch mai phục, là bọn hắn mưu kế của mình. Dù sao Côn Luân học viện thám tử sự tình trừ Thiên Sách thần soái bên ngoài, đầu rồng thần tướng những người này là biết đến. Bọn hắn quyết sách của mình. Về phần toàn thế giới các quốc gia liên hợp chi viện đại quân, đây cũng là Diệp Quân Lâm an bài. Lâm thời an bài. Tứ đại kim cương vốn chính là người máy. Chí năng hóa. Diệp Quân Lâm cho bọn hắn truyền thâu mệnh lệnh, để bọn chúng lấy chí năng thủ đoạn, đem các quốc gia quyết sách người tụ tập lại một chỗ họp. Đem sự tình đại khái miêu tả rõ ràng. Chủ quan chính là bọn này cự hình sinh vật không rõ lai lịch, số lượng đông đảo, lại mạnh mẽ đến vô địch. Bây giờ bọn chúng là tại đối phó đại hạ, có thể nuốt rơi đại hạ về sau, khó tránh khỏi sẽ không đối quốc gia khác tạo thành uy hiếp cùng tổn hại. Nói không chừng chính là đem tất cả quốc gia từng cái san bằng. Mà lại nói trắng rồi, bọn này cự hình sinh vật liền đại hạ đều có thể san bằng, chớ đừng nói chi là quốc gia khác. Nhất là mấy cái nước láng giềng càng gây cho sợ hãi hơn sợ. Đã tại chiến hỏa lan tràn đến bọn hắn trên đầu. Chưa chừng bọn này cự hình sinh vật đột nhiên chuyển hướng. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Tăng thêm đám sinh vật này không rõ lai lịch, căn bản không biết phía sau màn là ai, hoặc là nói căn bản không có phía sau màn. Diệp Quân Lâm cùng Chiến Ưng việc lớn quốc gia biết phía sau là chư thần phòng thí nghiệm, những người khác lại không biết. Bởi vậy đây mới là khủng hoảng một điểm. Ai cũng không thể cam đoan sẽ không tới trên đầu mình. Còn có một điểm, chính là dính đến các phe lợi ích. Đại hạ nếu như hoàn hảo tồn tại, như vậy cản tay rất nhiều thế lực, làm tình thế ở vào bình thản trạng thái. Một khi đại hạ bên này xảy ra vấn đề, khả năng rất nhiều vấn đề liền xuất hiện. Đem dính đến các phương diện lợi ích vấn đề, thậm chí sống sót vấn đề. Bởi vậy đối rất nhiều mặt đến nói, đại hạ nhất định phải không có chuyện gì. Ví dụ như tới gần đông đảo, tinh quốc vân vân. Bọn hắn đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, muốn chi viện đại hạ. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Càng ngày càng nhiều thế lực tỏ thái độ chi viện đại hạ. Còn lại bất đắc dĩ đều muốn tham dự vào. Chi viện đại hạ trên thực tế là vì bảo vệ mình. Mà đại hạ thế lực đối địch kỳ thật không cần chi viện, nhưng các phương nhìn xem ngươi tình huống dưới, có thể làm sao. Không thể cùng mọi người làm trái lại, bỏ phiếu biểu quyết cũng ném chẳng qua. Chỉ có thể đáp ứng chi viện. Buồn bực nhất chính là Chiến Ưng quốc. Bọn hắn thậm chí có thể không cần e ngại chư thần phòng thí nghiệm, càng không cần e ngại Leviathan. Nhưng toàn thế giới tất cả thế lực đều nhìn ngươi tình huống dưới,
ngươi chỉ có thể đáp ứng chi viện. Nếu không mọi người khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi là Chiến Ưng Quốc giở trò quỷ, những cái này Leviathan căn bản chính là Chiến Ưng Quốc lấy ra. Vì để tránh cho trở thành thế giới kẻ thù chung, Chiến Ưng Quốc cũng chỉ đành đáp ứng đến chi viện. Bọn hắn không muốn bị cài lên một cái mũ, càng không muốn trở thành kẻ thù chung. Bởi vậy, đằng sau mới có thể xuất hiện toàn thế giới các đại quốc các thế lực lớn đến đây chi viện đại hạ sự tình. Kỳ thật đây hết thảy, đều là Diệp Quân Lâm thu xếp kim cương số 234 đem toàn thế giới các đại quyết sách người triệu tập đến cùng một chỗ mở hội. Để bọn hắn không có lý do không đến chi viện. Đây chính là Diệp Quân Lâm chỗ lợi hại. Đem mỗi một phương đều tính toán tiến đến, cho dù là Chiến Ưng Quốc. Để bọn hắn không cách nào cự tuyệt chi viện. Chấm. Toàn thế giới đều đến chi viện. Rất dễ dàng đem bọn này Leviathan áp chế. Chấm. Diệp Quân Lâm bế quan kết thúc sau. Cả cá nhân thực lực lại lên một cái cấp độ. Nhất là loại này nguy nan tiến đến thời khắc, để Diệp Quân Lâm có áp lực, hắn lại càng dễ tăng lên đột phá. Có chút không cách nào tưởng tượng, Diệp Quân Lâm đều mạnh thành dạng này, còn có thể tiếp tục mạnh. Cái này nếu để cho Hỏa Vân Tà Thần biết, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Còn có thể tiếp tục mạnh lên. Mặc dù hắn cũng đang luyện môn công pháp này, biết môn công pháp này có vô hạn cuối cùng. Nhưng hắn thấy, cuối cùng hẳn là Diệp Quân Lâm cái này cảnh giới. Hắn tại hướng Diệp Quân Lâm cái phương hướng này cố gắng. Nhưng nếu là biết Diệp Quân Lâm còn có thể trên phạm vi lớn tiến bộ, hắn sợ là muốn sụp đổ. Diệp Quân Lâm bế quan kết thúc về sau, một mực canh giữ ở chư thần phòng thí nghiệm căn cứ nơi này. Hắn liền chờ đợi chư thần phòng thí nghiệm chân chính động tác. Nhất là phía sau chủ thần ti. Hắn đã sớm nghĩ gặp một lần hắc ám bác sĩ. Hiện tại rốt cục đợi đến. Chư thần phòng thí nghiệm căn cứ vừa mở ra. Tiên sinh dẫn theo chư thần phòng thí nghiệm đại bộ đội cùng trang bị toàn bộ điều động. Diệp Quân Lâm từ một nơi bí mật gần đó nhìn chòng chọc vào, cũng chờ mong. Muốn nhìn một chút chủ thần ti đến cùng mạnh đến mức nào. Là có hay không đang có thực lực được xưng tụng chư thần. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng ra tay. Trong tay thần kiếp đã đói khát khó nhịn. Cái này thần khí rèn đúc đến chính là vì đối phó chư thần phòng thí nghiệm. Ngụ ý chư thần kiếp nạn. Hắn đã làm tốt một trận đại chiến chuẩn bị. Đồng thời hắn đã phái ra chỉ lệnh, để biến chủng số 13 cùng tứ đại kim cương chính hướng nơi này chạy đến. Nghênh đón trận đại chiến này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chư thần phòng thí nghiệm đại bộ đội từng cơn sóng liên tiếp từ căn cứ rời đi. Chấm. Nửa giờ sau. Diệp Quân Lâm liền thất vọng. Chủ thần ti đâu? Người đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Cứ việc chư thần phòng thí nghiệm đội ngũ siêu cấp cường đại, mạnh hơn thiên sách phủ bảo long nhất tộc Diệp thị cổ tộc loại này một cái cấp bậc. Tùy ý chọn ra tới một cái, liền mạnh hơn quá nhiều. Đối đại hạ các thế lực lớn đều là nghiền sát cấp bậc. So sánh thiên sinh cường đại, cùng Lucifer thằng hề đại đế loại này càng là chiếm đại đa số. Thậm chí bọn hắn một chút vũ khí cũng khủng bố tuyệt luân. Chỉnh thể sức chiến đấu khủng bố đến cực hạn. Đây cũng là tiên sinh bọn hắn chậm chạp không xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn quá cường đại, không hy vọng đem thực lực sớm để lộ ra. Đối phó thiên sách phủ những cái này Leviathan quân đoàn liền đủ. Bọn hắn bọn này cường giả cùng chủ thần ti là chờ lấy tới đối phó đại hạ kia hai loại tồn tại trong truyền thuyết. Sẽ không ở những thời khắc khác lãng phí. Có thể thấy được bọn hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng là đi. Xa xa không đạt được Diệp Quân Lâm muốn. Diệp Quân Lâm muốn đối phó thế nhưng là chủ thần ti, đó mới là hắn muốn đối thủ. Bởi vậy, tiên sinh đám người này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng không thể đem vũ lực sớm bại lộ ở nơi này. Lãng phí trên người bọn hắn. Chủ thần ti đâu? Mau ra đây. Diệp Quân Lâm sốt ruột cùng đợi. Lại qua 10 phút đồng hồ. Xem ra kinh thành trong căn cứ, chư thần phòng thí nghiệm đại quân toàn bộ ra tới. Rốt cuộc không ai. Cái này khiến Diệp Quân Lâm rất thất vọng. Quả nhiên lại chờ một hồi. Không ai ra tới. Mà tiên sinh thì là dẫn đầu đại quân cùng số lớn thiết bị rút lui. Chẳng lẽ nói chủ thần ti không ra? Diệp Quân Lâm không có cam lòng à? Chư thần phòng thí nghiệm chân chính có thể uy hiếp được vẫn là chủ thần ti à? Cái khác đều không đủ gây sợ. Hoặc là nói Diệp Quân Lâm đều có thể giải quyết. Bởi vậy. Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ qua đi. Bắt đầu nhảy xuống.
tại chư thần phòng thí nghiệm kinh thành căn cứ bồi hồi sau một lúc, lặng lẽ tiến vào trong đó. Hắn muốn nhìn một chút chủ thần ti có phải là ở trong đó. Cùng nhau đi tới. Bị cái này thành dưới đất bảo làm chấn kinh đến. Tiên tiến. Khoa học kỹ thuật. Chấm. Đây là trước nay chưa từng có. Cho dù là Diệp Quân Lâm cũng đều có loại thấy việc đời cảm giác. Quá tiên tiến. Vùng thế giới các đại quốc trình độ 10 đầu đường phố. Chẳng qua cùng nhau đi tới, thiết bị đều bị chuyển không. Xem ra bọn hắn là phải bỏ qua cái trụ sở này. Cái gì cũng sẽ không lưu lại. Chủ thần ti thật không ở nơi này sao? Diệp Quân Lâm bắt đầu có chút run rẩy. Hắn một đường xâm nhập. Khắp nơi đều là chuyển trống không bộ dáng. Chủ thần ti càng là liền sợi lông cũng không thấy. Rất nhanh hắn đại khái đem toàn bộ căn cứ đi toàn bộ. Đi vào chủ điều khiển địa phương. Diệp Quân Lâm cẩn thận tra xét. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Không được. Diệp Quân Lâm đôi mắt trợn lên, cả người lông tơ dựng đứng. Hắn tại chủ điều khiển địa phương nhìn thấy cùng loại với dẫn bạo đếm ngược trang bị. Chư thần phòng thí nghiệm muốn từ bỏ cái trụ sở này. Bọn hắn triệt để chuyển không. Vì xóa đi tất cả vết tích, muốn đem nơi này phá hủy. Bọn hắn muốn hủy diệt nơi này. Diệp Quân Lâm hiểu rõ ra. Nhưng cái này lúc sau đã chậm. Đếm ngược đã đến. Hắn không cách nào tránh né. Không, bọn hắn là muốn phá hủy toàn bộ kinh thành. Tới gần hủy diệt một khắc này, Diệp Quân Lâm minh bạch. Chư thần phòng thí nghiệm bọn hắn đại bộ đội rút lui về sau, không đơn thuần là muốn xóa đi căn cứ vết tích, càng là muốn đem toàn bộ kinh thành đều hủy diệt. Bởi vậy bọn hắn lưu tại nơi này dẫn bạo trang bị quá khủng bố. Loại vũ khí này uy lực trước nay chưa từng có. Diệp Quân Lâm cảm nhận được năng lượng kinh khủng, đây là có thể đem toàn bộ kinh thành đều biến thành luyện ngục uy lực. Ầm ầm. Tại trận trận long trời lở đất bạo tạc bên trong, tòa này căn cứ bị phá hủy rơi. Cái này to lớn oanh bạo, làm cho cả kinh thành cũng vì đó lắc lư, khắp nơi đều cùng động đất đồng dạng. Lớn như vậy kinh thành mỗi một cái góc đều mắt thấy trận này nổ lớn. Ánh lửa ngút trời, sương mù bao phủ, phạm vi là hơn phân nửa kinh thành. Rung động, quá mức rung động, mọi người chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như vậy. Đây là đang làm gì? Loạn, khắp nơi đều loạn, kinh thành khắp nơi đều là tiếng ồn ào, người người đều đứng tại đầu đường, mắt thấy cái này rung động một màn. Ban ngày nháy mắt biến thành đêm tối, sương mù bao phủ quá khoa trương. Nháy mắt đem hơn phân nửa kinh thành trên không bao phủ, một chút biến thành đêm tối. Mọi người trước mắt trừ kia trùng thiên ánh lửa, liền không nhìn thấy cái khác. Ầm ầm, cũng không có đợi mọi người phản ứng ra sao, lại một vòng oanh kích đi vào. Đại địa càng khủng bố hơn đung đưa, không biết bao nhiêu người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Loại kia lắc lư, mọi người căn bản là trải qua. Tựa như thế giới này muốn một phân thành hai giống như. Mặt ngoài còn tốt, nhưng trên thực tế dưới lòng bàn chân đại địa nội bộ đã vỡ vụn. Chính là loại cảm giác này. Sau đó, khoa trương xuất hiện, kinh thành vô số địa phương xuất hiện một từng đường vết rách. Kinh thành mặt đất trở xuống tựa như gặp cái gì phá hủy tính đả kích đồng dạng. Đã rút lui đi chư thần phòng thí nghiệm nhìn thấy kinh thành thời gian thực phản hồi đến từng màn tràng cảnh, tất cả mọi người khóe miệng không khỏi treo lên nụ cười quỷ dị tới. Không sai. Bây giờ bọn hắn muốn nổi lên mặt nước. Cái trụ sở này là muốn từ bỏ. Bởi vậy bọn hắn muốn hủy đi. Về phần hủy đi đồng thời, lại đem kinh thành hủy, đây đối với chư thần phòng thí nghiệm là trăm lợi mà không có một hại. Chẳng qua tiên sinh nhìn xem hiện tại kinh thành bộ dáng, hắn kinh ngạc một tiếng. Không đúng. Theo lý mà nói uy lực không chỉ là dạng này. Chí ít có thể đem kinh thành đều cho lật tung a. Chẳng lẽ là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Ngay từ đầu bố trí phá hủy trang bị, chính là dựa theo hủy đi kinh thành uy lực đến an bài. Chẳng qua lúc này, tiên sinh tâm tư tại địa phương khác, cũng không nghĩ nhiều. Uy lực là nhỏ một chút, chẳng qua cho kinh thành cũng mang đến tai nạn, còn xóa đi dấu vết của chúng ta. Cứ như vậy đi. Mục đích của chúng ta xem như đạt tới. Những người khác cũng đều đồng dạng, nhìn thấy kinh thành nổ tung, không có đi suy nghĩ nhiều chuyện này. Không sai. Bây giờ kinh thành bày biện ra đến bạo tạc uy lực, cùng bọn hắn dự tính kém đến quá xa. Thậm chí không cách nào đánh đồng. Bọn hắn dự đoán uy lực là đem toàn bộ kinh thành từ trong ra ngoài đều phá hủy đi, một tấc hoàn thành địa phương cũng sẽ không lưu lại.
chính là muốn đem kinh thành từ trên bản đồ xóa đi. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là căn cứ phá hủy, chung quanh đều bị ảnh hưởng đến, sương mù hoàn toàn chính xác bao phủ hơn phân nửa kinh thành. Chẳng qua cái này cách dự tính kém cách xa vạn dặm. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào rồi? Đương nhiên là tại Diệp Quân Lâm trên thân. Nếu không phải Diệp Quân Lâm, kinh thành đã bị xóa đi. Thời khắc mấu chốt, Diệp Quân Lâm phát hiện chư thần phòng thí nghiệm âm mưu. Hắn tránh né đã tới không kịp. Phá hủy trang bị đã khởi động. Nhất là hắn biết phá hủy uy lực có thể đem toàn bộ kinh thành xóa đi. Hắn càng không thể lui. Tại bạo tạc một khắc này, Diệp Quân Lâm thể hiện ra thiên thần sức mạnh. Dùng một quyền khinh khủng lực lượng, đem bạo tạc uy lực đánh vào khắp mặt đất. Để bạo tạc uy lực phương hướng đánh vào bên trong lòng đất. Mặc dù như thế, vẫn là không hoàn toàn triệt tiêu, một bộ phận uy lực vẫn là ra tới, đem chư thần phòng thí nghiệm căn cứ phá hủy. Làm cho cả kinh thành đất rung núi chuyển, sương mù bao phủ, che khuất bầu trời. Nhưng tính thực chất uy lực vẫn là không có. Tai nạn tuyệt không hình thành. Đó là bởi vì tuyệt đại bộ phận uy lực bị Diệp Quân Lâm một quyền triệt tiêu, hoặc là đánh vào bên trong lòng đất. Lúc này mới có kinh thành đợt thứ hai đất rung núi chuyển động tĩnh, so lần thứ nhất muốn khoa trương nhiều. Chí ít kinh thành các nơi xuất hiện từng đạo khe hở. Đó là bởi vì Diệp Quân Lâm đem bạo tạc nháy mắt thả ra năng lượng đánh vào bên trong lòng đất, tại khắp mặt đất bừa bãi tàn phá, mới dẫn phát núi kêu biển gầm động tĩnh. Cứ việc hiện tại kinh thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Khả nhân viên thương vong gần như không có. Diệp Quân Lâm bằng vào sức một mình, cứu vớt toàn cái kinh thành. Nếu là Diệp Quân Lâm bế quan địa điểm tại địa phương khác, kinh thành nhất định bị xóa đi. Dù sao xóa đi kinh thành kế hoạch, là bọn hắn sớm liền an bài tốt. Bọn hắn chỉ cần từ bỏ cái trụ sở này, lập tức liền sẽ phá hủy kinh thành. May mắn Diệp Quân Lâm tại. Không phải đại hạ thật muốn bị đâm bên trên mạnh mẽ một đao. Cứ việc cái này bạo tạc uy lực khủng bố tuyệt luân. Nhưng Diệp Quân Lâm người không việc gì đồng dạng ra tới. Không nói đến tự thân thể chất đã đến nghịch thiên tình trạng, chính là kim cương bất hoại thần công đều có thể ngăn trở. Chủ thần ti không ở nơi này. Chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ địa phương khác mấy cái căn cứ, Diệp Quân Lâm cũng có nghe qua. Kinh thành cái trụ sở này chủ thần ti không tồn tại, như vậy cái khác mấy cái căn cứ chủ thần ti càng sẽ không tồn tại. Vậy bọn hắn đến cùng ở đâu? Đây mới là để Diệp Quân Lâm kiêng kỵ điểm. Kế hoạch của hắn bên trong, hắn chính là dùng để đối phó chủ thần ti. Chủ thần ti không ra, hắn kiên quyết không bại lộ thực lực. Hiện tại lại một lần nữa mất đi chủ thần ti manh mối, để Diệp Quân Lâm rất phiền muộn. Kiêng kỵ còn phải tiếp tục. Nghĩ gặp một lần ngoan nhân hắc ám bác sĩ cũng không có đụng phải. Bọn hắn đều ở nơi nào đâu? Chẳng qua chư thần phòng thí nghiệm tổng bộ đều rút lui, bọn hắn khẳng định sẽ có động tác lớn. Phải theo sau. Lúc này, biến chủng số 13 toàn bộ đến kỳ, tứ đại kim cương cũng toàn bộ đến. Diệp Quân Lâm dẫn đầu bọn chúng cùng lúc xuất phát. Ai cũng không nghĩ ra bọn này người đột biến cùng người máy mới là Diệp Quân Lâm lớn nhất sát chiêu. Lại nhìn tiền tuyến trên chiến trường. Chiến trường chính. Leviathan bị công kích hoàn toàn chuyển chẳng qua tình thế tới. Đại hạ bên này cùng viện quân cùng một chỗ, tận khả năng đi đục mở thân thể của bọn nó, đi phá hủy hạch tâm. Chẳng qua tại Leviathan nhóm tiếp vào mệnh lệnh rút lui về sau, tất cả Leviathan vậy mà đều rút lui. Bọn hắn rút lui tốc độ quá nhanh. Để thánh kinh tổ chức các cường giả đều không có kịp phản ứng. Để lên đi, nhanh nhanh nhanh. Chấm. Tiêu Liệt Quân cùng Khương Giã lập tức hạ lệnh, toàn thể đè lên. Minh Tà Thần bọn hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Muốn nhìn chòng chọc vào Leviathan nhóm, nhìn xem bọn chúng muốn rút lui đến địa phương nào đi. Loại này tai họa nhất định phải tiêu diệt. Kiên quyết không thể giữ lại. Cùng lúc đó, đại hạ các đại chiến tuyến bên trên, bị đại hạ cùng thế giới chi viện liên quân chèn ép Leviathan nhóm bắt đầu tập thể về sau rút lui. Ý nghĩ của mọi người cũng đều là giống nhau. Phải kiên quyết đem Leviathan toàn bộ tiêu diệt. Kiên quyết không thể thả đi bất kỳ một cái nào. Cho nên toàn bộ đè lên. Rất nhanh, đại hạ sẽ mất đi địa bàn toàn bộ đoạt lại. Cái này khiến đại hạ sĩ khí đại chấn. Một đường truy kích Leviathan, càng là đi vào đại hạ đường ven biển bên trên. Thời khắc này Leviathan nhóm đã toàn bộ vào biển. Không biết bọn chúng muốn làm cái gì. Lúc này,
3,000 con Leviathan đã tại Đông Hải chỉ định hải vực tụ tập. Tại tiếp vào một vòng mới chỉ lệnh về sau, bọn chúng bắt đầu động tác. Ong ong ong. Tại từng đợt năng lượng chấn động động tĩnh bên trong. Những cái này Leviathan vết thương trên người ngay tại nhanh chóng khép lại. Bị đánh rụng đầu, chân các bộ vị cũng thần kỳ dài đi ra. Trong chớp mắt, 3,000 con Leviathan hoàn toàn khôi phục bình thường. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Leviathan có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Đây chính là hắc ám bác sĩ chỗ cường đại, kiến tạo Leviathan thời điểm đã sớm suy xét đến điểm này. Bởi vậy vận dụng vật liệu vật chất cùng gen kỹ thuật các phương diện đều để đền bù loại thiếu sót này. Chỉ cần năng lượng hạt nhân đủ liên tục không ngừng cung ứng năng lượng, bọn này Leviathan liền có thể lập tức khôi phục. Không chỉ như thế, bọn này Leviathan còn có thể lẫn nhau tiếp tế, lẫn nhau khôi phục. Nguyên bản ở phía trước trên chiến trường, bọn chúng liền có thể khôi phục. Chỉ cần không thương tổn đến năng lượng hạch tâm, như vậy hết thảy liền không sao. Làm sao đều có thể khôi phục nhanh chóng. Đây mới là Leviathan chỗ đáng sợ. Chư thần phòng thí nghiệm chuyên môn lưu lại chiêu này. Trước không để lộ ra. Chờ thời khắc mấu chốt lại dùng. Nhất định có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Loại này đặc chất kỳ thật bị tiêu liệt quân bộ hạ phát hiện ra. Chỉ có điều lúc nói, bọn hắn đã đi. Lại sau đó sở chỉ huy liền bị đánh nát, phát hiện Leviathan loại này đặc chất nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ hy sinh. Tiêu liệt quân bọn hắn cũng không biết. Giờ phút này đại hạ đường ven biển bên trên. Đại hạ đại bộ đội cùng các phương liên quân hội tụ đến cùng một chỗ. Đơn giản chào hỏi về sau. Mọi người liền bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước Leviathan. Báo cáo, tại phía trước còn có 200 trong biển chỗ. Tất cả cự hình sinh vật tụ tập trung một chỗ. Không biết đang làm cái gì. Lúc này phía trước phát tới tin tức. Khóa chặt Leviathan nhóm vị trí. 3,000 con Leviathan tụ tập cùng một chỗ, vậy nhưng quá khoa trương. Chiếm diện tích nhưng quá lớn. Như vậy một vùng biển, đều bị Leviathan chiếm cứ lấy. Người không biết coi là người ngoài hành tinh đến nữa nha. Khóa chặt vị trí sau. Mọi người nhao nhao kéo đi lên. Muốn biết là dạng gì tình huống. Các lớn viện quân các đồng minh cũng đều xông tới. Thăm dò người số một, dựa vào đi. Nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu liệt quân lập tức ra lệnh. Hắn quay người đối một đám các đồng minh nói ra, cái đồ chơi này nhất định phải tiêu diệt. Không phải đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, đối toàn thế giới đến nói đều là tai nạn. Nhất định phải tiêu diệt, không phải đều sẽ bị nó từng cái đánh tan. May mắn có loại cơ hội này, để tất cả chúng ta liên thủ. Không phải thật sự không cách nào đối phó, liên minh mông đại quốc đại hạ đều khó có thể đối phó. Không biết là ai đề nghị mọi người liên hợp chi viện đại hạ. Đề nghị này thật là khéo. Chi viện đại hạ chính là bảo vệ mình. Chấm. Cái khác các quốc gia các viện quân đều hung hăng gật đầu. Cảm thấy mọi người cùng nhau đến chi viện quyết định này vô cùng chính xác. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới là ai đề nghị. Là ai dắt cái này đầu. Chẳng qua bây giờ giai đoạn này, tất cả mọi người không có suy nghĩ qua. Coi nhẹ điểm này. Chờ đằng sau mọi người nhớ tới thời điểm, sợ là sẽ phải kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng sợ là chiến ưng quốc đang nghi ngờ, đến cùng là ai dẫn đầu. Vận dụng một chút tâm lý học kỹ xảo, đem toàn thế giới đều lung lạc đến hết thảy. Điểm mấu chốt ngay tại ở mọi người cũng không biết những cái này Leviathan nơi phát ra. Bây giờ, tất cả mọi người một lòng đoàn kết, muốn đem những cái này khổng lồ toàn diệt. Hết thảy sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Nhưng hôm nay tương đương với toàn thế giới liên hợp lại cùng nhau. Hỏa lực nhưng quá sung túc. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều không e ngại. Phía trước đại hạ thăm dò người số một đã xâm nhập, khoảng cách Leviathan nhóm vị trí rất gần rất gần. Rất nhanh bọn hắn đối Leviathan đại quân tiến hành quan sát quét hình. Không tốt, việc lớn không tốt, Leviathan nhóm bản thân khôi phục. Trước mắt phương tin tức truyền đến thời điểm. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Leviathan nhóm vậy mà đều khôi phục. Vết thương khôi phục không nói, thậm chí ngay cả đánh rụng đầu lâu thân thể đều một lần nữa dài đi ra. Đây cũng quá đáng sợ. Tương đương vừa rồi mọi người cái gì cũng không làm đồng dạng. Bọn hắn còn có tự hành khôi phục nhanh chóng năng lực. Như vậy, càng thêm khó mà tiêu diệt. Vốn là rất khó chạm đến hạch tâm của nó,
lần này độ khó thẳng tắp lên cao. Tiêu Liệt Quân đám người trên mặt che kín âm trầm thần sắc. Khương Dã nhìn đám người một cái nói, cho dù là chúng ta tất cả cùng một chỗ, đều vô cùng khó khăn. Mặc kệ nó cái dạng gì, chúng ta dồn hết sức lực cũng phải tiêu diệt. Thực sự không được, chúng ta các phương lại điều vũ khí cái gì đến. Cùng một chỗ động thủ, ta liền không tin. Chấm. Giờ phút này, liền chiến ưng quốc viện quân đều nâng lên phía trước. Phía trước bọn hắn đến chi viện, là bị ép gia nhập. Chẳng qua bây giờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, đại hạ cùng chư thần phòng thí nghiệm đều là địch nhân. Đánh ai cũng cùng dạng. Nhất là bây giờ còn có thể tạo thành lưỡng bại câu thương tình cảnh. Bọn hắn cớ sao mà không làm đâu. Còn nữa nói, nếu như khổng lồ đại hạ hoặc là nói những người này đều không thể tiêu diệt. Cuối cùng vẫn là đến bọn hắn chiến ưng quốc đến tiêu diệt. Đến lúc đó chính là bọn hắn nan đề. Còn không bằng hiện tại liền tiêu diệt. Dù là tiêu diệt không được, cũng toàn phương vị hiểu rõ, phát hiện hết thảy thiếu chút gì cũng tốt. Vì tương lai làm chuẩn bị. Đúng, mọi người cùng nhau chơi nó. Một câu đừng để nó sống. Xong. Chấm. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Hướng phía trước hải vực đè lên. Phía trước trong hải vực Leviathan đã chính thức tập kết hoàn tất. Từ kinh thành rút lui ra tới chư thần phòng thí nghiệm đại quân đã từ đại hải thoát đi, đi vào sớm an bài tốt hải vực trên hải đảo. Tiên sinh thời khắc đang chú ý Leviathan cùng đại hạ tình thế. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Bọn hắn để lên đến rồi. Lucifer hỏi. Để Leviathan đại quân toàn bộ để lên đi. Lần này muốn không giữ lại chút nào. Giết cho ta. Tiên sinh kìm nén một hơi nộ khí. Mặt khác thông báo hắc ám bác sĩ, kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Tình huống có biến, chúng ta còn chưa xác nhận số 76 cấm địa thần tồn tại. Những người khác gật gật đầu, minh bạch. Còn có chủ thần ti phải chăng có tin tức? Tiên sinh hỏi. Không có, không biết chủ thần ti có ý tứ gì. Chẳng qua ta cảm giác rất nhanh bọn hắn liền sẽ tuyên bố quyết sách. Tốt, trước tiên đem nơi này giải quyết. Nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào. Mặt khác, tranh thủ thời gian tra rõ ràng Thánh Kinh tổ chức, Mã Nhã công nghiệp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có đại hạ là thế nào phản kích, trong vòng một canh giờ tra cho ta rõ ràng, nếu không các ngươi đều đừng sống. Hắn thật sự là tức điên. Loại này thất bại không thể nào tiếp thu được. Bố cục nhiều năm sự tình, vậy mà như vậy tan tác. Hắn đều muốn khóc. Vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Hắn hẳn là tính không lộ chút sơ hở a. Hết thảy đều tính toán tiến đến. Đồng thời kế hoạch còn sớm. Từ 3 tháng sớm đến 2 tháng, lại sớm đến nửa tháng. Sau đó càng thêm sớm. Mỗi một bước đều là không chê vào đâu được, làm sao lại thất bại đâu. Đến cùng kém ở nơi nào rồi. Lập tức phải tra rõ ràng. Nhất là từng cái biến cố là thế nào phát sinh. Lại có người nào tham dự vào, đều muốn từng cái tra rõ ràng. Còn số 76 cấm địa thần. Còn đại hạ trong truyền thuyết hai loại tồn tại. Phi. Liền cái bóng cũng không thấy. Hắn vừa hận vừa tức. Vì cái gì cục diện biến thành bộ dạng này? Ta muốn để thế nhân biết Leviathan điên cuồng nhất nguy hiểm nhất bộ dáng. Tiên sinh đã gần như biến thái. Chấm. Leviathan nhóm tiếp vào chỉ lệnh sau. Bắt đầu hành động. Lần này. Dòng dã 3,000 con Leviathan tụ tập cùng một chỗ, bậc thang gạt ra. Lần trước 800 con cùng một chỗ liền đáng sợ như vậy. Lần này dòng dã 3,000 con A. Nhưng mà đây không phải nhưng đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất đúng vậy bọn chúng bắt đầu biến hóa. Lần này Leviathan bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Chỉ thấy chúng nó trên người lân phiến đột nhiên biến mất, vậy mà kỳ dị dung nhập bọn chúng trong thân thể. Tương đương với Leviathan bên ngoài thân nhiều một tầng hộ màng. Bên ngoài thân màng mỏng bên trong bắt đầu hiện ra năng lượng màu xanh lam chất lỏng, vừa đi vừa về lưu động, trải rộng toàn thân. Tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới. Những cái này Leviathan hình thể vậy mà lần nữa biến lớn. Cao độ đạt tới 120 mét. Chiều dài cũng gia tăng 450 mét. Hình thể nhìn dòng dã lớn hơn một vòng. Chấm. Xa xa nhìn thấy Leviathan hình thể biến hóa. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong toát ra cực hạn hoảng sợ tới. Thật đáng sợ. Liền chỉ là hình thể lớn hơn một vòng, lực chiến đấu của nó cũng sẽ đề cao lớn. Những cái này Leviathan trực tiếp thăng cấp,
đi vào một cái hoàn toàn mới đẳng cấp. Nhưng mà không đơn thuần là hình thể lớn hơn một vòng. Chẳng ai ngờ rằng, bọn chúng bên ngoài thân lân phiến vậy mà cũng ẩn chứa đáng sợ vật chất. Bây giờ biến thành hộ thể màng mỏng. Màng mỏng bên trong năng lượng chất lỏng, có phá hủy ăn mòn công năng, một khi chúng chiêu, sẽ chết không có chỗ chôn. Liền cùng lúc trước mã nhã công nghiệp đặc thù vũ khí đồng dạng, phía trên đặc thù vật chất một khi nhiễm liền không lại có bất kỳ đường sống. Lúc ấy để toàn thế giới đều bó tay toàn tập. Hiện tại những cái này lân phiến bên trong chính là thăng cấp vốn liếng đặc thù vật chất. Dù sao đều là hắc ám bác sĩ nghiên cứu. Không những đối với nhân thể có siêu cấp nghiêm trọng tổn thương, đối vũ khí khác, kiến trúc tất cả mọi thứ đều bị tổn thương. Uy lực cường hãn hơn. Lúc này đặt ở phía trước thế giới các liên quân đã cùng Leviathan các đại quân đã không đủ 10 cây số khoảng cách. Bọn hắn bắt đầu dùng các loại vũ khí tiến hành oanh kích Leviathan đứng đội. Trong lúc nhất thời đem phía trước lần nữa hóa thành biển lửa. Trước đó các loại vũ khí bí mật đối Leviathan là hữu dụng. Nhưng hôm nay Leviathan tiến hóa về sau, các quốc gia vũ khí bí mật vậy mà mất đi hiệu lực. Đánh vào bọn chúng trên thân, mảy may không được tác dụng. Cái này khiến đám người bắt đầu kinh ngạc. Ngay sau đó Leviathan nhóm bắt đầu gia tăng tốc độ. Loại tốc độ này để đám người không cách nào tưởng tượng. Như thế lớn thân thể tốc độ lên nhanh như vậy, phải hao tổn bao nhiêu nguồn năng lượng a? Nhưng Leviathan nhóm vậy mà lấy tốc độ như vậy tiến lên. Trong khoảnh khắc, liền xuất hiện ở thế giới liên quân trước đó. Các đại quốc các thế lực lớn các viện quân đều là cưỡi tiên tiến phi hành khí hoặc là trên biển đi thuyền khí. Thậm chí rất nhiều các viện quân đều mặc các loại đặc chế chiến giáp. Oanh, 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 chấm. Leviathan nhóm đi vào về sau, trực tiếp phát động công kích. Bọn chúng thân thể màng mỏng đột nhiên phun ra năng lượng chất lỏng, đầu tiên là sinh ra bạo tạc hiệu quả. Ngay sau đó đặc thù vật chất hóa thành mưa to, huy sái tại các viện quân thiết bị hoặc là người trên thân. Một giây sau, đặc thù vật chất tính ăn mòn liền bày ra. Vô luận là làm bằng vật liệu gì chế tạo dụng cụ thiết bị những cái này, chỉ cần bị loại này đặc thù vật chất nhiễm phải, lập tức liền sẽ sinh ra cường độ cao ăn mòn. Xoẹt! Mọi người nhìn tận mắt các viện quân vũ khí, phi hành khí, trên biển đi thuyền khí những cái này toàn bộ bị ăn mòn rơi. Nháy mắt không có. Các viện quân cho dù là người xuyên bí mật chiến giáp, cũng bị ăn mòn rơi, tiếp theo là thân thể. A. À, chấm. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Phía trước tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, xông đi lên các viện quân, nghĩ khoảng cách gần phá hủy Leviathan nhóm. Kết quả Leviathan bên ngoài thân màng mỏng lại phun ra đặc thù vật chất. Bọn hắn có lẽ thể chất siêu cấp cường đại, không thể địch nổi. Có lẽ chiến giáp có thể đạt tới hàng không vũ trụ cấp tiêu chuẩn, từ tầng khí quyển ma sát cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng mà đụng phải loại vật chất này, toàn bộ bị ăn mòn rơi, vô luận mạnh cỡ nào chiến lực, đều không thể phát huy ra. Tình huống bây giờ chính là Leviathan ngươi đừng nói đi làm bị thương hạch tâm. Chính là đụng đều không thể chạm vào. Đụng một cái liền chết a. Các viện quân cái này một đợt trên cơ bản tổn thất hết 1/3 lực lượng. Mắt trợn tròn. Mọi người triệt để mắt trợn tròn. Leviathan hiện tại đến nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa chính là vô địch. Đụng không thể không nói. Dù là đụng phải, cũng có thể nháy mắt khôi phục. Huống chi hình thể lớn về sau, sức chiến đấu cũng là thẳng tắp tăng vọt. Căn bản là ngăn không được. Làm sao bây giờ? Cả đám đều hoảng. Không được, loại vật chất này cùng mã nhã công nghiệp trước đó vũ khí bên trên vật chất rất giống. Nhưng là thăng cấp vốn liếng. Chấm. Có người nhanh chóng đối với mấy cái này vật chất tiến hành xét nghiệm. Đạt được kết luận như vậy. Cái gì? Mọi người lần nữa chấn kinh. Trước đó đối mã nhã công nghiệp vũ khí bên trên đặc thù vật chất còn không có nghiên cứu minh bạch. Trừ chuột túi quốc đào được biển sâu vật chất bên ngoài, còn không có biện pháp ứng đối. Hiện tại lại tới thăng cấp vốn liếng. Đây không phải tại chỗ muốn bọn hắn chết sao? Rút. Tranh thủ thời gian rút. Chấm. Cái này trong lúc mấu chốt, không rút nhất định phải chết. Chi viện các đại quân từng cái bắt đầu lùi lại phía sau. Nhưng Leviathan nhóm tiếp tục đè lên. Còn biểu hiện ra rất nhiều không có sử dụng qua vũ khí, đối chạy trốn các viện quân sử dụng. Leviathan tốc độ quá nhanh. Thậm chí trực tiếp đem các viện quân sống sờ sờ dẫm chết đều không ít. Thương vong càng lúc càng lớn.
thế nhưng là căn bản không có cách nào phản kích. Hiện tại đại hạ bên này, chỉ là đem tình thế chuyển biến. Nguy cơ cơ một chút cũng không có giảm bớt. Thậm chí uy hiếp lớn hơn. Chúng ta lên. Minh tà thần dẫn đầu tay cầm có thần khí, hoặc là thần giáp những cao thủ bắt đầu xuất kích. Những vật khác ngăn không được. Thế nhưng là bọn hắn tin tưởng. Số 76 cấm địa kim loại tài nguyên chế tạo thành chiến giáp cùng thần khí, loại vật chất này là không cách nào ăn mòn. Vừa mới Minh tà thần đã dùng tiên phong chiến đội mang tới đặc thù vật chất thử qua. Oanh! Bạo tà thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay cầm một cây cung nỏ. Đột nhiên bắn ra một tiễn. Xoẹt! Thần khí quả nhiên vẫn là có tác dụng. Trực tiếp đem Leviathan trên thân tầng kia màng mỏng xuyên thấu, đồng thời tạo thành thương tổn không nhỏ. Mặc dù so với trước đó tạo thành tổn thương không cách nào đánh đồng. Nhưng tối thiểu vẫn là có hiệu quả. Những người khác cũng nhao nhao phát lực. Thí dụ như Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên bọn người vọt tới phía trước. Tay cầm thần khí, biểu hiện ra bọn hắn nghịch thiên chi tư tới. Mà Leviathan nhóm phun ra chất lỏng cũng không có cách nào đối những chiến giáp này thần khí tạo thành tổn thương. Cái này khiến tiên sinh thẹn quá hóa giận. Lại là bọn hắn, số 76 cấm địa đến cùng chuyện gì xảy ra? Chấm. Chẳng qua vấn đề chính là thần khí cùng thần giáp số lượng vẫn là quá ít. Mặc dù có thể có tác dụng, nhưng gần như không có ý nghĩa. Chỉ là tăng lên sĩ khí mà thôi. Để bên này tất cả mọi người biết. Có thể đối Leviathan tạo thành tổn thương. Thế nhưng là vô dụng a. Chỉ thấy những cái kia bị đánh trúng Leviathan khôi phục nhanh chóng, thậm chí bên cạnh đồng bạn cũng đang giúp nó khôi phục. Tiếp tục như vậy, cho dù là bọn họ lại thụ các loại tổn thương cũng là vô dụng. Phá hủy không xong hạch tâm, căn bản liền không có cách nào ngăn cản bọn hắn khôi phục. Đả thương liền cùng không có đả thương là không có gì khác biệt. Ong ong ong. Sau một khắc, 3,000 con Leviathan bắt đầu đem tất cả năng lượng hội tụ, tập trung đến hàng thứ nhất trên thân. Loại chiến thuật này, Tiêu Liệt Quân bọn hắn là tận mắt chứng kiến qua. Rút. Nhanh tản ra, nhanh tản ra. Tất cả mọi người tản ra, tránh cho bị tập kích. Chấm. Tiêu Liệt Quân bộ bắt đầu cuồng loạn hô to. Để mọi người rút lui đồng thời tản ra, không muốn chồng chất đến cùng một chỗ. Hiện tại tất cả mọi người thuyền chờ một chút đều là tụ tập cùng một chỗ. Loại này để Leviathan tập kích, rất nguy hiểm. Bên này bắt đầu loạn. Nhao nhao hướng bốn phía tản ra. Có chút thậm chí trực tiếp chui vào trong biển rộng. Chấm. Tình cảnh cùng với hỗn loạn. Ong ong ong. Còn tốt tất cả Leviathan tụ tập năng lượng phải một đoạn thời gian. Tại tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, rốt cục tụ tập hoàn tất. Oanh, 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 chấm. Siêu cấp mạnh sóng năng lượng đối phía trước tiến hành bao trùm thức phá hủy oanh kích. Ầm ầm, cái này một đợt tiến công, có thể xưng sử thi cấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. To lớn uy lực đem phía trước hải vực bên trên hết thảy đều san bằng. Thậm chí đáng sợ uy lực muốn đem hải vực nước biển sấy khô đồng dạng. Ở vào phía trước nhất Minh tà thần chờ nhân ý thức được nguy hiểm. Lập tức sử dụng thần khí thần giáp loại hình, bắt đầu phòng ngự. Phốc, phốc, chấm. Nhưng cái này một đợt công kích quá mạnh. Bọn hắn có không ít người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bị thương không nhẹ. Liên Diệp Vô Đạo bọn hắn đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Còn tốt thần khí thần giáp cho bọn hắn ngăn trở uy lực. Chẳng qua Minh tà thần mấy người ngược lại là không có việc gì. Bọn hắn bởi vì nuốt qua số 76 cấm địa cái kia chủng tộc huyết dịch, thể chất nghịch thiên. Có thể ngăn trở. Cũng có thể đem đặc thù vật chất miễn dịch. Mặt khác chính là thiên sách thiếu soái kim cương bất hoại thể cũng ngăn trở đây hết thảy. Chấm. Phương xa trên hải đảo chư thần phòng thí nghiệm còn đối phía trước Minh tà thần này một đám thể tiến hành phân tích quét hình. Đây là hắc ám bác sĩ chuyên môn cho bọn hắn thiết bị, dùng để khảo nghiệm là không phải số 76 cấm địa thần. Không sai, chính là số 76 cấm địa thần A. Trên người bọn họ huyết mạch cùng hắc ám bác sĩ thiết bị sinh ra cảm ứng. Bọn hắn chính là số 76 cấm địa thần. Trước đó là thông qua thần khí cùng thần giáp để phán đoán. Hiện tại là thực truy. Bọn hắn làm sao biết Minh tà thần bọn hắn chỉ là nuốt qua cái nào chủng tộc huyết dịch, không có nghĩ đến cái này chủng tộc huyết dịch bá đạo như vậy, trực tiếp thay đổi huyết mạch thể chất. Tạo thành một loại giả tượng ra tới. A. Cái này,
tiên sinh càng phát không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Số 76 cấm địa đám người kia cam nguyện giúp đại hạ. Bọn hắn không nên thừa dịp cái cơ hội tốt này một hơi nuốt mất đại hạ sao? Chuyện gì xảy ra? Không thể tưởng tượng nổi. Trước đó xuất hiện biến cố, hắn một trận hoài nghi khả năng không phải số 76 cấm địa thần, là bọn hắn phán đoán sai. Nhưng hôm nay thực truy chứng cứ đến. Hắn vừa nghi ngờ. Càng thêm khó hiểu. Đầu đều muốn nổ tung. Chấm. Một bên khác, Leviathan tập trung sóng năng lượng oanh kích phía trước về sau. Phía trước phần lớn đều bị phá hủy. Cái này một đợt đại hạ cùng toàn thế giới các viện quân tổn thương càng phát thảm trọng. Đó căn bản ngăn không được a. Cứ việc nói trước bọn hắn rút lui hoặc là tứ tán. Nhưng cuối cùng vẫn là có người chạy không thoát a. Cái này toàn bộ bị phá hủy. Hải vực bên trên một mảnh hỗn độn, máu tươi đều đem đại hải cho nhuộm đỏ. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tiếp tục rút. Tiêu Liệt quân bọn hắn không kịp bi thương. Lập tức rút. Bởi vì đợt thứ hai công kích lại muốn tới. Ong ong ong. Ầm ầm. Quả nhiên Leviathan nhóm đợt thứ hai tập trung công kích tới. Bọn chúng xếp thành một hàng, phạm vi công kích thực sự quá rộng lớn. Căn bản là không có cách tránh né. Tử thương thảm trọng. Không có cách nào. Trong lúc nhất thời đối cái này Leviathan căn bản không có cách nào. Đây chính là hắc ám bác sĩ chỗ kinh khủng. Không đơn giản dung nhập các loại sinh vật cùng chủng tộc huyết mạch gen, lại vận dụng vượt qua thế giới khoa học kỹ thuật. Leviathan một bên tiến lên, một bên tiến hành không khác biệt bao trùm thức oanh kích. Đại hạ cùng thế giới liên quân bên này là căn bản không có một điểm biện pháp nào. Tiếp cận căn bản là không có cách tiếp cận. Dù là tiếp cận cũng không làm nên chuyện gì. Mạnh như thần khí cũng vô pháp xuyên thấu Leviathan thân thể đến hạch tâm. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể vừa lui lại lui. Rất mau tới đến đường ven biển bên trên đăng lục. Mỗi người mặt trầm như nước. Bọn hắn minh bạch, lần này Leviathan đánh tới, cùng lần trước căn bản không giống. Bọn hắn cái gọi là trận địa, cái gọi là tuyến phòng ngự là căn bản ngăn không được Leviathan. Một khi Leviathan đăng lục, đại hạ liền gặp nạn. Vô số dân chúng đem chết oan chết uổng. Rất nhiều thành trì căn cứ muốn từ trên bản đồ biến mất. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Nhất định có biện pháp. Chấm. Tất cả mọi người tại tích cực nghĩ biện pháp. Thế nhưng là đến cái này trong lúc mấu chốt có biện pháp gì tốt. Leviathan đè lên. Khoảng cách đường ven biển đã không đủ 5.000 mét. Khoảng cách này, bọn chúng có thể lại một lần nữa công kích. Quả nhiên ong 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 rung động âm thanh lần nữa truyền đến. Bọn chúng muốn tiến công một lần đường ven biển. Rút rút rút. Mọi người chỉ có thể tiếp tục lùi lại phía sau. Nơi nào còn có biện pháp khác? Ầm ầm. Đường ven biển gặp phải phá hủy đả kích. Tổn thất nặng nề. Nhìn xem không cách nào ngăn cản Leviathan, chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người lộ ra điên cuồng thần sắc. Lần này các ngươi rốt cuộc biết Leviathan lợi hại đi. Đã mưu kế không cách nào có tác dụng, vậy chúng ta đành phải dùng tuyệt đối vũ lực để các ngươi thần phục. Tiên sinh nhìn thấy có hiệu quả, trực tiếp điên cuồng hô lớn. Ám bài đều không có. Không bằng trực tiếp minh bài đến. Cho tới bây giờ, tất cả kế hoạch thất bại. Chư thần phòng thí nghiệm bại lộ đã là chuyện tất nhiên. Còn không bằng trực tiếp lấy chư thần phòng thí nghiệm danh nghĩa khai chiến, trực tiếp đánh. Hiện tại Leviathan quá cường đại. Tại một vòng này công kích về sau, trực tiếp chuẩn bị đăng lục. Leviathan cường đại, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Liên chiến ưng quốc đô có chút mộng. Bọn hắn đem thời gian thực tình huống truyền về cho Thiên Thuẫn Cục sau. Thiên Thuẫn Cục cùng chiến ưng quốc cái khác cơ cấu cũng tại xâm nhập nghiên cứu. Muốn tìm đến Leviathan khuyết điểm. Cũng may mắn bọn hắn đến chi viện. Toàn thế giới cùng một chỗ đối phó. Dù sao cũng tốt hơn chiến ưng quốc một mình đối mặt. Chấm. Nhìn xem Leviathan đánh tới, mọi người vô kế khả thi, bó tay hết cách. Diệp Khuynh Thiên mấy người nói ra, nếu có thể đem bọn này cự hình sinh vật hấp dẫn đến chúng ta tổ tiên lưu lại hắc ám lao lung liền tốt. Thế nhưng là đám người kia hình thể quá lớn, lại số lượng nhiều. Nơi nào chứa nổi? Bị giam từng tới hắc ám lao lung bên trong Diệp Chiến Thiên nói. Nếu quả thật có như thế lớn hắc ám lao lung, đem những này Leviathan toàn bộ đặt vào, một cái đều ra không được. Không có người so với bọn hắn biết hắc ám lao lung lợi hại. Chúng ta lại liều một lần đi.
tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đăng lục. Chấm. Minh tà thần bọn người cùng thiên sách phủ các đại cường giả đều hô. Chúng ta đi đột kích, chúng ta đi liều. Chấm. Bọn hắn cũng đều có chút vội vàng sao động điên cuồng. Diệp Quân Lâm bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ đều hoàn thành không tốt. Bọn hắn còn mặt mũi nào? Tốt, đội cảm tử đều cho ta đuổi theo. Trên biển chúng ta không được. Trong biển đâu, chúng ta từ trong biển tiến hành công kích. Tiêu Liệt Quân bọn hắn cũng toàn bộ đem người phái ra ngoài. Dù là toàn bộ hy sinh, cũng phải cấp Leviathan một điểm thương tích. Chúng ta cũng xông đi lên, tối thiểu hiểu rõ ra đám sinh vật này khuyết điểm cũng tốt. Các quốc gia viện quân tổ chức cường giả cùng đội cảm tử cũng cùng một chỗ xông tới. Chấm. Bọn hắn là muốn lấy mạng tương bác. Tiêu Liệt Quân mấy vị thủ lĩnh tụ cùng một chỗ, tranh thủ thời gian nghĩ phương án nghĩ biện pháp. Nếu như trong nửa giờ không có phương án, sợ là đi công kích những người này toàn bộ đều sẽ chết. Nghĩ biện pháp, nhanh lên a, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Tiêu Liệt Quân hô lớn. Càng là lấy lúc gấp, trong đầu của hắn liền càng loạn. Cả người quả thực đều muốn điên. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đúng lúc này đợi, Lục Hùng mang theo bộ hạ vội vàng chạy đến. Hắn phụ trách sơ tán nhân viên. An toàn đảo những cái này dùng tới. Chẳng qua còn thiếu rất nhiều. Những người khác chỉ có thể nói là tạm thời thu xếp ổn thỏa. Hắn vội vàng chạy tới chi viện, nhìn xem có cái gì hỗ trợ. Tình huống như thế nào lại chuyển biến xấu rồi. Lục Hùng đều mắt trợn tròn. Vốn cho rằng đoạt lại đường ven biển về sau. Đã hình thành ưu thế. Không nghĩ tới cái này chuyển biến xấu rồi. Tình huống như thế nào trước mắt là? Lục Hùng hỏi. Mọi người đem Leviathan thăng cấp tiến hóa sự tình toàn bộ nói với hắn. Hiện tại chúng ta căn bản đánh không lại, lại phòng ngự không được. Tiếp xuống rất dễ dàng bị công hãm. Chúng ta căn bản không có cách nào a. Diệp thị cổ tộc tiền bối còn nói tốt nhất có thể tìm một chỗ đem bọn nó vây khốn. Lại nghĩ biện pháp giải quyết. Khương Dã vô ý thức đạo. Lục Hùng lại là đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên, cái gì? Vây khốn, ta có biện pháp. Lời này mới ra. Mọi người tất cả mọi người xúm lại. Biện pháp gì? Ánh mắt của mọi người tựa như là vài ngày không ăn thịt sói đói. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Mọi người còn không nhớ rõ 15 năm trước ta đại hạ Atlantis biển kế hoạch. Lục Hùng nhìn xem những người khác hỏi. Hồng Thanh Thương lập tức gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Kế hoạch này lại xưng Đông Hải Long Cung kế hoạch, là ta đời trước lão đại ca chủ trì. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu. Chuyện này ở đây phần lớn người đều chưa từng nghe thấy. Chẳng qua Viêm Long Vệ mấy vị thủ lĩnh lại là biết được rõ rõ ràng ràng. Lục Hùng gật gật đầu, đây chính là trong truyền thuyết 99 đại hải công trình A. Ta đại hạ có 800.000 người mất tích 6 năm. Thân nhân không biết, bạn tốt tìm không thấy. Từng người ở giữa bốc hơi. Kỳ thật chính là vì kế hoạch này. Biết a, kế hoạch này về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân mà mắc cạn, làm được một nửa không tiếp tục. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là liên lụy cực lớn, ngay lúc đó kỹ thuật cùng tài nguyên tiền tài những cái này đều không đạt được yêu cầu. Chỉ có thể từ bỏ. Chấm. Ở đây phần lớn người vẫn là mộng. Cái này Atlantis kế hoạch đến cùng là cái gì a? Đây là mọi người nghi vấn. Kỳ thật liên lụy rất nhiều. Chẳng qua đại khái chính là tại đáy biển kiến tạo một cái siêu cấp cỡ lớn căn cứ, dùng để thăm dò biển sâu a chờ chút. Thông tục một điểm nói chính là chế tạo một cái giống Atlantis đáy biển vương quốc. Lục Hùng nói, theo ta được biết Atlantis kế hoạch chủ thể kết cấu vẫn là hoàn thành. Chỉ cần đi vào nơi này về sau, không có địa đồ liền sẽ lạc đường, căn bản ra không được. Mà lại về phần kế hoạch này vị trí cụ thể ở đâu cái hải vực, trừ phong tồn hồ sơ bên ngoài, không có ai biết. Chấm. Nghe Lục Hùng nói đến đây, Tiêu Liệt Quân đã kịp phản ứng. Ý của ngươi là chúng ta đem những này cự hình sinh vật toàn bộ dẫn tới nơi này, sau đó vây khốn bọn chúng. Tiêu Liệt Quân hỏi. Đúng, chính là như vậy. Không thể nói vĩnh viễn vây khốn đi, nhưng tối thiểu có thể vây được nhất thời. Theo ta hiểu rõ, Á Tarantis kế hoạch siêu cấp căn cứ bản thân liền là phong bế. Cho dù là bọn chúng cũng rất khó đánh vỡ. Còn nữa nói cái chỗ kia thần bí, căn bản tìm không thấy. Liền xem như bọn chúng phía sau màn có người khống chế, đến cái chỗ kia cũng sẽ tín hiệu trong tin tức đoạn, cũng không còn cách nào điều khiển. Trong thời gian ngắn, chúng ta là hoàn toàn có thể khống chế được nổi.
Lục Hùng dạng này một giải thích xong. Mọi người đôi mắt bên trong đều là hung hăng sáng lên. Có hy vọng. Tạm thời vây khốn. Mọi người lại nghĩ biện pháp. Ta lập tức để người lấy ra liên quan tới Atlantis kế hoạch hồ sơ. Rất nhanh liền có thể biết đáy biển vị trí chỗ. Tiếp xuống chỗ khó chính là như thế nào đem đám người kia hấp dẫn đến chỉ định vị trí. Lục Hùng nói. Nói xong. Hắn trực tiếp đi điều hồ sơ án. Tự mình đến phụ trách chuyện này. Tiêu Liệt Quân cau mày, nói khẽ, hiện tại kỳ thật đối với chúng ta kế hoạch này ngược lại có lợi. Chắc hẳn mọi người hiện tại cũng nhìn ra. Những cái này cự hình sinh vật đều là tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng muốn tập trung lực lượng, bởi thế là sẽ không tách ra. Chỉ cần chúng ta hấp dẫn đến, liền sẽ toàn bộ cùng đi theo. Nhưng chỗ khó ở chỗ như thế nào hấp dẫn nó nhóm. Nếu như bọn chúng phía sau có người điều khiển, sẽ khó càng thêm khó. Thậm chí nói chuyện không thể nào. Những người khác lập tức nói. Kỳ thật vấn đề này đơn giản. Hiện tại chiến cuộc như thế nào? Tiêu Liệt Quân hỏi. Chúng ta bị hoàn toàn nghiền ép. Đánh không lại, còn không phòng được. Mặc dù mọi người đi lên liều mạng, nhưng là căn bản không có hiệu quả. Bọn hắn có thể làm chẳng qua là kéo dài chút thời gian thôi. Đám người than thở. Dạng này tình hình chiến đấu, để người cực kỳ khó chịu. Dạng này ngược lại mới lại càng dễ hấp dẫn nó nhóm A. Tiêu Liệt Quân đột nhiên cười. Để mọi người cảm thấy không hiểu. Nhao nhao nhìn lại. Tiêu Liệt Quân giải thích nói, đã chiến cuộc như thế. Địch nhân của chúng ta thấy thế nào? Đương nhiên là không e ngại chúng ta bất luận cái gì, để cái này cự hình sinh vật đại quân điên cuồng nghiền ép mở đường là được. Mặc kệ cái gì phòng ngự đều vô dụng. Ta minh bạch, tiêu thủ lĩnh có ý tứ là nói sợ rằng chúng ta có âm mưu gì. Địch nhân cũng là hoàn toàn không e ngại. Tại địch nhân trong mắt, thực lực quyết định hết thảy, vỡ nát hết thảy âm mưu. Dù là biết chúng ta là âm mưu, bọn chúng cũng tới nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Bởi vì không sợ a. Tiêu Liệt Quân rất là tán thưởng, đúng. Địch nhân của chúng ta chính là loại tâm lý này. Chỉ cần chúng ta hấp dẫn, bọn chúng đại khái suất sẽ đến. Dù là trạch hướng bọn chúng đường tấn công, cũng không quan hệ. Dù sao hiện tại đại hạ trong mắt bọn hắn, đã là trong miệng chi ăn. Kế hoạch xác định về sau. Tiêu Liệt Quân lập tức liên hệ phía trước Diệp Khuynh Thiên bọn người. Đem kế hoạch nói cho bọn hắn. Để bọn hắn trước đừng tới thật, giả ý quấy rối, kéo dài thời gian. Một bên khác, Lục Hùng rất nhanh liền điều đến cái này tuyệt mật hồ sơ. Nhìn thấy Atlantis kế hoạch nội dung hít sâu một hơi. Chẳng qua bây giờ không phải nhìn kế hoạch thời điểm. Hắn cấp tốc xác định vị trí. Lại cùng hiện tại địa đồ tiến hành xứng đôi, chuẩn xác không sai xác định vị trí. Từ đó kế hoạch tốt lộ tuyến, cùng đến lúc đó như thế nào tiến vào các loại vấn đề. Một hệ liệt vấn đề giải quyết sau. Đều đã tiến hành 20 phút. Phía trước dù là từ liều mạng chiến thuật đổi thành quấy rối chiến thuật, cũng là tử thương thảm trọng. Tiếp xuống cần chúng ta cùng một chỗ hướng chỗ này đi, lộ tuyến đã kế hoạch xong, chúng ta cùng một chỗ trốn. Đem bọn này cự hình sinh vật toàn bộ hấp dẫn đến nơi đây, sau đó vây khốn. Tiêu Liệt Quân bọn người lập tức đem hết thảy nói cho phía trước Diệp Khuynh Thiên. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu hướng phía kế hoạch xong lộ tuyến chạy trốn. Dĩ nhiên không phải đất liền, mà là trên biển. Trừ chiếm cứ phía sau Tiêu Liệt Quân bọn người bên ngoài, tất cả những người khác cũng bắt đầu hướng địa điểm chỉ định chạy trốn. Nhất là dẫn đầu Diệp Khuynh Thiên bọn hắn bỗng nhiên hướng đông phương chạy trốn. Những người khác lập tức nhao nhao đi theo. Trong lúc nhất thời, Leviathan nhóm hết thảy mắt trợn tròn. Không biết làm sao. Dựa theo bọn hắn chiến đấu phương vị đến nói. Đám người này đánh lấy, làm sao đột nhiên siêu bên phải chạy rồi. Cái này không hợp với lẽ thường a. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đều chạy. Mắt trợn tròn. Rất nhanh, Leviathan nhóm trước mắt đều không. Một cái đối thủ đều không có. Trừ phía trước đường ven biển. Không đơn thuần là bọn chúng mắt trợn tròn. Tính cả phía sau chư thần phòng thí nghiệm tiên sinh bọn hắn đều mộng. Tình huống như thế nào? Cái này đang làm cái gì? Bọn hắn làm sao toàn bộ đều trốn rồi? Cái này có phải hay không là âm mưu của bọn hắn? Muốn đem Leviathan dẫn ra? Đúng, hơn phân nửa là âm mưu. Chấm. Mọi người nhao nhao thảo luận. Hừ, cho dù là âm mưu như thế nào? Hiện tại bọn hắn căn bản không có cách nào đối phó Leviathan, tại tuyệt đối nghiền ép lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu đều vô dụng.
nghĩ vây khốn Leviathan, trên thế giới này có chỗ nào có thể vây khốn Leviathan sao? Vẫn là dòng dã 3,000 con. Lời này mới ra. Tất cả mọi người cảm thấy có lý. Đúng, chúng ta nên cùng đi lên xem một chút. Xem bọn hắn đến cùng âm mưu gì. Huống chi ta nhìn dẫn đầu chạy trốn chính là Diệp thị cổ tộc cùng Thánh Kinh tổ chức những người kia. Ta đều có lý do hoài nghi bọn hắn tại đi cùng số 76 cấm địa cái khác thần tụ hợp. Tiên sinh đôi mắt bên trong sáng lên, có đạo lý. Hiện tại bọn hắn biện pháp duy nhất chính là số 76 cấm địa thần. Cứ việc chúng ta nhìn thấy bọn hắn, nhưng những cái kia chân chính lợi hại còn không có xuất hiện. Hiện tại bọn hắn hơn phân nửa đi tụ hợp. Vậy chúng ta càng không thể bỏ qua bọn hắn. Dù là đại hạ đường ven biển gần trong gang tấc, nhưng sớm đã là trong miệng của chúng ta bữa ăn, chờ một lát lại đến ăn cũng không muộn. Để tất cả Leviathan tốc độ cao nhất theo sau. Nhanh nhanh nhanh, chớ cùng ném. Ghi nhớ, đuổi theo, nhưng không nên tiến công. Không muốn nhiễu loạn bọn hắn. Leviathan đại quân mục tiêu chính là vì dò xét rõ ràng bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tiên sinh còn cố ý dặn dò. Tiêu liệt quân bọn hắn kỳ thật cũng đang đánh cược. Cược Leviathan đại quân sẽ theo sau. Nếu là theo không kịp đi, đại hạ liền thảm. Nhìn thấy Leviathan đại quân đậu ở chỗ đó. Bọn hắn khẩn trương một mực đang đổ mồ hôi. Nhìn thấy Leviathan đại quân động, bọn hắn mới thở dài một hơi. Bên trên làm. Con cá mắc câu. Bọn hắn thành công một nửa. Sau đó liền nhìn mọi người có thể hay không đem Leviathan đại quân hấp dẫn đến chỉ định vị trí. Chấm. Đây là làm cái gì? Cách đó không xa Diệp Quân Lâm lại là sửng sốt. Hắn cùng biến chủng số 13 cùng tứ đại kim cương một đường đuổi tới hải vực phía trên. Hắn để cái khác tiếp tục tìm chư thần phòng thí nghiệm. Hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát tình huống. Hắn đâu, một đã sớm biết hiện tại Leviathan cường đại, một đường quét ngang áp chế. Bởi vậy hắn đang tìm thời cơ ra tay. Loại này trong lúc mấu chốt, tất cả mọi người đối phó không được. Như vậy Diệp Quân Lâm cũng không có cách nào. Chỉ có thể ra tay. Bại lộ liền bại lộ, không thể trơ mắt nhìn xem cái này quốc gia bị hủy diệt đi. Về sau sự tình chỉ có thể về sau nói. Đang lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm. Đám người này đột nhiên hướng một phương hướng khác chạy trốn, Leviathan nhóm cũng toàn bộ đuổi theo. Đây là tình huống gì? Hắn mắt trợn tròn. Đám người này tại ra âm mưu quỷ kế gì đâu. Có điều, hắn chỉ có thể theo sau. Nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên hải vực chạy trốn sau khi. Đám người bắt đầu dùng trong biển đi thuyền khí toàn bộ chìm vào trong biển, hướng nơi biển sâu chạy tới. Không thể không nói hiện đại khoa học kỹ thuật cao siêu. Loại này trong biển đi thuyền khí, tại bên trong biển sâu không có áp lực chút nào. Phía trước đại bộ đội đang liều mạng chạy trốn. Dọc theo đề cao kế hoạch xong lộ tuyến. Phía sau Leviathan đại quân toàn bộ đuổi theo. Tiến hóa tốt Leviathan cũng là tốc độ rất nhanh, tại dưới biển sâu truy kích. Phía sau cùng đi theo đương nhiên là Diệp Quân Lâm. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khẩn trương không khí cảm giác tràn ngập tại mỗi một phương trong lòng. Chẳng qua chư thần phòng thí nghiệm là hiếu kỳ. Bọn hắn hiếu kỳ đến cùng đi địa phương nào. Cứ việc chư thần phòng thí nghiệm thăm dò rất nhiều nơi, thế nhưng là thế giới như thế lớn, còn có rất nhiều không biết lĩnh vực. Ví dụ như hiện tại đi địa phương bọn hắn cũng không biết. Tiêu liệt quân bọn hắn là khẩn trương. Khẩn trương kế hoạch này đến cùng có thể thành công hay không? Diệp Quân Lâm một đường đi theo. Rất mau tới đến một phiến khu vực về sau, triệt để u ám. Rất hiển nhiên đã đi tới đặc biệt sâu hải vực. Chẳng qua một đường không có gặp được trở ngại gì. Dù là có biển sâu sinh vật, gặp được Leviathan cấp bậc này chạy cũng không kịp đâu. Đúng lúc này đợi. Phía trước Diệp Khuynh Thiên bọn hắn đại bộ đội tín hiệu những cái này toàn bộ đều đoạn mất. Cùng ngoại giới căn bản liên lạc không được. Chẳng qua bọn hắn không có chút nào khẩn trương. Bởi vì sớm Lục Hùng trong kế hoạch từng có bàn giao. Đi vào phiến khu vực này về sau, từ trường rõ ràng biến hóa. Bất kỳ cái gì tín hiệu đều truyền không đi ra. Chính vì vậy thần bí, cho nên mới đem át lần cuống kế hoạch vị trí chọn ở phía dưới. Chính là để người ngoài cũng không tìm tới. Chẳng qua Lục Hùng đã đem bản đồ tỉ mỉ lại tỉ mỉ đều cho bọn hắn kế hoạch xong. Sau đó dựa theo bản đồ đi là được rồi. Cái này đột nhiên biến hóa, tuyệt không ảnh hưởng đến bọn hắn mảy may.
Bọn hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên. Nhưng mà đằng sau đi theo Leviathan đi vào khu vực này về sau, đột nhiên tín hiệu các phương diện mất linh. Chư thần phòng thí nghiệm bên này cùng Leviathan đột nhiên mất đi liên hệ. Mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta khống chế không được rồi. Không liên lạc được rồi. Chấm. Lần này, vô luận chư thần phòng thí nghiệm như thế nào thao tác, đều không thể cùng Leviathan bắt được liên lạc, chớ đừng nói chi là khống chế. Mắt trợn tròn. Bọn hắn đi địa phương nào? Không được, muốn xảy ra chuyện. Tiên sinh lập tức hiểu được. Vốn cho rằng không sợ tất cả âm mưu, nơi nào muốn lấy được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là cái lớn âm mưu. Không được. Lập tức phái người đi Leviathan mất đi liên hệ địa phương nhìn xem. Tranh thủ thời gian tra rõ ràng tình huống. Lần này, chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người lập tức đều không chắc. Mặc dù bọn hắn nghĩ không ra những người này làm sao tiêu diệt Leviathan, thế nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng a. Chấm. Cứ việc Leviathan cùng chư thần phòng thí nghiệm mất đi liên hệ. Thế nhưng là bọn chúng trước đó đạt được chỉ lệnh chính là đi theo phía trước đào binh, lại không nên công kích. Bởi vậy Leviathan đại quân vẫn một mực đi theo. Theo ở phía sau Diệp Quân Lâm cũng phát giác được nơi này quỷ dị, năng lượng mạnh không nói vẫn là hoàn toàn hỗn loạn. Bọn hắn đều là trong biển đi thuyền khí, Diệp Quân Lâm là thuần thân thể theo. Bởi vậy cảm thụ rõ ràng. Xuyên qua khu vực này về sau, con đường sau đó đổ càng ngày càng gian nan. Có không ít trong nước đi thuyền khí đều nhận trở ngại, hư hại không ít. Leviathan thân thể khổng lồ cưỡng ép đem từng cái trở ngại phá hủy. Không biết đi được bao lâu sau. Trước mắt đột nhiên trống trải. Cũng phát sáng lên. Trước mắt xuất hiện tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều rung động đến. Một cái siêu cấp lớn biển sâu căn cứ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lớn đến những cái này Leviathan đều lộ ra phi thường nhỏ bé. Đừng nói 3,000 con. Chính là 3 vạn con đều tùy tiện chứa nổi. Nơi này quy mô đã sơ thành. Kiến trúc hùng vĩ để thế nhân rung động. Nếu như nơi này bị đưa tin ra ngoài. Chỉ sợ toàn thế giới sẽ khiếp sợ, lại một cái tiền sử văn minh bị phát hiện. Nhưng mà đây là Đại Hạ Đông Hải Long Cung kế hoạch. Đến sau này, Diệp Khuynh Thiên bọn hắn căn cứ chỉ thị, phóng xuất ra một loạt drone khí, tiếp tục hướng cái này biển sâu căn cứ tiến vào bên ngoài. Bọn hắn thì là tại một cái khác lối đi bí mật nhanh chóng rời đi. Cái lối đi này là Đông Hải Long Cung kế hoạch chuẩn bị ở sau, chuyên môn dùng để chạy trốn hoặc là bí mật sử dụng. Hiện tại Lục Hùng liền đem nơi này đánh dấu ra tới. Cung cấp Diệp Khuynh Thiên bọn hắn chạy trốn. Làm số lớn Leviathan đến sau này, bọn hắn đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại số lớn drone khí tại phía trước. Leviathan nhóm đã không cách nào bắt được rời đi Diệp Khuynh Thiên bọn người, chỉ có thể bắt được những cái này drone khí. Lập tức toàn bộ đi theo. Sau đó không lâu, tất cả Leviathan đều tiến vào cái này biển sâu căn cứ bên trong. Bắt đầu bắt giữ những cái này drone khí. Diệp Quân Lâm vẫn luôn theo. Hắn bị trước mắt biển sâu quốc gia rung động đến. Nếu không phải nhìn thấy đại hạ khí chất cùng kiến trúc bên trên đại hạ hiện đại chữ viết. Hắn đều muốn coi là nơi này là tiền sử văn minh chỗ. Xem ra ta là tiến vào đại hạ cái nào đó trụ sở bí mật. Nhìn nơi này đã bị hoang phế cực kỳ lâu. Diệp Quân Lâm bắt đầu quan sát nơi này. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, to lớn biển sâu căn cứ bốn phía đại môn bắt đầu đóng lại. Đây là đặc thù vật liệu chế thành, đem toàn bộ căn cứ quay chung quanh một vòng chỗ bảo vệ. Không chỉ như thế, còn có to lớn mái vòm cũng bay lên mà lên. Đem toàn bộ căn cứ đều bao phủ lại. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm cuối cùng đã rõ kế hoạch của bọn hắn là cái gì. Đã đánh không lại những cái này Leviathan. Nhưng là bọn hắn có thể hấp dẫn đến nơi này đến toàn bộ vây khốn. Từ vừa rồi cùng nhau đi tới. Diệp Quân Lâm minh bạch, nơi này là ngăn cách địa phương, không có chuyên môn bản đồ là không cách nào lại tới đây. Cho nên hiện tại Leviathan là cùng chư thần phòng thí nghiệm cắt đứt liên lạc. Bằng không thì cũng sẽ không bị drone khí hấp dẫn tới nơi này. Những người khác đều là trốn. Diệp Quân Lâm vui. Các ngươi kế hoạch này tốt. Thế nhưng là ta còn tại bên trong, các ngươi liền đóng cửa lại rồi. Kỳ thật ngoại giới Lục Hùng cũng là không cách nào phán đoán tình huống bên trong. Hắn là căn cứ tinh vi tính toán về sau, xác định một cái Leviathan bị dẫn vào căn cứ thời gian, mới đóng cửa, cũng là đang đánh cược.
Rất nhanh, Diệp Quân Lâm phát hiện, tất cả Leviathan nhìn về phía hắn. Dù sao khi tiến vào cái trụ sở này sau, Leviathan lại tìm không đến những người khác, những cái kia vô hạn máy móc, rất nhanh liền bị bọn hắn vỡ vụn. Còn sống chỉ có Diệp Quân Lâm một cái. Bọn chúng chỉ có thể tới đối phó hắn. Diệp Quân Lâm một mặt bất đắc dĩ, xem đi, các ngươi giữ cửa đóng, chính là hậu quả này, toàn tới đối phó ta. Diệp Quân Lâm đầu tiên là rất phiền muộn, nhưng ngay sau đó hắn lộ ra một vòng có thâm ý khác nụ cười. Trước đó đang suy nghĩ làm sao lặng lẽ meo meo xử lý các ngươi, không bại lộ chính ta. Tìm nửa ngày đều không có cơ hội, hiện tại thế nào? Diệp Quân Lâm ý cười càng đậm. Loại cơ hội này mình đưa tới cửa rồi. Bọn chúng toàn bộ vậy mà đi vào một cái ngăn cách địa phương. Ở đây làm gì, ngoại giới đều sẽ không có người biết. Dù là chư thần phòng thí nghiệm cũng sẽ không biết. Điểm này rất dễ dàng phán đoán. Nếu như chư thần phòng thí nghiệm còn có thể tiếp tục điều khiển Leviathan, bọn chúng liền sẽ không bị trúng kế, bị vây ở chỗ này. Bởi vậy Diệp Quân Lâm khẳng định chư thần phòng thí nghiệm cùng Leviathan mất đi liên hệ. Tuyệt không biết tình huống nơi này. Dù là mình đưa chúng nó toàn giết, cũng không ai biết. Leviathan nhóm bắt đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, muốn đem hắn xé rách. Muốn chết. Diệp Quân Lâm không nói hai lời, trực tiếp đem thần kiếp rút ra. Các ngươi xem như chư thần phòng thí nghiệm chó săn, lấy trước các ngươi khai đao đi. Ong ong ong. Thần kiếp điên cuồng run rẩy, tựa như phát ra hưng phấn gầm rú. Ầm ầm. Thần kiếp tản mát ra ngập trời khí tức, bao phủ toàn bộ căn cứ. Kia là từ xưa đến nay uy áp. Trực tiếp đem trước mắt tất cả Leviathan đều chấn trụ. Bọn chúng chưa hề cảm nhận được cùng mạnh như vậy tồn tại. Cái này là lần đầu tiên. Cường đại vượt quá tưởng tượng. Tất cả Leviathan sững sờ tại nguyên chỗ. Mặc dù bọn chúng là để điều khiển, nhưng đó cũng là trí năng sinh vật, có mình ý thức. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm chỉ lệnh đã hoàn thành, bọn chúng sẽ thông qua ý thức của mình để phán đoán sự vụ. Hiện tại Diệp Quân Lâm để bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm. Giết! Diệp Quân Lâm tế ra thần kiếp. Đây là hắn vì chư thần phòng thí nghiệm chuẩn bị thần chi kiếp nạn. Quả thực không thể địch nổi. Xoẹt! Thần kiếp như là đạn đạo một loại bắn ra. Oanh! Trực tiếp đem phía trước nhất một con Leviathan từ giữa đó xuyên thủng. Đầu tiên là màng mỏng, ngay sau đó thân thể, vô luận là chất liệu gì vật liệu, vô luận là cái gì huyết mạch gen. Đều không được. Căn bản ngăn không được thần kiếp sắc bén. Gặp được thần kiếp phong mang, liền cùng đậu hũ khối đồng dạng mềm mại, nhẹ nhõm bị cắt mở. Căn bản là không có cách ngăn cản. Không còn giống như là trước đó gặp phải tất cả công kích, vẻn vẹn chỉ có thể làm bị thương ra, không cách nào làm bị thương Leviathan chân chính thân thể. Chỉ có thể dựa vào mọi người tích lũy, không ngừng đi đục. Nhưng lần này Leviathan gặp phải là thần kiếp. Thần kiếp cũng không sợ bất luận cái gì phòng ngự, gặp được chính là bổ ra. Rất nhanh, thần kiếp xuyên thủng Leviathan thật dày thân thể, một kiếm xuyên thấu. Răng rắc, thần kiếp chịu uy dưới, Leviathan năng lượng hạch tâm bị đánh nát. Ngao, Leviathan phát ra một tiếng gào thét, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Nhưng mà đây mới là bắt đầu. Thần kiếp kiếm khí bắt đầu bừa bãi tàn phá thân thể nó. Răng rắc, răng rắc. Chấm. Nó thân thể khổng lồ bắt đầu sụp đổ ra, sụp đổ, trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Năng lượng hạch tâm lại bị phá hủy, căn bản không cách nào khôi phục. Một con Leviathan trực tiếp hết rồi. Chấm. Xoẹt. Thần kiếp tuyệt không dừng lại, ngay sau đó xuyên thủng cái thứ hai Leviathan. Xoẹt. Cái thứ ba Leviathan bị thần kiếp cắt từ giữa mở. Bên cạnh thân thể một phân thành hai. Xoẹt. Con thứ tư Leviathan càng là một điểm phản ứng đều không có, thần kiếp liền từ trong thân thể xuyên thấu mà ra. Chấm. Thần kiếp tựa như trang bị đạn đạo khóa chặt truy tung công năng đồng dạng, đối Leviathan tiến hành truy sát. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Thần kiếp trước mặt, Leviathan không thể phá vỡ thân thể cùng đậu hũ không có khác nhau. Phốc phốc. Lần này, thần kiếp một lần tính xuyên thủng trọn vẹn 8 con Leviathan thân thể. Tụ tập cùng một chỗ Leviathan bị thẳng tắp xuyên thấu. Xoẹt. Chấm. Sau đó thần kiếp đối với mấy cái này Leviathan tiến hành không khác biệt oanh sát. Bọn chúng căn bản không có lực phòng ngự, càng không được lời nói tiến công.
Dù là hậu kỳ kịp phản ứng Leviathan chống lên đến năng lượng vòng bảo hộ, cũng bị trong khoảnh khắc vỡ nát. Căn bản là vô dụng. Thần kiếp chi uy không ai có thể ngăn cản. Những cái này ở bên ngoài bừa bãi tàn phá, làm cho tất cả mọi người không thể làm gì Leviathan, tại thần kiếp phía trước như vậy yếu ớt. Chỉ bởi vì đây là Diệp Quân Lâm. Đây là thần kiếp. Chấm. 100 con. Chấm. 500 chỉ. Chấm. 1000 con. Chấm. 3,000 con. Chấm. Không lớn công phu, tất cả Leviathan đều bị Diệp Quân Lâm không khác biệt đổ sát. Không biết Hắc Ám bác sĩ tiêu tốn bao lớn công phu, dùng bao nhiêu tài nguyên vật liệu, tiêu tốn bao nhiêu nhân lực tài lực. Nhưng tại Diệp Quân Lâm trước mặt, giết chính là vài phút sự tình. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Quân Lâm thu hồi thần kiếp. Nhìn xem căn cứ cửa lớn đóng chặt, Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười. Không có cách, hắn chỉ có thể dùng nắm đấm mở ra căn cứ đại môn rời đi. Đối Diệp Quân Lâm đến nói, vẫn có thể nhẹ nhõm rời đi. Dù sao trước khi đến đường hắn biết, tương đương với nắm giữ địa đồ. Chỉ là không biết Diệp Khuynh Thiên bọn hắn thoát đi đường nhỏ thôi. Cuối cùng là giải quyết một cái đại họa trong đầu. Sau đó chỉ còn lại chủ thần ti. Hắn có thể toàn lực chờ lấy chủ thần ti. Đại hạ phương diện vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Leviathan liền để bọn hắn chân tay luống cuống. Chấm. Giờ phút này. Chư thần phòng thí nghiệm phát điên muốn liên hệ với Leviathan. Đã phái người tại Leviathan nhóm biến mất địa phương tìm kiếm. Cứ như vậy. Liền bị tứ đại kim cương những cái này toàn bộ để mắt tới. Bọn chúng thêm biến chủng số 13 còn tại tìm kiếm chư thần phòng thí nghiệm tung tích. Lần này bọn hắn một phái người tới đây. Tự nhiên bị để mắt tới. Chấm. Một bên khác. Đại hạ đường ven biển bên trên, tất cả mọi người đang sốt ruột chờ đợi. Bọn hắn phải biết Diệp Khuynh Thiên bọn hắn thành công không có. Bên cạnh đến chi viện các quốc gia đại biểu đã hỏi thăm rất nhiều lần. Muốn biết Diệp Khuynh Thiên bọn hắn hấp dẫn bọn này khổng lồ đi địa phương nào. Mà dù sao Atlantis là đại hạ kế hoạch tuyệt mật. Có thể không lộ ra liền không lộ ra. Nếu như không phải gặp được vấn đề này. Sợ là Atlantis kế hoạch sẽ không có người biết đến. Chiến ưng quốc còn vụng trộm đem tin tức truyền về thiên thuẫn cục đại hạ có nào đó phiến hải vực hẳn là có cái gì địa phương bí mật, hoặc là bọn hắn phát hiện cái gì, vậy mà có thể tạm thời vây khốn những cái này cự hình sinh vật. Trong lúc nhất thời, thiên thuẫn cục rất là hiếu kỳ, bắt đầu tra tìm tài liệu tương quan. Chờ đã hơn nửa ngày sau. Rốt cục Diệp Khuynh Thiên bọn hắn mang theo đại bộ đội trở về. Từng cái mặc dù đầy bụi đất. Thậm chí đi thuyền khí đều tổn hại không nhỏ. Nhưng tối thiểu là thành công. Chúng ta thành công, đám kia cự hình đám gia hỏa đều tiến đặt trước khu vực. Khẳng định đều bị khốn trụ. Nghe được Diệp Khuynh Thiên tin tức tốt, toàn trường bắt đầu gieo hò. Người người phấn chấn. Chiến ưng quốc cùng các lớn chi viện thế lực đều rất là kinh ngạc. Đại hạ thật thành công rồi. Bọn hắn làm sao làm được? Là đem những này khổng lồ khốn ở nơi nào rồi? Thật sự là thần kỳ. Các vị bọn chiến hữu, tiếp xuống bọn này cự hình sinh vật sẽ bị vây khốn. Chí ít một tháng thời gian, thậm chí dài đến một năm. Chúng ta cùng một chỗ đối bọn chúng tiến hành nghiên cứu, nhìn xem như thế nào tiêu diệt a. Tiêu Liệt Quân cười to nói. Có thể, việc quan hệ trọng mọi người cùng nhau nghiên cứu. Cái này lợi cho chúng ta mỗi người tương lai. Mọi người nhao nhao đồng ý xuống tới. Rất nhanh. Chiến ưng quốc đại biểu nhìn không được hỏi, tiêu thủ lĩnh, xin hỏi các ngươi đem những cái này khổng lồ khốn ở nơi nào rồi? Thần kỳ như vậy. Lời này mới ra. Rất nhiều người đều xông tới, muốn biết đáp án, phi thường tò mò. Chấm. Mấu chốt mọi người không tưởng tượng nổi dưới gầm trời này có chỗ nào có thể đồng thời vây khốn 3,000 con loại này cự hình sinh vật a. Bởi vậy bức thiết muốn biết ở nơi nào. Tiêu Liệt Quân cười cười, thật có lỗi. Tạm thời không cách nào nói cho các ngươi biết, dù sao cái này liên quan đến quá lớn, ta nói ra, rất có thể cố gắng của chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này Lý Thành Mẫn đứng ra nói, đúng, không sai. Vẫn là người biết càng ít càng tốt, chưa chừng chúng ta giữa sân liền có gian tế, hoặc là không biết thám tử của địch nhân. Đúng a, nơi này nếu là tiết lộ ra ngoài, bị một chút hữu tâm người lợi dụng, vạn nhất lại thả ra. Hậu quả ai đến gánh chịu? Tốt nhất chính là người biết càng ít càng tốt. Chấm. Cùng đại hạ giao hảo quốc gia thế lực nhau nhau đứng ra nói chuyện.
chuyện này nào dám để nhiều người biết. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Huống chi ở đây tất cả đều là dị tộc. Như thế lớn bí mật sao có thể nói. Hơn nữa còn phải sợ Leviathan người sau lưng, liền càng phát ra không có khả năng nói ra. Chiến ưng quốc người đại biểu lập tức hòa giải, đúng. Tất cả mọi người đừng có lại hỏi. Đã vây khốn, đó chính là chuyện tốt. Chuyện này không giải quyết được gì. Cuối cùng mọi người thảo luận, các quốc gia cùng một chỗ phái ra chuyên gia đến nghiên cứu như thế nào đối phó Leviathan. Một bên khác, chư thần phòng thí nghiệm tại Leviathan nhóm mất đi liên hệ địa phương tìm nửa ngày, căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối. Đi cái trụ sở này, đường xá quá phức tạp, bởi vậy thời gian dài như vậy đều không có người phát hiện. Bọn hắn cũng phát hiện không được.